Mến chào các bạn, chúng ta hãy đến với những nội dung hấp dẫn của bộ phim Giả Thiên Cùng Hoa Trên Mây nhé. Bên ngoài không gian vũ trụ, một chiếc tàu đang bay lượn, tiếng của bộ đàm nhắc nhở không ngừng vang lên, các phi hành gia nhanh chóng vào việc. Phía xa một đàn rồng kéo một chiếc quan tài, nhìn vô cùng bi thương và hoành tráng, xung quanh không ngừng tản ra từng chiếc cánh hoa, phiêu dạt trong không gian rồi bay về phía Hóa Tiên Trì. Bên dưới một người đàn ông đang bị xiềng xích giam cầm, hai nhánh cây đâm thẳng vào người không ngừng hút lấy sinh khí của hắn, sau đó hấp thu vào tiên đỉnh phía sau. Bên trong cung điện, binh lính đang bẩm báo với Vũ Hóa Hoàng chủ, sau khi dùng 7 vạn thiên kiêu tế luyện tiên đỉnh, quả nhiên đã có khôi phục, đang vui mừng phát khóc thì đột nhiên các đoàn cánh hoa bay thẳng tấn công đến, mọi người đều thất kinh nhưng không chút khả năng chống trả, thân thể nhanh chóng bị xuyên qua rồi biến mất, ngay cả Vũ Hóa Hoàng chủ cũng bị chấn bay ra xa. Một nữ nhân xuất hiện đầy uy thế, nàng là Ngoa Nhân Đại Đế, Vũ Hóa Hoàng chủ bật dậy lao đến, Ngoa Nhân Đại Đế đầy lạnh lùng, liên tục ra chiêu, lão vô cùng tức giận, muốn giết nàng tế đỉnh. Nhưng dưới sự mạnh mẽ của nàng, lão dần rơi vào thế hạ phong, nàng muốn hạ sát lão để đền mạng cho ca ca của nàng. Nàng nhớ về lúc ca ca còn ở bên cạnh, cả hai vô cùng vui vẻ, ca ca luôn yêu chiều nàng, nhưng một ngày kia, ca ca nàng bị binh lính bắt đi, tế luyện cho tiên đỉnh. Nàng ánh mắt đầy căm phẫn tạo ra từng quả cầu lửa, phá hủy toàn bộ thành trì bên dưới, tiên đỉnh kia cũng bị nàng đánh vỡ. Nàng thầm quyết tâm, dù cho trải qua vạn năm, luân hồi bách chuyển, nàng cũng sẽ ở trong hồng trần này, đợi ca ca nàng trở về. Ở một nơi khác, một chàng thanh niên đang đứng bên cửa sổ, hắn là Diệp Phàm, bên trong phòng hắn bày trí rất nhiều sách cổ. Thanh niên mọt sách đây mà, hắn đọc rất nhiều, vô cùng hiếu kỳ đối với văn minh thời thượng cổ, nghi ngờ về sự tồn tại của nó. Báo hiệu 12 giờ 30 phút vang lên, giờ họp lớp đến rồi, cũng đã lâu hắn không gặp bạn bè, nên lần này hắn cũng tham gia. Ngoài đường đầy mưa bão, hắn lái một chiếc Mercedes đến một nhà hàng sang trọng, tổng tài hiện đại lạnh lùng đẹp trai đây mà. Bên trong căn phòng bao, một số người không ngừng lại chào hỏi với Lưu Văn Chí, hiện tại hắn đã là tổng tài, ai cũng định bộ mong hắn chiếu cố cho các doanh nghiệp nhỏ của mình. Diệp Phàm mở cửa bước vào, hồi xưa đi học anh là lớp trưởng nha, mọi người thấy hắn đều rất vui mừng gọi lớp trưởng Diệp. Tên Lưu Văn Chí kia nhìn hắn không chút hảo ý, buông lời châm biến, nghèo mà còn ta đây. Lý Tiểu Mạn cũng đã đến, Diệp Phàm và Lý Tiểu Mạn từng có một thời gian ở bên nhau, bên cạnh Tiểu Mạn là một người thanh niên lạ tên Khải Đức, khi đi qua Diệp Phàm, nàng cũng gật nhẹ đầu chào. Bên ngoài không gian, đoàn rồng kéo chiếc quan tài vẫn đang không ngừng bay về phía địa cầu, chiếc tàu không gian bị va chạm nhanh chóng xuất hiện từng vụ nổ. Ở chỗ Diệp Phàm mọi người đang hướng về TV nghe thông báo về mưa bão và mực nước, có vẻ lần này bão rất lớn. Vì sợ nguy hiểm, bọn họ muốn mau chóng trở về nhà, Lưu Văn Chí liền ra vẻ ta đây có xe sang, xung phong chở mọi người về. Nào ngờ nước ngập quá sâu, căn bản không thể lái xe được, nước ào đến như sóng thần, cả đám vô cùng sợ hãi không ngừng kêu cứu. Diệp Phàm lái một chiếc tàu đến, phá cửa xe cứu mọi người. Nhưng phía trước xuất hiện một lốc xoáy cực lớn, như muốn nuốt trọn cả con tàu của hắn, Diệp Phàm lòng lo lắng nhưng vẫn bình tĩnh cầm lái, ngồ đét tiến về phía trước. Không thoát khỏi số phận, con tàu nhanh chóng bị cuốn vào lốc xoáy kia, mọi người đều la hết thất thanh, sau đó con tàu đâm thẳng vào một khe núi. Khi trời quang mây tạnh, bọn họ mới dần bước ra ngoài, leo lên đỉnh núi, Tiểu Mạn nhận ra nơi này, đây là đỉnh Thái Sơn Ngọc Hoàng. Chợt ở phía xa, đàn rồng kéo quan tài lại đang phá không lao đến. Nhìn đàn rồng dường như sắp đâm xuống chỗ họ, mọi người hoảng loạn bỏ chạy. Rầm, tòa cung điện trước mặt sau cú va chạm nhanh chóng sụp đổ, mặt đất không ngừng nứt ra, mọi người nghiêng ngả té xuống. Sau khi bình tĩnh lại, nhìn thấy một tế đàn và chiếc quan tài phía trước, mọi người lại càng thêm sợ hãi. Diệp Phàm cố gắng trấn tĩnh mọi người, cùng bước lên trước thăm dò. Đột nhiên các đạo ánh sáng xuất hiện, các bức tượng xung quanh tế đàn cùng sáng lên, từng dòng cổ văn bay ra, cuốn lấy nhau, hình thành thái cực bát quái đổ. Những con rồng kia lúc này cũng đã tỉnh dậy, kéo chiếc quan tài bay lên, nắp quan tài mở ra, từng người bị hút vào bên trong, sau đó biến mất vào thái cực bát quái đồ. Bình thường hay xem xuyên không mà cái phim này còn nghịch thiên hơn nữa, thực cổ lẫn lộn mà, thật cuốn hút. Sau khi thái cực bát quái đồ biến mất, mọi thứ đã trở lại bình thường, ánh nắng mặt trời chiếu rọi qua từng đám mây. Chiếc quan tài và đàn rồng lại xuất hiện trong không gian vũ trụ, từng người bên trong quan tài được thả xuống các phiến đá trôi nổi, các phiến đá dần dần tụ lại ghép vào tế đàn trôi nổi phía trước. Mọi người vì sợ thất lạc, mau chóng đếm số thứ tự cho từng người để ghi nhớ. Khi đếm đến 20, mọi người đều thất kinh, đi họp lớp có 19 người, mà giờ thành 20, đúng là gặp ma mà. Một bàn tay thò lên, Diệp Phàm và Bàng Bác nhìn về quan tài phía trước, tiến lên dò thám, chợt mặt đất rung chuyển, các phiến đá lại tản ra, từng tia sáng chiếu xuống, mọi người một lần nữa biến mất. Và xuất hiện ở một không gian khác, Thiên Uyên Tinh, chiếc quan tài kia và đàn rồng cũng ở đây, giữa trung tâm một tế đàn. Mặc cho lời ngăn cản của Diệp Phàm, Lưu Văn Chí và một đám người nhanh chóng rời đi, tìm đường thoát ra, Diệp Phàm không còn cách nào cũng đành đi theo. Nhìn hai chữ cổ phía trước mặt, Thiên Uyên, Diệp Phàm biết bọn họ hiện tại đã không còn ở địa cầu nữa. Nghe thấy thế mọi người đều hoang mang,
một thanh niên chạy về phía trước, lập tức xuất hiện cát lún, kéo lấy thân thể hắn. May mà đám Diệp Phàm phản ứng nhanh, hắn mới thoát một kiếp nạn. Nhìn về phía xa có ánh sáng, mọi người mừng rỡ chạy về hướng đó, có ánh sáng chắc chắn sẽ có người. Đi được một lúc, trước mặt dần hiện ra một tòa miếu. Diệp Phàm đến gần gốc cây cổ thụ, lượm một viên đá bỏ vào túi, sau đó hắn và Bàng Bác đẩy cửa bước vào. Bên trong ánh nến leo lắt, dần hiện ra các bức tượng đồng với đầy biểu cảm cổ quái. Một cô gái trong nhóm đột nhiên hét lớn rồi bất tỉnh, là một con trùng. Diệp Phàm nhanh chóng ném cây nến đến, con trùng nhanh chóng bốc cháy. Sau đó lại một thanh niên hét lên rồi ngã xuống, lại là một con trùng khác, mọi người đều khiếp sợ. Lúc này Diệp Phàm phát hiện cây nến hắn cầm là một pháp khí, có thể đánh chết những con quái vật trùng kia. Mọi người nhanh chóng tìm các vật dụng khác nhau để hộ thân, mọi người còn tranh giành pháp khí của nhau, tình bạn gì tầm này nữa, đứng trước cái chết thân ai nấy lo. Diệp Phàm thấy tình thế bất ổn, nhanh chóng nói mọi người hãy đứng tựa vào nhau, những người có pháp khí bảo vệ người không có pháp khí, vẫn là anh tôi sống đầy tình nghĩa mà. Tên Lưu Văn Chí sau khi giành lấy một pháp khí của bức tượng đã khiến cho cơ quan bên dưới chuyển động, sau đó là vô vàn con trùng như cơn sóng chiều lao đến. Diệp Phàm nhanh chóng định thần, hắn nhìn tám bức tượng xung quanh nhớ đến trận pháp tránh tà mà bản thân đã từng được. Hắn gọi các bạn học có pháp khí hãy mau đứng theo vị trí trận bát quái, sau đó giơ pháp khí ra phía trước, pháp khí lần lượt phát sáng, kích hoạt pháp trận. Các con trùng không biết sống chết lao đến đều mau chóng tan thành bụi phấn, mọi người hướng về phía tế đàn di chuyển. Do pháp khí bị tổn hại, trận pháp tuy rằng đã hình thành nhưng vẫn có kẻ hở, Diệp Phàm nhảy số nhanh chóng hỗ trợ Bàng Bác gỡ lấy biển hiệu chùa để che chắn cho các bạn không có pháp khí. Lúc này trên trời cuồn cuộn bão gió, chiếc quan tài lúc đầu đột nhiên phát sáng, tế đàn ngũ sắc được kích hoạt. Anh tôi lúc này cầm chiếc đèn tiếp tục ngộ đạo, nghĩ đến lời Phật dạy, nhanh chóng thổi ánh đèn lửa lên phía trước, hiệu quả thật ba má ơi, những con trùng bị quét chúng đều bị hạ sát. Bọn họ tiếp tục đi về phía tế đàn, khi đến sa mạc cát, những con trùng kia đã chui xuống dưới cát mà đến, lại thêm một thành viên bị mất mạng. Tên Lưu Văn Chí vốn ích kỷ, muốn tự mình tẩu thoát, trận pháp thiếu mất hắn nhanh chóng mất đi hiệu quả, quái vật trùng ồ ạt tấn công đến. Mọi người đều cố gắng chạy về phía tế đàn, không ngừng mắng chửi Lưu Văn Chí. Phía ngoài tế đàn có một màn chắn bao bọc, quái vật trùng không thể tiến vào. Trên phía đỉnh đầu, bát quái trận đồ lại xuất hiện, Diệp Phàm biết đây là cánh cửa tinh không, chỉ cần đủ năng lượng là có thể mở ra. Biết cây đèn trong tay Diệp Phàm không bình thường, Lưu Văn Chí liền âm mưu cướp đoạt, hắn ra hiệu với hai tên bên cạnh. Khi Diệp Phàm đang dò xét thì tiến lên muốn đẩy hắn ra bên ngoài, may mà hắn phản ứng nhanh. Bên ngoài màn chắn vang lên tiếng gầm lớn, ở phía ngôi miếu, một con quái thú trồi dậy vì bị ảnh hưởng. Màn chắn xuất hiện từng vết nứt rồi bị chấn vỡ, quái vật trùng lao đến, Diệp Phàm bị thương nhỏ xuống một vệt máu. Diệp Phàm nhìn giọt máu chuyển động, phát hiện năng lượng khởi động trận bát quái chính là màu, đúng là trong cái xui có cái hên mà. Mọi người nhanh chóng giết chết quái vật trùng, lấy máu của chúng khỏi động trận pháp. Con quái thú kia cũng đã đuổi đến tế đàn, không ngừng công phá màn chắn bảo vệ. Trận pháp sau khi hấp thu vô số máu của quái thú trùng đã mở ra cánh cửa tinh không, đàn rồng cũng mở mắt, kéo quan tài bay lên. Quái thú lúc này đã phá tan màn chắn, không ngừng gầm rú, nguy hiểm trùng trùng, mọi người sợ hãi kéo nhau bỏ chạy. Quái thú tiến về phía quan tài, thò tay vào bên trong, nhưng bị một cỗ sức mạnh thần bí phát ra trừ chiếc quan tài chấn văng. Quái thú gầm lên đầy giận dữ, khi sắp đạp trúng Diệp Phàm, thân thể hắn lại có một người năng lượng phát ra, cứu hắn một mạng, là cục đá. Không phải phải gọi là chiếc chuông mới đúng, thì ra nó là chuông bồ đề, Diệp Phàm nhanh chóng cầm lấy nó, leo lên cột trụ ở tế đàn. Sau đó cầm chuông bồ đề lao về con quái thú kia, muốn phong ấn nó. Cùng lúc đó mọi người cũng được các tia sáng bao quanh, biến mất vào tinh không cùng đàn rồng và quan tài, bọn họ lại quay trở về tế đàn ban đầu. Diệp Phàm tiếp tục dò xét xung quanh, mọi người đều mệt mỏi ngủ thiếp đi, đột nhiên một người thanh niên trong nhóm la lên đầy đau đớn, sau đó bất tỉnh, vậy mà lại thật sự chết đi. Vì Diệp Phàm là người phát hiện đầu tiên nên mọi người đều đang nghi ngờ hắn. Nhưng bất chợt một con quái vật trùng nhảy ra từ bụng của Thành Mang, sau đó đã bị Diệp Phàm giết chết. Lúc này tay hắn vô ý chạm lên quan tài bên cạnh, các phù văn lập tức phát sáng, sau đó dần biến mất. Mặt đất rung động, trên quan tài xuất hiện các đường nối liền phát sáng, Diệp Phàm lẩm bẩm, tam viên tứ tượng nhị thập bát tú, đây dường như là bản đồ, rất giống với bản đồ cổ đại của nước ta. Đàn rồng và quan tài đang dịch chuyển, tế đàn không ngừng chấn động, sau đó bọn họ bị ánh sáng bao quanh và chuyển đến một không gian khác, chiếc quan tài vì không giữ được thăng bằng đã rơi xuống vực. Cả đám Diệp Phàm tiếp tục di chuyển, tìm kiếm sự sống, bọn họ dừng trước một bia đá, bên trên có khắc, nơi đây là cấm địa hoang cổ. Một tiếng chim bay xuất hiện, một người ngẩng đầu lên đều thất kinh, là một con đại bàng kim xí khổng lồ. Diệp Phàm biết con chim này chỉ bắt vật sống, nhanh chóng kêu mọi người hãy đứng im, đừng nhúc nhích. Lưu Văn Chi không muốn đợi chết, nhanh chóng chạy đi, hai người luôn nịnh bợ hắn là Trường Thanh và Vương Diễm cũng chạy theo. Đại bàng kim xí phát hiện tiếng động, đang lao như tên bắn đến, mọi người hoảng loạn bỏ chạy, tìm sơn động ẩn nấp. Đại bàng kim xí to lớn không thể tiến vào, nó liền đổi mục tiêu sang bọn Lưu Văn Chí.
Diệp Phàm không tính toán với hắn, lao ra ứng cứu, nhờ đó hắn cũng giữ được một mạng. Mọi người lúc này bụng đều kêu réo, đã một ngày trời bọn họ không ăn gì, ai nấy đều đói dã, chia nhau ra đi tìm thức ăn. Diệp Phàm và Bàng Bác tìm được một hồ nước, bên hồ còn có cây ăn quả. Diệp Phàm bỗng nghe thấy tiếng cười nói, bên trên tầng mây một cô bé và một thanh niên đang chơi đùa. Cô bé gọi thanh niên là Kaka, đang thất thần thì Bàng Bác ném một quả trái cây cho hắn, hắn mới bừng tỉnh quay về hiện thực. Lưu Văn Chí và hai người kia cũng tiến vào một hang động, Vương Diễm lấy ra một ít sô cô la chia cho hắn và Trường Thanh, sau đó lại bàn bạc làm sao để lấy được pháp khí của Diệp Phàm. Trong một góc hang động, một dòng nước đen ngòm đang chảy đến, ngày càng nhiều. Cả ba đứng lên đầy cảnh giác, muốn bỏ chạy, nhưng dòng nước đen lúc nãy đã biến thành một bàn tay dài, nhanh chóng bắt lấy Trường Thanh, sau đó là Vương Diễm, còn Lưu Văn Chí đã chạy thoát, vẻ mặt hắn đầy âm hiểm. Lúc này, Diệp Phàm và Bàng Bác hái một ít trái cây và đã quay trở lại, đang đưa trái cây cho hai bạn học khác thì Lưu Văn Chí chạy đến, nói Trường Thanh và Vương Diễm gặp nguy hiểm, nói Diệp Phàm đi ứng cứu, vẻ mặt này là đang muốn dụ Diệp Phàm tiến vào chốn nguy hiểm đây mà. Khi Diệp Phàm đang đứng trước một số sâu gọi lớn tìm kiếm hai người kia, Lưu Văn Chí lao đến muốn xô hắn xuống dưới, nhưng Diệp Phàm đã nhanh chân né qua một bên, kết quả Lưu Văn Chí tự mình rớt vào hố, đáng đời, đã cái nơi mà. Diệp Phàm đang nhìn xuống dưới, thấy một con quái vật gớm ghiếc xuất hiện, hắn và Bàng Bác nhanh chóng cầm lấy pháp khí bỏ chạy. Quái vật kia vì không đuổi kịp, hét lên đầy giận dữ. Bọn họ bỏ chạy được một đoạn thì đều cảm thấy vô cùng nóng bức, cơ thể như bị thiêu đốt đều ngất đi. Diệp Phàm và Bàng Bác cố gắng gắng gượng, thân thể đều đã lảo đảo, ánh mắt cũng mờ dần, khi đến trước một dòng nước thì ngất đi. Khi hắn dần mở mắt tỉnh lại, một cậu nhóc đi đến, hắn vô cùng ngạc nhiên, Bàng Bác lại biến nhỏ lại, Bàng Bác liếc xéo hắn, nhìn lại bản thân mình đi. Khi soi mình xuống nước, Diệp Bác mới kinh ngạc phát hiện, hắn cũng đã bị biến thành một cậu nhóc, trời đất quỷ thần thiên địa ơi. Bọn họ nhanh chóng quay lại tìm các bạn học khác, nhìn Vương Tử Văn, bọn họ lại trở nên già đi, không phải trẻ lại, ôi còn đâu thanh xuân tươi đẹp, chưa gì già hết rồi. Khi hỏi đến Tử Lăng và Y Y Vân, cả hai nhanh chóng chạy đến, nhưng hai người họ lại bình thường, không hề bị ảnh hưởng, vẫn là dáng vẻ cũ. Diệp Phàm nghĩ về trái cây họ đã từng ăn, chỉ có hắn, Bàng Bác, Tử Lăng và Y Y Vân từng ăn qua, nên chịu ảnh hưởng cũng không giống mọi người. Đang suy nghĩ thì con quái vật lúc nãy đã đuổi đến nơi, tiếp tục là những cuộc bỏ chạy thục mạng, Diệp Phàm và Bàng Bác muốn đánh lạc hướng nó, nói các bạn hãy mau chạy đi. Tuy rằng bị nhỏ lại nhưng cả Bàng Bác và Diệp Phàm đều cảm thấy thân thể đã nhanh nhẹn và mạnh mẽ hơn rất nhiều, trong cái xui có cái hên đây mà. Cả hai nhanh nhẹn luồn lách, tránh né từng đoàn tấn công như cuồng phong của quái vật kia, cũng né qua các quả cầu lửa đang không ngừng bắn đến. Sau đó dưới sự phối hợp ăn ý, song kiếm hợp bích của hai anh, Diệp Phàm đã ném được một pháp khí vào cái mỏ hỗn của con quái vật kia. Nó lập tức bị bốc cháy, còn hai anh thì bị một quả cầu lửa chấn văng. Mọi người quay lại, chỉ thấy tấm biển Bàng Bác hay đeo trên lưng, cứ ngỡ Diệp Phàm và Bàng Bác đã gặp chuyện không lành, đang khóc lóc bỗng nghe tiếng của Diệp Phàm, hắn vẫn chưa chết. Phía xa xa bọn họ nhìn thấy một cung điện, cả bọn liền di chuyển về hướng đó, ôm hy vọng mong manh, hy vọng có người sẽ giúp được bọn họ biến trở lại như cũ. Đi cả một đêm, khi thức dậy, Diệp Phàm và Bàng Bác lại nhìn nhau thất kinh, bọn họ đã quay trở lại hình dáng cũ. Nhưng các bạn học khác lại càng già đi, Tử Lăng và Y Y Vân cũng bắt đầu già đi đôi chút. Bọn họ đã đi rất lâu nhưng lại quay về nơi ban đầu, ở đây giống như một mê cung, Diệp Phàm đang suy nghĩ thì thấy một cánh hoa xuất hiện. Diệp Phàm nhìn cánh hoa, biết mọi người không thể tiếp tục ở đây, nếu không chắc chắn chết. Họ đi theo sự chỉ dẫn của cánh hoa, cuối cùng đã ra khỏi đó, phía trước có một người đang bay đến. Là Ngô Thanh Phong của Linh Khư Động Thiên, họ cứ nghĩ mình bị hoa mắt, trên đời này lại có người có thể bay được sao, tiên xuất hiện sao. Cả đám vô cùng mừng rỡ, nhìn vị cao nhân trước mặt, được cứu rồi đây, hu hu mừng quá mẹ ơi, lão chính là Ngô trưởng lão của Linh Khư Động Thiên. Bàng Bác cất tiếng chào hỏi, cho rằng lão là người đến từ cung điện lúc nãy. Nhưng lão nhân nói không hề có cung điện nào cả, không hiểu sao ai có thể sống sót bước ra từ cấm địa kia cũng nói nhìn thấy một tiên cung, gần ngay trước mắt nhưng không thể với tới. Diệp Phàm hướng về phía lão chắp tay nói, bọn họ vì leo lên một ngọn núi cổ mà bị đưa đến đây, quê hương bọn họ vốn dĩ ở rất xa. Lão nhân tiếp lời bọn họ có thể sống sót rời khỏi cấm địa, mà một cơ duyên rất lớn, nếu bước lên con đường tu hành, có thể bớt đi phân nửa công sức, nếu bọn họ đồng ý, có thể đến Linh Khư Động Thiên của lão để tu luyện. Một cô gái nhanh chóng hỏi, tu luyện có thể giúp họ trẻ lại không, thanh xuân phơi phới chưa kịp trải. Lão nhân đáp đương nhiên có thể, chỉ cần tu luyện đến một cảnh giới nhất định, có thể cải thiện diện mạo của bản thân. Mọi người mừng rỡ đều gật đầu đồng ý, cùng lão nhân kia rời đi, khi đang bay trên không, đột nhiên gặp phải một quả cầu lửa công kích. Mọi người mất cân bằng nhanh chóng té xuống, may mà có một vị cao nhân khác xuất hiện kịp thời khống chế, họ mới an toàn tiếp đất. Vị cao nhân này là Nguyệt Hồng trưởng lão, cũng vì cấm địa hoang cổ có động thái, nên đã từ Thái Tượng Tổ đến đây, muốn mời bọn họ đến Yên Hà tu hành. Cả đám đang băn khoăn, gì mà giành nhau như hàng ngoài chợ vậy trời, thì lại thêm vài vị cao nhân xuất hiện,
Lưu Vạn Sơn lao đến chụp lấy Diệp Phàm và Bàng Bác, ai muốn chia gì chia đi, lão lấy hai người này, quá trời là ngang ngược mà. Mấy người còn lại đâu có để yên, ai cũng nhìn ra Diệp Phàm và Bàng Bác mới là hai người nổi trội nhất, lập tức tiến hành cung kích. Một trận giành giật hai thanh niên bé bỏng bắt đầu diễn ra, có ai nghĩ đến cảm nhận của hai đứa tôi không trời, khổ quá mà, đẹp trai có gì là sai. Đánh một hồi không ai chịu ai, họ chỉ đành theo quy tắc cũ, xem tư chất để chọn động thiên phù hợp. Khi xem xét đến Diệp Phàm, Ngô trưởng lão liền thất kinh, thể chất trong truyền thuyết thật sự có thật sao, tư chất của Diệp Phàm vậy mà lại là thánh thể cái thế. Còn là thánh thể hoang cổ, là thân thể đứng đầu từ trước tới nay, khi tu hành có thể đạt đến cảnh giới không thể tưởng nổi nhưng không biết vì lý do gì mà nó dần mất đi uy thế. Sau này người có thể chất như vậy đều không ai có thể bước lên con đường tu hành, giống như phế thể vậy, ôi đúng là vui mừng chưa được 3 giây đã nhận hung tin mình là phế vật. Sau đó bốn vị trưởng lão bắt đầu chia các học viên vào động thiên của mình, Bàng Bác rất muốn đi cùng Diệp Phàm đến Linh Khư động thiên. Nhưng Diệp Phàm sợ phế vật nhưng mình sẽ ảnh hưởng đến hắn nên bảo hắn hãy yên tâm rời đi, nhưng Bàng Bác nhất quyết không chịu, Diệp Phàm hết cách chỉ đành cùng đi, nhưng sẽ không nhập môn. Phong cảnh hữu tình, tông môn đẹp xuất sắc, cuối cùng cũng có chỗ ở rồi, còn có đồ mới nữa. Ngày hôm sau, Ngô trưởng lão thông báo, trong một năm sẽ giúp hai người bước lên con đường tu tiên, trở thành người tu hành thật sự. Mở ra khổ hải, cuộn ra mệnh tuyền, dựng nên thần kiều, đáp xuống bỉ ngạn đến luân hải cảnh giới viên mãn. Lão hóa ra hai bình nhỏ đưa đến trước mặt hai người, bên trong là bách thảo dịch, có thể giúp họ mở khổ hải, nhưng trước hết phải luyện thể chất đến cực hạn, cải thiện thân thể phàm nhân mới có thể dùng. Cả hai vô cùng cố gắng khổ luyện rồi về ăn khoai lang, ta nói gian khổ hết sức nhưng cả hai vô cùng vui vẻ. Nhìn đĩa khoai lang cả hai từ tốn giơ tay mời nhau, rồi ăn ngấu nghiến, quá là đói mà, còn gì phong thái tổng tài nữa. Ngày qua ngày ăn khoai lang, cả hai đều cảm thấy thiếu protein, thèm thịt muốn xỉu, nên đã âm mưu bắt chim nướng. Đang vui mừng vì bắt được một con thì ngẩng đầu lên, ôi chim mẹ đến rồi sao, khổng lồ thế này, chạy mau, vì miếng ăn mà tới nước này. Con chim khổng lồ kia vô cùng giận dữ, đuổi cả hai chạy xúc quần, thịt đâu chưa thấy chỉ thấy tiêu hao hết luôn lượng protein còn sót lại trong người. Hai người đổi phương án, Diệp Phàm làm mồi nhử, Bàng Bác sẽ bắt lấy nó và quăng đi xa. Ngô trưởng lão thấy động tĩnh liền đi tới, động vật trong linh khư đều có thần trí, hai người này lại dám bắt để nướng, nếu chấp pháp trưởng lão biết được chắc chắn sẽ phạt nặng. Nhưng trong trận chiến với con hạc lúc nãy, hai người quả thật đã có tiến bộ, nhưng Bàng Bác tính tình còn quá nóng vội, nhất định phải cải thiện. Còn Diệp Phàm, hắn nhạy bén quả đoán chỉ đáng tiếc thân thể của hắn, ngày mai tông môn có cuộc thi, hai người hãy đi xem để học hỏi. Bàng Bác nhìn khung cảnh trước mặt, vô cùng hưng phấn, nếu đạt đến mệnh tuyền là họ đã có thể bay. Ngô trưởng lão thấy trưởng môn trở về, liền chạy đến bái kiến, hỏi tình hình khi đến phế hư cổ địa. Bên ngoài vẫn tiếp tục diễn ra tỉ thí, Diệp Phàm và Bàng Bác đang đứng quan sát, đột nhiên một thanh kiếm lao đến. Một thanh niên ngồi ở phía sau, gương mặt đầy đắc ý, chắc là ghen tị với sự đẹp trai của hai anh. Bàng Bác tức giận lao đến liền bị một tên khác đá văng, Bàng Bác không chịu thua tiếp tục tung chiêu, tên thanh niên lúc nãy, tên gọi Hàn Phi Vũ. Hắn nhanh chóng xuất kiếm bay đến, Diệp Phàm giơ tay đón đỡ, bị chấn bay một đoạn nhưng vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. May mắn Ngô Thanh Phong trưởng lão xuất hiện, đánh vỡ thanh kiếm kia, rồi bắt đầu giáo huấn mấy cái đứa phá phách này. Bàng Bác vô cùng tức tối, thật đáng hận, rõ ràng lại tên kia đánh lén, vậy mà cuối cùng lại không bị trách phạt. Ngô trưởng lão nói với Bàng Bác và Diệp Phàm, Hàn Phi Vũ là tu sĩ khổ hải, vũ khí ngưng tụ từ thần văn, sức người không thể bì kịp. Khi Bàng Bác hỏi lão khi nào bọn họ mới được tu luyện, lão cua tay vào không khí, nắm lại, hỏi hai người trong tay lão có gì. Bàng Bác trả lời không khí, Diệp Phàm trả lời bụi trần, nhưng mà binh con đáp án đúng của lão là một miền thế giới, thiệt là vi diệu. Lão sẽ truyền đạo kinh cho hai người, đó là pháp môn cơ bản mạnh nhất trên đời, mặc dù hiện tại động thiên chỉ có được một bản tàn khuyết nhưng cũng đủ cho hai người dựng cái gốc, mở khổ hải. Hai người liền lấy ra bách dịch thảo, mỗi người uống lấy một ít, sau đó bắt đầu nhắm mắt định thần cảm ngộ. Diệp Phàm đến trước một vách tường đá, hắn đang ngơ ngác thì xung quanh xuất hiện ngày càng nhiều các vách tường đá từ trên cắm xuống, hắn giật mình bừng tỉnh, Bàng Bác và Ngô trưởng lão cũng đã mở mắt. Bàng Bác cảm nhận được vòng sinh mệnh của mình, dưới lớp băng có nước biển màu đen, còn Diệp Phàm chỉ lắc lắc đầu, Ngô trưởng lão thử thăm dò, nhưng bên trong cứng như sắt đá, ngoại lực không thể phá vỡ. Đối với thân thể của Diệp Phàm, động thiên quả thật lực bất tòng tâm, chỉ có thể do hắn tự cố gắng, nếu có thể tìm thấy bản hoàn chỉnh của đạo kinh, chắc mới có cách giải quyết. Một lão già cổ quái đang nhìn vào dược đỉnh, Hàn Phi Vũ gọi lão là thúc thúc, hắn đang báo cáo về Diệp Phàm và Bàng Bác. Hai người kia đúng là thuốc dẫn mà thúc thúc hắn đang tìm, Diệp Phàm có thể đón đỡ thần văn kiếm, chắc chắn đã ăn qua linh quả kia. Lão thúc thúc quay lại, lấy ra thanh mộc ấn và ngọc bội định vị đưa cho Hàn Phi Vũ để hắn có thể bắt sống Diệp Phàm. Bàng Bác là hạt giống tiềm năng đã được trưởng môn công nhận, tạm thời lão sẽ tha cho hắn. Vì Bàng Bác không thể định thần để mở ra khổ hải, Ngô trưởng lão nói sẽ giúp hắn, hắn còn đang hí hửng mừng rỡ. Ngô trưởng lão đã điểm vào trán hắn tương ấn quyết, sau đó lão gọi con tiên hạc mà ban đầu chiến đấu với Bàng Bác đến,
cũng để tương ấn quyết trên người nó. Chỉ cần Bàng Bác có thể định thần, nó chắc chắn sẽ nghe Bàng Bác chỉ huy, đến lúc đó hắn cũng có thể mở ra khổ hải. Công cuộc thú đuổi người, người đuổi thú bắt đầu, Bàng Bác ăn hành không ít, vẫn chưa thể để nó nghe hắn sai khiến, định thần đối với hắn đúng là một chuyện xa xỉ mà. Diệp Phàm đang quan sát Bàng Bác, cũng không ngừng suy nghĩ cách tu luyện cho bản thân đột nhiên bị đánh lén. Anh chưa tu tiên nhưng cũng khó đụng lắm nhé. Diệp Phàm nhanh chóng đánh bay tên kia, nhưng hắn vẫn còn đồng bọn. Hai đánh một không chột cũng què, nhưng mà một mình Diệp Phàm vẫn có thể cho hai người kia ăn hành ra bã, này thì xem thường anh. Khi Diệp Phàm đang muốn rời đi thì Hàn Phi Vũ đã bay đến, tay hắn thay đổi thủ ấn, bốn thanh kiếm hình thành bay về phía Diệp Phàm. Hắn liên tục tránh né, thấy Tiên Hạc và Bàng Bác bay đến gần đó, hắn chỉ đành đánh liều, để Bàng Bác điều khiển Tiên Hạc cứu hắn. Bàng Bác thấy hắn gặp nguy hiểm, nhanh chóng định thần mở ra khổ hải, chỉ có như vậy con chim kia mới nghe lời chỉ huy của hắn. Vậy mà thành công thiệt nha, Bàng Bác đã phá vỡ mảng băng bên trong người hắn, cứu Diệp Phàm. Hắn tức giận nhìn tên Hàn Phi Vũ phía trước, liên tục tung quyền, cả hai chiến đấu ác liệt, nhưng dưới sự phối hợp ăn ý của Bàng Bác và Diệp Phàm, Hàn Phi Vũ nhanh chóng rơi vào hạ phong, chỉ đành lấy ra thanh mộc ấn, nhưng cũng không giam giữ được hai người kia. Hắn nhanh chóng bị đá văng, bất tỉnh. Hai người này liếc mắt nhìn nhau, phải kiếm chút lợi lộc thôi, cả hai lục lọi người của ba tên kia, lấy đi các bình bách dịch thảo. Hàn Phi Vũ lúc này đã tỉnh, nhưng bị thương không làm được gì, tức chết hắn mà. Hắn muốn tiếp tục điều khiển thanh mộc ấn, Bàng Bác liền bẻ ngược tay hắn ra sau, hắn hét lên đau đớn. Diệp Phàm đi lại cầm thanh mộc ấn lên, nhưng nó đã tự phát sáng và bay mất. Bày chiến lợi phẩm ra trước mắt, Bàng Bác cười híp mắt, từ khi mở được khổ hàng, cả người Bàng Bác đã có sự biến hóa, như được tăng thêm một nguồn sức mạnh vô tận. Hắn ngồi xuống uống thêm một bình bách dịch thảo, các mảng băng vỡ ra ngày càng nhiều, thấy có tác dụng, hắn bảo Diệp Phàm cùng uống, cả hai cụng bình như hai bọng nhậu thực thụ. Cả hai uống hết bình này đến bình khác, đột nhiên Bàng Bác cảm thấy trong bụng khó chịu, đúng là dụng tốc bất đạt mà. Khổ hải tuy đã rộng ra, như tinh khí hỗn loạn, cứ như bị kim đâm, phải ngưng thôi, uống nữa hắn chết mất. Nhưng Diệp Phàm đã uống 5-6 bình vẫn không có phản ứng gì, hắn muốn Diệp Phàm uống thêm một ít, biết đâu có thể đột phá. Diệp Phàm uống rất nhiều, sau đó định thần. Bên trong người hắn thật sự đã xảy ra biến hóa, các bức tường sắt đá trước đó đã xuất hiện các vết nứt, cả người hắn phát sáng, một trụ quang bắn thẳng lên trời, sắc vàng sáng tỏa. Không phải nằm mơ đó chứ, Bàng Bác vỗ vỗ má mình. Khung cảnh vô cùng chấn động, may mà chỗ bọn họ ở vốn hẻo lánh, nếu không chắc chắn sẽ gây sự chú ý. Nhưng vẻ mặt của Diệp Phàm có chút thất vọng, khổ hải của hắn chỉ bé bằng hạt mè, nhưng Bàng Bác vô cùng vui mừng. Dù có bé cũng là khổ hải, thân thể Diệp Phàm có thể tu luyện, người khác biết được chắc chắn chấn kinh. Nhưng Diệp Phàm không muốn Bàng Bác đem chuyện này nói với người khác, Linh Khư Đông Thiên không phải mạnh nhất Đông Hoang, nếu tin tức lộ ra, hắn chắc chắn gặp nguy hiểm. Hơn nữa hắn cũng không tự tin có thể tiếp tục tu luyện, có thể hắn vẫn chỉ là một phế vật, đúng là nhân vật chính nào cũng phải trải qua muôn trùng kiếp nạn mà. Hàn Phi Vũ đã quay về, đang báo cáo với lão thúc thúc kia, lão nghĩ đến Diệp Phàm, cười đầy quái dị. Hôm sau, Bàng Bác và Diệp Phàm đang tiếp tục đi tu luyện, những người xung quanh không ngừng bàn tán, hắn đã đắc tội với Hàn Phi Vũ, Hàn gia cũng dám đắc tội, đúng là không cần mạng mà. Phía trước Hàn gia và một đám đệ tử khác đã đứng chặn sẵn, Diệp Phàm nói Bàng Bác hãy đi tìm Ngô trưởng lão, người bên Hàn Phi Vũ quá đông rồi, nhưng Bàng Bác không muốn để Diệp Phàm ở lại một mình. Thế là hai bên lại giáp lá cả, xông vào đánh lộn, bên phía Hàn Phi Vũ cứ lần lượt xông đến. Sau đó còn xếp thành đội hình phóng kiếm đến, Diệp Phàm thấy tình thế không ổn, nhưng chỉ còn cách linh hoạt chống đỡ. Khi thấy trận nguy hiểm hình thành thì trưởng môn đã xuất hiện, mấy cái đứa này quá là to gan mà, dám ra tay với Bàng Bác, là mầm tiên mà lão đã xác nhận, đi tới sau núi kiểm điểm hết đi. Ngô trưởng lão cũng đến tìm Diệp Phàm và Bàng Bác, nói với cả hai thúc thúc của Hàn Phi Vũ tinh thông dược lý, có địa vị rất cao ở Linh Khư, hiện tại đã lít cảnh giới bỉ ngạn. Hàn gia lại là đại gia tộc, đã có mấy đời trưởng môn và trưởng lão, nên muốn đối kháng với Hàn Phi Vũ chỉ có thể dùng thực lực tuyệt đối. Bàng Bác lém lỉnh hỏi Ngô trưởng lão có đường tắt tu luyện nào không, đúng là anh tôi sống ở thời hiện đại giết quan mà, đòi thăng cấp nhanh như trong game, bị Ngô trưởng lão giáo huấn thêm một trận. Nếu hắn muốn dựa vào bách thảo dịch để thăng cấp thì hãy sớm từ bỏ đi, thuốc này vốn quý giá, được chế từ trăm loại thảo dược. Trong đó có một số dược thảo chỉ có thể tìm trong Tuy Cổ Mộc Lang Lâm, nơi đó yêu thú rất nhiều, vô cùng nguy hiểm, được xem là cấm địa. Diệp Phàm hỏi Ngô trưởng lão, vũ khí mà đám Hàn Phi Vũ lúc nãy sử dụng, những thanh kiếm đó được hình thành từ thần văn cuốn quanh khổ hải. Có thể thành hình theo ý người sử dụng, có thể xuất ra giết địch, nói đoạn Ngô trưởng lão cũng xuất kiếm, cả hai người nhìn lác mắt. Nếu thần văn luyện đến mức đủ huyền diệu, có thể hình thành cả đạo văn, uy lực không thể tưởng nổi. Khi qua trở về Diệp Phàm không ngừng sinh nhật, hắn không thể cứ mãi nhờ Bàng Bác bảo vệ, phải nghĩ cách mạnh lên. Đang thất thần thì Bàng Bác đi đến, hắn sợ đám Hàn Phi Vũ lại tìm Diệp Phàm, không yên tâm để Diệp Phàm một mình. Thân phận mầm tiên của hắn đúng là bùa bảo vệ cho cả hai, nhưng Diệp Phàm sợ hai người đàn ông đi chung miết, người ta lại tưởng mỹ nam yêu nhau thì chết. Bàng Bác mặt đầy ủy khuất,
Hai người từng mặc chung một chiếc quần mà giờ lại chê bai hắn, đúng là bảng bác, dễ ghét ghê. Hàn trưởng lão ngồi nhìn các thảo dược, Hàn Phi Vũ thì đứng kế bên kể lể, dưới sự bảo vệ của trưởng môn, bọn họ vốn không có cơ hội ra tay. Hàn trưởng lão âm trầm, đợi Diệp Phàm ra khỏi linh khư hãy ra tay, đến lúc đó xem ai có thể bảo vệ hắn. Mỗi ngày đều không có ít các đệ tử bàn tán về bàng bác và Diệp Phàm sợ bàng bác vì chuyện này sẽ khó sống ở linh khư, hắn nhất định phải nghĩ cách. Khi đang đi bên trong rừng trúc, cả hai phát hiện có tiếng động dị thường, biết có người theo dõi mình, nhưng cả hai cũng không muốn kiếm chuyện, tiếp tục đi tu luyện. Bàng bác bỗng dưng khó chịu rồi ngã xuống, hắn chỉ đành tìm Ngô trưởng lão đến xem xét. Ngô trưởng lão vô cùng tức giận, đã dặn nờ lần là không được uống quá nhiều BDT, vậy mà hai cái đứa này vẫn lì như trâu. Vì dược tính rất mạnh có thể sẽ phá vỡ khổ hải của hắn, nếu không phải lão kịp chữa trị thì bàng bác xem như cũng thành phế vật miệng nó rồi. Ngô trưởng lão dặn dò bàng bác, lão biết bàng bác và Diệp Phàm có quan hệ rất tốt nhưng chuyện gì cũng có quy tắc của nó, với tư chất của bàng bác tiền đồ vô hạn, nhất định không thể làm chuyện ngu ngốc. Còn về Diệp Phàm, lão cũng lực bất tòng tâm, chỉ có thể do hắn tự cố gắng, nhưng lão sẽ tăng Diệp Phàm một dương linh hỏa để hắn phòng thân. Diệp Phàm đứng ngoài cửa đã nghe hết, hắn quyết định sẽ rời đi. Diệp Phàm viết một bức thư để lại cho bàng bác, hắn muốn đi du ngoạn đông hoang, tìm nơi thích hợp tu luyện. Người của Hàn Phi Vũ theo dõi Diệp Phàm đã bị mất dấu, hắn vô cùng tức giận. Diệp Phàm đi đến cổ mộc lang lâm, bàng bác chạy khắp nơi tìm kiếm hắn, cả hai đụng nhau, tưởng kẻ địch đã lao vào tung chiêu. Bàng bác đã nhận ra Diệp Phàm nhưng vẫn tung quyền, cái thằng này vô lương tâm quá mà, dám bỏ hắn lại rời đi, đang giận dỗi đánh đến thì mặt đất chấn động. Một tiếng trống vang lên đầy mạnh mẽ, sau đó một con quái thú như King Kong nhanh chóng lao ra đánh về phía hai người. Đang chạy trối chết thì phía trước có lôi điện phóng tới, một con thiểm điện điểu đang tấn công quái thú kia, giống đại chiến quái thú Godzilla 4D giữ dị trời. Diệp Phàm kêu chạy nhanh đi má, ở đó mà King Kong với Godzilla, phía trước hai người xuất hiện thêm một đám quái thú đang hoảng loạn chạy đến. Muốn đạp dẹp cả hai đến nơi, hai người nhanh chóng leo lên lưng hai con quái thú, rồi nhảy qua khu vực trống bên cạnh. Âm thanh lúc nãy lại vang lên, tim cả hai như muốn nổ tung, nhanh chóng vận công đạo kinh để giảm cảm giác hoảng loạn. Đột nhiên một con mắt to bự mở ra phía sau lưng hai người, là một con ngọc giác xà khổng lồ, thôi chạy tiếp má ơi, cả hai trốn sau một tảng đá. Nước miếng của con mãng xà kia nhỏ xuống, cây cối liền héo úa, cả hai kinh sợ, có độc. Ngọc giác xà không ngừng tìm kiếm, con mắt láo liên, nhưng mà không thấy gì hết trơn, thôi về. Bàng bác và Diệp Phàm thở phào nhẹ nhõm, sợ muốn xỉu mà, nhưng mà cả hai vẫn đi theo con ngọc giác xà kia, phát hiện trong hang của nó có ngọc xà lan. Linh dược này hút tinh hoa, linh khí gột rửa, tụ hội lượng lớn tinh hoa nhật nguyệt rồi mới thành hình tựa con rắn, công dụng còn hơn cả trăm bình bách thảo dịch. Đam mê dễ sợ nhưng con ngọc giác xà kia cũng không tầm thường, không thể manh động, mỡ đến miệng mèo còn không ăn được, tức chết mà. Nhưng khi bị ngọc giác xà truy đuổi, cả hai đã phát hiện nó cũng sợ tiếng trống kia, vậy thì đành đợi tiếng trống kia vang lên lần nữa sẽ tùy cơ ứng biến vậy. Tối đến, tiếng trống kia vang lên một lần nữa, tim cả hai đập thình thịch, ngọc giác xà cũng chui ra khỏi hang. Thời cơ đến rồi, mau đi hái ngọc xà lan thôi, cả hai cảnh giác nhìn xung quanh rồi tiến tới, nhưng ngọc giác xà đã quay lại, cả hai nhanh chóng bỏ chạy, nhưng vẫn không quên lấy của, kịp hái ngọc xà lan. Cả hai chạy thục mạng, đu lấy một sợi dây leo nhảy lên cao, tiếng trống lại vang lên. Ngọc giác xà không ngừng phà khí độc rắn ra, tuy ngọc xà lan có thể giải độc nhưng dược tính quá mạnh, sợ sẽ có nguy hiểm, bàng bác chỉ ăn một nhánh nhỏ, còn lại đưa hết cho Diệp Phàm. Ăn xong hồi sức thiệt, cả hai nạp phun năng lượng, tốc độ cũng gia tăng nhưng ngọc giác xà vẫn đuổi sát không buông, nhiều lần xém táp trúng cái mông hai anh. Thời khắc mấu chốt, Diệp Phàm đã lấy dương linh hỏa mà Ngô trưởng lão cho hắn ra, đốt cháy về phía ngọc giác xà nhưng nó vẫn kịp quất đuôi làm vô vàn tảng đá nứt ra rớt xuống. Diệp Phàm sau khi ăn xà ngọc lan, khổ hải đã được tách ra thành hai hạt mè, rồi lại từ 2 thành 4, từ 4 thành 8, sau đó lại tụ lại thành 1, mừng hết lớn mà. Từng trụ quang phát ra, phá vỡ các tảng đá đang đè lấy hắn, nhìn hai tay Diệp Phàm cả hai đều thất kinh, là thần văn, có lẽ hắn đã đột phá nhưng mà thôi cứ chạy đã rồi tính. Diệp Phàm nói bàng bác hãy trở về linh khư trước, ở đây quá nguy hiểm, Diệp Phàm khích lệ bàng bác, chỉ mong bàng bác có thể tu luyện thành danh, sau này mới có thể bảo vệ hắn chứ, nhưng bàng bác không nỡ xa hắn, đừng có mơ mà rời xa anh nhé, phải bên nhau trọn đời mới được. Cả hai không ai chịu ai, đang nói qua nói lại thì lại nghe tiếng gầm rú, lại là ngọc giác xà, dai như đỉa mà, 36 kế chạy tiếp thôi. Đám Hàn Phi Vũ cũ đã đi đến đây để tìm Diệp Phàm, nhìn thấy Diệp Phàm và bàng bác phía trước, Hàn Phi Vũ giang tay chặn lại, nhưng bàng bác nham nhở đập tay cái nào rồi chạy lướt qua. Hàn Phi Vũ ngơ ngác, còn Diệp Phàm thì nắm lấy tay hắn không ngừng chỉ về phía trước, thở dốc nói không lên lời, thôi chạy tiếp cho lành. Tên đi cùng Hàn Phi Vũ hoảng sợ hét lên, ngọc giác xà, chạy, nhưng không được tác giả độ nên hắn nhanh chóng bị ngọc giác xà cắn nuốt. Ngọc giác xà há lớn miệng, hút hết mọi thứ về phía mình, HPN khỏi động thanh mộc ấn mới kịp cứu hắn một mạng. Nhưng hắn lại nhanh chóng rơi vào nguy hiểm, nhờ có ngọc bội định vị tạm thời bao bọc, hắn hét lớn thúc thúc cứu mạng.
Một thanh kiếm từ phía xa lao đến, đánh thẳng vào Ngọc Giác Xà. Thúc thúc của hắn đã đích thân đến, dưới sự tấn công của lão, Ngọc Giác Xà không chút sức lực phản công. Bằng Bác nhắc nhở Diệp Phàm chạy lại. Chiếc sừng trên đầu Ngọc Giác Xà phát sáng, muốn phá trận lao ra. Hàn trưởng lão thấy Diệp Phàm đã bỏ chạy, liền dán một tấm phù lên người hắn. Sau đó tung đại sát chiêu về phía Ngọc Giác Xà, cả người nó nhanh chóng bị cắt thành từng khúc nhỏ. Tiếng trống kia lại vang lên. Sóng gió thật sự chỉ mới bắt đầu, tiếng trống vang lên, Mô Yêu Đế sắp tái xuất. Hàn trưởng lão thấy nơi này sắp có biến, bảo Hàn Phi Vũ nhanh chóng rời đi, nhưng Hàn Phi Vũ không nghe lời, vẫn tiếp tục đuổi theo Diệp Phàm. Diệp Phàm và Bàng Bác chạy được một đoạn, thấy đã cách xa đám Hàn gia nên dừng lại. Bàng Bác hồi tưởng về lão quái lúc nãy, nhìn thôi đã thấy ghê, chắc chắn không có ý tốt. Lão nhìn Diệp Phàm cứ như nhìn một cục thịt tươi, như muốn lập tức ăn lấy hắn. Còn tiếng trống kia, mỗi lần vang lên mà muốn tăng xông, đó có lẽ cũng chính là lý do mà những con thú kia bỏ chạy đầy hoảng loạn. Cả hai đang quan sát thì chợt nghe thấy tiếng động, một nhánh cây rớt xuống, sau đó xuất hiện một bộ xương người, bên trên có rất nhiều quan tài, giống như một mồ chôn tập thể. Các bộ xương không ngừng rớt xuống tấn công đến, sợ ma quá đi mà, đại chiến zombie hả trời. Một con mắt xanh đã tấn công Diệp Phàm, chui vào thân thể hắn, lẫn vào khổ hải, muốn khống chế hắn. Diệp Phàm định thần, cố gắng để không bị khống chế, may mắn đã thành công, nhưng lúc này lại đến lượt Bàng Bác, hắn nhanh chóng bị khống chế, những bộ xương kia cũng tan thành bụi phấn. Hàn Phi Vũ thanh niên ăn hại đã chạy đến, muốn ngăn chặn nhưng bị Bàng Bác hất tay đánh ngã, sau đó lại bị Diệp Phàm đánh cho một quyền, bị bơ đẹp luôn mà, ai khóc nỗi đau này. Diệp Phàm đuổi theo Bàng Bác, chạy đến trước một vực nham thạch, phía trước là một núi lửa, Bàng Bác đang bay về phía đó, một chiếc lồng màu đỏ bao quanh hắn. Là Ngô trưởng lão, Lý trưởng môn, phía đối diện còn có ba người khác đứng đầu là Tần Giao, người của yêu tộc, là họ dùng yêu thuật khống chế Bàng Bác. Một cô gái bước lên trước cười lớn, rõ ràng là Linh Khư đang nhằm vào bảo vật của bọn họ, đây vốn không phải là mộ của đại đế loài người. Vị đại đế cuối cùng của yêu tộc Đông Hoang cướp đi chí bảo của loài người, cả chí bảo, còn có quyển đạo kinh quan trọng nhất đều ở nơi này, sao lại nói là bảo vật của yêu tộc. Sau đó hai bên liền xuất thủ, Diệp Phàm chạy đến chỗ Bàng Bác, đỡ hắn ngồi dậy rồi chạy đi. Lý trưởng môn và nữ tử kia đều đang tung ra đại chiêu, muốn mau chóng phân thắng bại, một nữ tử khác thì đánh đến Hàn trưởng lão. Diệp Phàm và Bàng Bác cũng bị ảnh hưởng từ trận chiến chấn văng, may mà Ngô trưởng lão kịp thời ứng cứu. Lão nói Diệp Phàm và Bàng Bác hãy mau chóng rời đi nhưng yêu tộc vẫn không bỏ qua, đuổi sát hai người. Diệp Phàm và Bàng Bác không ngừng tăng tốc, phía sau là một con mãng xà đang truy đuổi và tung đòn tấn công. Sau một hồi hai người đã bị vây khốn, Diệp Phàm tung tấm lưới đỏ của Ngô trưởng lão ra bắt lấy tên đang lao đến, sau đó tiếp tục bỏ chạy. Hắn nhanh chóng phá lưới, đuổi theo, Bàng Bác thầm cảm thán trời má dai như đỉa vậy. Tiếng trống lại vang lên, tên yêu tộc nhanh chóng bị ảnh hưởng, lăn xuống đất đầy đau đớn. Diệp Phàm và Bàng Bác vội vận hành đạo kinh để giảm bớt khó chịu. Tại khu vực mộ yêu đế, hai bên vẫn đang chiến đấu ác liệt, tình thế vô cùng căng thẳng, sau một tiếng nổ lớn, mộ yêu đế đã dần lộ diện. Yêu tộc nhanh chóng dừng chiến, chạy về khu vực cổ mộ, bọn người Lý trưởng môn cũng vội vàng lao đến. Ngô trưởng lão đang bay về phía trước bỗng dừng lại, rồi bay sang phía khác. Bàng Bác lúc này bỗng dưng bất động, Diệp Phàm có chút hoảng hốt, không ngừng lay gọi, phía xa một đạo quang xanh bay đến, chấn bay Diệp Phàm, người của yêu tộc đã đuổi đến. Diệp Phàm vừa tung chiêu vừa không ngừng gọi Bàng Bác, mong hắn có thể tỉnh lại, thời khắc quan trọng, Bàng Bác đã nắm lấy tên yêu tộc kia nhấc bổng lên, sau đó cả người hắn hắn lên các tia màu vàng, con ngươi dần chuyển sang màu trắng, sau đó động thân rồi rời đi. Ngô trưởng lão lúc này đến nói, lão đỡ lấy Diệp Phàm, vội vàng đuổi theo. Tần Giao đến trước cửa mộ, nhưng khi chạm tay để mở, nàng đã bị một lực phản văng ra, Lý trưởng môn và Hàn trưởng lão cũng thử sức, kết quả cũng giống như Tần Giao. Cửa mở không được thôi thì đại chiến tiếp, cả hai lại lao vào giáp lá cả. Đang đánh nhau sống còn thì Bàng Bác đã xuất hiện đầy bá đạo, những người xung quanh hắn đều bị lực đạo của hắn chấn văng. Tần Giao nhìn Bàng Bác, đầy vui mừng, yêu vương đã thành công đoạt xác của Bàng Bác. Người của Linh Khư thất kinh, phải mau chóng ngăn cản nếu không Linh Khư ắt gặp đại họa. Ngô trưởng lão và Diệp Phàm đã đến, Diệp Phàm nhanh chóng chạy lên gọi tên Bàng Bác, liền bị yêu tộc đánh bay. Nhờ Ngô trưởng lão giúp đỡ, hắn đã tiếp cận được Bàng Bác. Hắn liên tục khích lệ Bàng Bác để hắn có thể thức tỉnh, vậy mà Bàng Bác lại quay qua liếc hắn một cái, đừng có ồn ào nữa, ôi đau lòng thanh niên quá mà. Diệp Phàm không bỏ cuộc bắt đầu niệm chú để Bàng Bác có thể tĩnh tâm, nhưng đang đọc ngon lành thì dao đã kề đến cận cổ, khổ quá mà. Bàng Bác đặt tên lên muốn mở cửa cổ mộ, vì yêu vương đã nhập xác, cửa lập tức mở ra, một đạo quang mang bắn ra, tất cả mọi người chia sau đều bị chấn văng. Bỗng Bàng Bác từ phía trong lao ra, đặt tay lên người Diệp Phàm, anh đi theo tiếng gọi con tim hay gì. Trước ngực Diệp Phàm xuất hiện một trang sách, tuy chỉ có một trang nhưng lại hơn vạn chữ, Quyển Luân Hải. Hắn nhớ đến trước đó Lý trưởng môn có nhắc đến đạo kinh tiên điển, có lẽ đây chỉ là quyển sách thất lạc ấy. Bàng Bác đang chiến đấu với yêu vương, là hắn cố ý đưa trang sách cho Diệp Phàm, cảm động rớt nước mắt mà. Diệp Phàm thầm quyết tâm nhất định phải cứu được Bàng Bác ra ngoài.
mặt đất bỗng nhiên rung chuyển, trên không dần xuất hiện các xoáy không gian, sau đó xuất hiện một đám nhân mã lăng không di chuyển đến, là cơ gia của Hoàng Cổ. Đã đầu là Cơ Vân Phong, hắn vì mộ yêu đế mà đến, một tên yêu tộc đứng lên gặng hỏi, lão chỉ phất tay, tên yêu tộc kia lập tức tan thành bụi phấn. Lý Trưởng Môn cung kính chào lão, lão nhanh chóng dùng thần thức tiến vào bên trong mộ yêu đế kiểm tra, đạo kinh trong tầng đầu tiên của kho báu đã biến mất, lão vô cùng tức giận, là ai đã lấy nó? Nhưng những người có mặt tại đây chưa có ai bước vào mộ yêu đế làm sao có thể lấy đi. Một đạo quang mang xuất hiện, là Khương gia Hoàng Cổ, bọn họ cũng đang lăng không mà đến, thế như vũ bão, dẫn đầu là thanh niên trẻ tuổi tên Khương Giật Thần. Hai thế gia lớn đều đã đến, hai tộc này trước giờ luôn ở thế đối lập, khó phân cao thấp, hiện tại sẽ không ai có ý tốt. Chào hỏi được hai câu là lao dô đánh nhau liền, nhưng ở phía xa một quả cầu lửa bay đến, là Khương Hán Trung, nhìn lão vô cùng mạnh mẽ trang nghiêm. Lão vung tay về phía cửa đá, từng tản cổ văn hiện lên chặn lại, là lục tiên lực của yêu đế, phong ấn khắc chế nhân tộc. Cơ Vân Phong quan sát tình thế, hắn và Khương Hán Trung đều khó có thể phá vỡ phong ấn này, nhưng nếu hai người liên thủ thì chắc sẽ có phần thắng, nên đã bay đến bên cạnh Khương Hán Trung, đề xuất liên thủ. Bên trong có hoang tháp vô cùng quý giá, Cơ Vân Phong cũng biết điều, đồng ý cũng sở hữu, để giúp Đông Hoang có sức chống lại Trung Châu, ngoài ra bên trong còn có thánh binh và nhiều linh bảo của yêu tộc, đều có thể chia đều. Khương Hán Trung cân nhắc nặng nhẹ, liền đồng ý, cả hai nhanh chóng lấy ra pháp khí. Sau công kích của hai người, bên trong bắn ra kho báu thứ hai, nhưng bên cạnh đó còn có bảng bác, lúc này hắn đã thật sự bị yêu vương chiếm đoạt thân xác, cả người đầy dữ tợn. Dưới sự công kích của Khương Hán Trung và Cơ Vân Phong, tiếng trống ban đầu, lúc này chính xác là tiếng tim đập lại xuất hiện, kho báu thứ hai vỡ nát, bên trong là tim của đại đế yêu tộc, cả yêu tộc nhanh chóng đuổi theo quả tim kia. Khương gia và Cơ gia tiếp tục tấn công mộ yêu đế, muốn tìm lấy hoàng tháp. Diệp Phàm nhân lúc chưa ai chú ý, cũng lén rời đi, chỗ này chắc chắn rất nhanh sẽ trở lên đại loạn, phải mau chóng tìm bảng bác rồi rời đi. Diệp Phàm lần theo tiếng tim yêu đế đập, chờ Diệp Phàm dừng lại, hắn có cảm giác nơi này đã bị người ta bày ra thế trận, giống như cấm địa hoang cổ, khung cảnh trước mắt đều là giả. Diệp Phàm nhắm mắt định thần, bỏ qua mọi thứ, chỉ đi theo tiếng tim đập, khi mở mắt ra, khung cảnh trước mắt quả nhiên đã khác đi. Khu rừng khô héo trước đó đã trở nên tươi tốt, chưa kịp mừng rỡ, một nhánh cây đã xuất hiện, xuyên qua cánh tay hắn, sau đó ngày xuất hiện càng nhiều, tấn công Diệp Phàm. Thân pháp của Diệp Phàm nhanh nhẹn tránh né từng đòn, nhưng sau cùng vẫn bị một nhánh cây quấn lấy chân, hắn phát hiện bên dưới là trận pháp. Hắn nhanh chóng suy nghĩ cách hóa giải, thời khắc phát huy của mọt sách đã đến rồi đây, đọc nhiều sách về cổ đại vậy mà, hãy xem anh đây. Sau khi chạy qua chạy lại chạy tới chạy lui được một lúc, Diệp Phàm quả nhiên đã phát hiện được điểm phá trận, một quyền nện xuống, trận pháp đã được hóa giải. Phía trước có một thân ảnh nữ nhân, nàng là nhan như ngọc, đẹp như tiên dáng trần. Nàng cất giọng nhẹ nhàng, hãy dừng lại, còn bước lên trước, chết, là nhẹ nhàng giữ chưa trời. Diệp Phàm nhận mình cũng coi như có duyên với nàng, nhờ cửa sinh mà nàng để lại, hắn mới thoát được, nên nàng hãy giúp hắn giải đáp hai vấn đề. Bàng bác có đang ở đây đúng không? Hắn cần làm gì để nàng giao bàng bác ra? Từ tay nàng bắn ra một đạo quang, dưới chân Diệp Phàm xuất hiện một đóa sen, là đóa sen xanh mà hắn đã phá hủy, nàng đã hồi sinh nó. Nó vẫn là nó, thì bàng bác cũng như vậy, bàng bác vẫn là bàng bác, nàng sao có thể trả lại cho hắn, quá là thách đố nhau mà. Từ một người phàm lại có sức mạnh yêu vương, đây là cơ duyên mà biết bao người mơ ước. Phía sau nàng xuất hiện một số nhân ảnh, là bọn người Tần Giao, bọn họ gọi nàng là Điện Hạ. Nhan Như Ngọc bảo Tần Giao hắn đến thử sức của Diệp Phàm, nàng cảm thấy thể chất của hắn không có chút quái dị. Tần Giao ghim Diệp Phàm nãy giờ, ở mộ yêu đế hắn thật vướng tay vướng chân, lại còn ồn ào, nàng không chần chờ tung chiêu đến, qua anh lại. Yêu nghiệt như bà Tần Giao nhưng lại thua, Diệp Phàm đúng là được tác giả độ mà, nhưng bà không chịu thua, vẫn tiếp tục ra đòn, dùng một đạo quang mang màu xanh trói lấy Diệp Phàm. Ngay lúc Diệp Phàm sắp chết đến nơi thì người yêu bàng bác của A đã xuất hiện ngầu lòi, ra lệnh cho mọi người phải để Diệp Phàm rời đi. Nhan Như Ngọc cũng không muốn thêm chuyện, đồng ý với bàng bác mở lối không gian rời đi, Diệp Phàm chạy theo gọi tên hắn, người yêu anh cứ thế bỏ anh đi sao? Bà Tần Giao phất tay tiễn hắn một đoạn, Diệp Phàm lại quay về nơi chết chóc ban đầu, hắn thở thẫn bước đi. Phía mộ yêu đế, lão già Cơ gia và Khương gia vẫn đang hợp sức mở cửa, cuối cùng cũng có một vài món linh bảo xuất hiện, nhân mã hai bên vội vàng đuổi theo. Cơ Vân Phong và Khương Hán Trung vẫn tiếp tục cố gắng công kích, muốn tìm thấy hoang tháp, Diệp Phàm đứng im quan sát vậy mà một thanh kiếm thông linh linh bảo vẫn tự tìm đến, quá trời may mắn rồi. Bỗng một quả cầu tròn quay bay đến, biến thành một thanh niên tròn béo, hắn là Đoạn Đức, hắn muốn cướp lấy thanh kiếm trong tay Diệp Phàm, bày đủ trò hù dọa, cái này ghê lắm, ngươi không khống chế được đâu, rồi hí hửng cầm lấy, Diệp Phàm ngơ ngác, là bị ăn cướp dữ chưa. Diệp Phàm thấy hắn có thể dùng phép lấy được thanh kiếm từ trong tay mình, đoán hắn đã đột phá thần kiều nên muốn nhờ hắn giúp đỡ thức tỉnh bàng bác. Đoạn Đức tỏ ra huyền bí, nói hắn đưa bạn về nhà ngủ đi, tỉnh dậy là hết, tức ói máu Diệp Phàm mà. Đang suy nghĩ cái tên mập chết bầm này thì ôi lại một linh bảo bay đến,
trời thương quá, lần này anh rút kinh nghiệm, cảnh giác nhìn ngó xung quanh rồi mới lấy quả cầu đang phát sáng kia. Tên mập lúc nãy này bay đến, không lẽ ăn cướp của thằng nhỏ nữa, nhanh tay giấu đi mới được. Đoạn Đức lại đến lừa đảo Diệp Phàm. Tay hắn thay đổi thủ ấn rồi nhanh chóng cướp lấy, như lần này hắn hứa sẽ tặng Diệp Phàm phương pháp trừ tà, tưởng gì cao siêu. Lại bảo Diệp Phàm đánh cho nó bỏ chạy là được, là đánh lại yêu vương dữ chưa, chỉ tầm bậy quá mà. Diệp Phàm thầm nghĩ mong cả đời cũng không gặp lại tên mập này nữa. Tia sét ngập trời, rất nhiều linh bảo từ trong mộ linh đế bay ra ngoài, nhưng vẫn không có Hoang Tháp. Cơ gia và Khương gia đã dần mất kiên nhẫn, chuẩn bị xuất ra đại chiêu. Linh bảo lại bay đến chỗ Diệp Phàm, đúng là đứng im tại chỗ là thượng sách mà, truy đuổi chi cho mệt. Diệp Phàm thấy linh bảo liên tục bay đến cắm vào vách đá, không lẽ vách đá này có vấn đề. Diệp Phàm vừa lấy linh bảo vừa lo sợ tên béo lúc nãy lại đến cướp, sợ cái gì là cái đó đến thiệt, hắn lại lan đến, nhắc tiền nhắc bạc đỡ quá. Tên hắn là Đoạn Đức, hèn chi thất đức đến như vậy. Tại Mộ Yêu Đế, sau đại chiêu của Cơ Vân Phong và Khương Hán Trung đã phát ra những động tĩnh vô cùng lớn, chấn động trời đất. Thánh binh của Yêu Đế đã xuất hiện, cả hai nhanh chóng đuổi theo. Tên mập lấy ra một cái chén nát, muốn đỡ lấy các linh bảo đang bay đến kia, nhưng dưới sự nhắc nhở của Diệp Phàm, cái chén yếu ớt này thì đỡ được cái gì, cả hai đã nhanh chóng né qua một bên. Vách đá sau khi bị thánh binh cắm vào, đã phát ra một lực vô cùng mạnh, một đạo quang bắn thẳng lên trời, là tụ bảo bồn. Vách đá kia liên tục hút linh bảo, thì ra là do có tụ bảo bồn này. Bên dưới bảo bồn, một cô gái xinh đẹp xuất hiện, là Nhan Như Ngọc, nàng cảm tạ hai lão già kia, nếu không có hai lão, nàng khó mà lấy được thánh binh. Diệp Phàm nhìn thấy Nhan Như Ngọc vô cùng kích động, hắn muốn tìm bằng bác, Đoạn Đức vội vàng ngăn sợ, sợ người ta không phát hiện ra mình hay sao vậy cha, chuẩn lẹ dùng. Hai lão già kia không cam lòng, khó khăn như vậy lại đến tay người khác, thật đáng hận, lập tức xuất chiêu tấn công, Nhan Như Ngọc chỉ hơi chút thay đổi thủ ấn. Từng đạo văn chu tiên đã xuất hiện, đạo văn khách tán tới đâu, tu sĩ liền bị chấn thành khói bụi. Nhân lúc này nàng vội rút lui. Thôi kệ nhỏ này vậy, về lấy Hoang Tháp tiếp thôi. Đoạn Đức và Diệp Phàm đang bay, chúng một lực đánh phía xa, đã té xuống, châu bò đánh nhau rồi mũi chết mà. Đoạn Đức tức giận mắng Diệp Phàm, vững tâm lên đi chứ, thấy gái đẹp là điêu đứng liền à, xem nữa cái mạng cũng không còn. Biết bạn của Diệp Phàm trúng yêu thuật của Nhan Như Ngọc, Đoạn Đức còn vô cũng khích lệ, không sao, cố gắng tu luyện 1-2000 năm nữa, chắc chắn đuổi kịp tu vi của cô ta, là cổ vũ giữ chưa anh trai. Đoạn Đức háo hức nhìn lên bầy trời, đi tìm linh bảo tiếp thôi, nhưng lúc này Diệp Phàm cũng tỉnh ngộ, hắn muốn cứu bằng bác nhất định phải trở lên mạnh mẽ trước. Bên cạnh Diệp Phàm xuất hiện hai tên tranh giành linh bảo, Diệp Phàm muốn im chuồn đi nhưng bị hắn chặn lại, nhưng liền bị người của Khương gia giết chết, thấy trong tay kẻ kia chỉ là một mảnh ngọc vỡ nên hắn đã hào phóng tặng cho Diệp Phàm. Mỗi lần có bảo bối là Đoạn Đức lại xuất hiện, sao xui dữ thần, Diệp Phàm lần này đầu nhảy số, đòi đổi bao bối lấy công pháp. Đoạn Đức lém lỉnh chỉ tào lao rồi chôm bảo bối của Diệp Phàm, khi thức chỉ là một miếng ngọc nát, hắn tức muốn ói máu, vậy mà dám nói là bảo bối. Không thèm, trả lại cho ngươi, Diệp Phàm nhặt lên vô cùng trân trọng, bỗng nó phát sáng rồi chui vào khổ hải của Diệp Phàm. Diệp Phàm ngơ ngác, không biết mảnh đồng xanh đó rốt cuộc là thứ gì, hắn nhớ đến Ngô trưởng lão từng nói nếu tôi luyện thần văn đến độ huyền diệu nhất định, có thể biến thành đạo văn, uy lực kinh người, mà hắn lúc này hình như đã có đạo văn. Đoạn Đức mập lại lan đến, lúc này mới hỏi Diệp Phàm miếng đồng xanh lúc nãy đâu, bảo bối đâu. Diệp Phàm thật thà, ủa nãy ông vứt đi mà giờ hỏi người ta. Đoạn Đức thật là tiếc hận mà, bảo bối như thế mà hắn lại không nhận ra, quá có lỗi với tổ tiên rồi. Đoạn Đức nghi ngờ, muốn tra xét thức hải của Diệp Phàm, nhưng không phát hiện được gì. Ôi cả đời tìm chí bảo nay lại lướt qua nhau. Diệp Phàm thắc mắc, không lẽ nó là Hoang Tháp? Đoạn Đức lúc này mới nói cho hắn biết, đó là lục đồng, chí bảo Trung Châu, bên trên có đạo văn trời sinh, sức hấp dẫn không hề kém Hoang Tháp. Đoạn Đức hết cách, nghe Diệp Phàm nói lúc nãy hắn vứt xuống đầm nước, hắn chỉ đành nhảy xuống tìm kiếm, bị tên mập này báo miết, giờ cũng gỡ được một vố. Đoạn Đức phát hiện, tên yêu đế kia lại xây hai mộ, một bên âm một bên dương, để tim và nguồn sức mạnh ở mộ dương. Còn thân xác thật sự nằm ở mộ âm dưới đầm nước này, bên dưới có rất nhiều cấm chế, không đơn giản. Tức giận Đoạn Đức giơ tay đá chân, bay luôn chiếc giày, tại đó xuất hiện một xoáy nước, sau đó là một con yêu thú ô kim vượn ba đầu nhảy lên, nhìn là thấy dữ dằn rồi. Đoạn Đức nhanh chóng đỡ lấy Diệp Phàm, hay chôm bảo chứ cũng lo lắng cho Diệp Phàm lắm nha, ôm Diệp Phàm chạy vòng vòng, như đi tàu lượn siêu tốc, Diệp Phàm say xe muốn nôn tới nơi. Ô kim vượn không ngừng tấn công đến, Đoạn Đức chật vật chống đỡ, Diệp Phàm nhân lúc này cầm thông linh kiếm bay lên đâm nó một nhát, ô kim vượn trọng thương rơi xuống đầm nước. Đoạn Đức vẫn nhìn về nơi đầm nước đầy tiếc nuối, Diệp Phàm lay lay hắn, đi thôi anh ơi, còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Bên dưới đầm nước bỗng vang lên tiếng gầm rú, Đoạn Đức lúc này mới thú tội, lúc nãy ta thấy mép đầm nước có một hòn đá khắc chữ Minh Đàm nên vứt nó xuống dò đường. Tiếp đó vô vàn âm binh trỗi dậy, cô hồn tháng 7 tới rồi, bắt đầu tiến hành công kích. Đoạn Đức không ngừng xuất ra bảo bối, chấn lui âm binh, Diệp Phàm nhìn hắn, là lúc nãy bảo mấy cái đồ này là yêu ma dữ chưa, ăn cướp quá mà.
âm binh biến mất, hiện ra lệnh bài gỗ, Cơ Gia lập tức đến tranh giành, Đoạn Đức lập tức xuất chiêu lấy thịt đè người, hất bay tên kia xuống đầm nước, âm binh lập tức trồi lên bắt lấy. Khi máu từ tên kia tràn ra, một đạo quang đỏ đầm đầm nước phóng thẳng lên trời, Cơ Vân Phong và Khương Hán Trung thấy có động tĩnh đã bay bến. Đoạn Đức ra hiệu cho Diệp Phàm, chuồn lẹ bạn ơi, nhưng đã nhanh chóng bị hai lão phát hiện. Khi bị hỏi tội, Đoạn Đức phát huy sự thất đức đỉnh của chóp của mình, chỉ qua Diệp Phàm, đổ tội cho hắn, nhưng Diệp Phàm đâu có dễ ăn hiệp vậy. Hai người cãi qua cãi lại, cuối cũng vẫn là Đoạn Đức bị bắt xuống đầm nước, Diệp Phàm cũng nhân lúc này rời đi. Diệp Phàm muốn rời đi, nhưng cả khu hoang phế đã bị Cơ Gia và Khương Gia phong ấn, hai lão này cũng thật cáo giả mà. Diệp Phàm lo lắng, nếu bị tra xét, Lục Đồng và Đạo Kinh chắc chắn sẽ bị phát hiện. Trên màn chắn phong ấn đang bị bên ngoài tấn công, dần xuất hiện khe nứt rồi thành một cái lỗ lớn, từng đạo nhân ảnh bay vào, ie đến thật đúng lúc, chạy tiếp thôi. Bỏ chạy một ngày một đêm, Diệp Phàm đến một trấn nhỏ, khung cảnh vô cùng yên bình, hắn bắt đầu cảm thấy đói bụng, hắn bước vào một quán ăn, bên trong có một ông lão và một cô bé. Biết Diệp Phàm không có tiền nhưng ông lão vẫn rất nhiệt tình, tìm đồ ăn cho cậu, cô bé tên Khương Đình Đình kia thì vô cùng gay gắt, nhà đã nghèo mà tối ngày còn gặp ăn trực nữa. Diệp Phàm lấy ra một bình bách dịch thảo, muốn trả ơn cho ông lão, cũng muốn tá túc thêm vài ngày. Tối đến, Diệp Phàm ngồi xếp bằng tu luyện, hắn hiện tại đã có thể điều khiển thần văn, nhưng chưa thể khám phá ra sự huyền diệu của Lục Đồng và Đạo Kinh, hắn định thần cảm nhận. Nhớ đến lời của đạo trưởng Thúy Đoạn Đức, lĩnh ngộ đạo pháp không nằm ở việc học mà phải tự lĩnh hội, nói tầm bậy tầm bạ mà chúng tùm lum tùm la nha. Diệp Phàm lấy ra Bồ Đề, biết đâu thứ này có thể giúp hắn lĩnh hội đạo pháp, quả nhiên hắn đã đọc được Đạo Kinh, tác giả độ dễ sợ. Nếu tu luyện theo Đạo Kinh, thêm vào các linh thảo bổ trợ, có thể hắn sẽ lên được cảnh giới mệnh tuyền. Lúc này ông lão chủ quán đang bị vài tên côn đồ vây đánh, Đình Đình cũng bị chúng xô ngã, Diệp Phàm chạy đến, ông lão nhắc nhở Diệp Phàm, tốt nhất đừng nên đắc tội với bọn người này. Ông lão lúc này mới nói cho Diệp Phàm về các thế lực trong Thanh Phong trấn, một là Lý gia, hai là Vương gia, chỉ do trong nhà có người đến động phủ tu luyện nên mọi người đều không dám đắc tội. Tên kiếm chuyện lúc nãy chính là quản sự của Lý gia, con cháu Lý gia tu luyện tại Yên Hà động thiên, con trai của lão cũng từng kết thù với Lý gia, nhưng hai năm trước, khi đang lên núi hái linh dược thì lão nghe tin đã bị hung cầm giết chết, nhưng lão vẫn ôm hy vọng nên luôn chờ đợi hắn trở về. Diệp Phàm nghe đến đây cũng vô cùng nhớ nhà, ba mẹ hắn chắc chắn rất lo lắng, hắn nhất định phải trở lên mạnh mẽ để tìm cách trở về. Cả đám người Lý gia đang đứng chờ Thất thiếu gia quay về, tên này hiện tại đang ở cảnh giới khổ hải. Diệp Phàm lúc này đã giả làm người của Vương gia, đốt hàng của Lý gia, hắn muốn dụ tên này trở về để hạ sát, trừ hậu hoạn cho Khương lão bá. Diệp Phàm đứng một bên nghe lén, nghe bọn họ nhắc đến Nguyên, Diệp Phàm nhớ về lời của Ngô trưởng lão, Nguyên là linh vật chứa lượng lớn tinh nguyên sinh mệnh. Tên quản sự của Lý gia đang đi trên đường, Diệp Phàm chặn đường đánh bầm dập, nhưng hắn ngay cả ai đánh mình cũng không nhìn rõ. Diệp Phàm chạy đến báo tên, nói hắn là người của Vương gia, muốn Lý gia và Vương gia xảy ra chiến tranh để bản thân hưởng lợi đây mà. Tại quán ăn của Khương lão bá, Đình Đình vui vẻ chạy về, báo thông tin Lý gia và Vương gia tranh đấu, Khương lão bá nhìn về phía Diệp Phàm, không lẽ là thằng nhóc này. Lúc này ở bên ngoài, Thất thiếu gia của Lý gia đã đi đến. Hắn nghênh ngang bước vào, đuổi những vị khách đang dùng bữa đi ra ngoài, Đình Đình chạy đến muốn đánh hắn. Khương lão bá vội vàng ngăn cản, lão cũng hỏi về đứa con của mình, Thất thiếu gia Lý gia mặt đầy sát khí, con của lão đã chết trước mặt ta rồi, không cần đợi hắn quay về nữa. Nói đoạn, hắn vung tay muốn bắt lấy Đình Đình. Diệp Phàm lao ra chắn trước mặt hai người, nhưng tên thất thiếu kia vẫn ra đòn, khiến cho Diệp Phàm phun máu, Khương lão bá thất kinh, vội vàng chạy đến đỡ hắn. Trước khi rời đi hắn nói rằng hai ngày sau sẽ đến để bắt Đình Đình, lúc này Diệp Phàm mới khỏe khoắn đứng dậy. Khương lão bá và Đình Đình vô cùng lo lắng, hắn đành bất đắc dĩ nói, máu là do hắn cắn lưỡi cho chảy ra, anh tôi cũng biết dùng chiêu giữ. Sau đó Diệp Phàm đến một sơn động để tu luyện, hắn muốn luyện ra pháp khí, khổ hải của Diệp Phàm lại bắt đầu biến đổi, chỉ qua một ngày, nhờ quyển Luân Hải, hắn đã tụ được 19 thần văn, có thể hình thành các loại binh khí, hắn muốn ngưng tụ thành một chiếc đỉnh nhưng thất bại, đạo kinh trong người cũng bay ra ngoài, Diệp Phàm vội vàng chạy theo. Đạo kinh cắm trên một chiếc cây, khi Diệp Phàm rút đạo kinh ra, cái cây trước mặt cũng bị đứt gãy. Các cây xung quanh cũng lần lượt xảy ra tình trạng tương tự, Diệp Phàm lúc nãy đã hiểu, đạo kinh này lại có thể làm binh khí. Lý gia thất thiếu đang hiên ngang đi trên đường, vẻ mặt đầy kiêu căng, Diệp Phàm đứng một bên nhìn về phía hắn, hãy đợi đấy, ngày ăn hành sắp đến rồi đây. Tối đến, khi thất thiếu đi vào trong rừng, Diệp Phàm đã lao đến, cả hai lao đến giáp lá cả, đạo kinh của Diệp Phàm vô cùng sắc bén, đỡ mọi đòn công kích của thất thiếu. Diệp Phàm hỏi rõ lý do sát hại cha mẹ Đình Đình, tên thất thiếu này vì ghen tị với thiên phú của con trai Khương lão, đã rắc phấn khiến linh thú bạo động, không ngờ con trai lão trước đó lại chọc điên thiểm điện điểu, nên mới rước họa, chuyện này làm sao có thể trách hắn chứ. Nhân lúc Diệp Phàm mất cảnh giác, hắn lại xuất vũ khí đến, Diệp Phàm né tránh đẩy hắn về phía trước, thân thể hắn rớt xuống, đâm vào một binh khí, thế là đi chầu ông trời, Diệp Phàm tìm kiếm nguyên trên người hắn,
Có được thứ này, hắn chắc có thể đột phá lên mệnh tuyển. Diệp Phàm rời đi, bất ngờ gặp người của Khương Gia Lăng không mà đến, cô gái phía trước tên Khương Thải Huyên. Hỏi hắn có biết người họ Khương trong trấn Thanh Phong, Diệp Phàm sợ lão bá gặp nguy hiểm nên đã không tiết lộ. Diệp Phàm trở về quán cơm, tìm lão bá và Đình Đình, muốn đưa họ rời đi. Diệp Phàm cũng nói với lão bá nguyên nhân cái chết của cha mẹ Đình Đình. Lúc này người Khương gia của Hoang Cổ cũng đã đến Thanh Phong trấn. Khương Thải Huyên tiến đến hỏi Khương lão bá, cha lão có phải là Khương Chích không? Khương Chích là Khương lão thái gia của Khương gia, quả nhiên ông đã sống ấn cư ở đất Yên. Lão bá là hậu duệ của Khương Chích, vậy cũng chính là thúc thúc của chúng ta, tự nhiên thành quý tộc ngang. Năm đó vì ông ấy tức giận nên mới bỏ nhà đi, hiện tại mọi thứ đã ổn nên Khương Thải Huyên muốn đưa Khương lão bá và Đình Đình trở về. Đình Đình mắt sáng như sao, nếu đến Khương gia có phải sẽ không còn bị ăn hiếp nữa, cuối cùng đã thuyết phục ông nội cùng đến Khương gia. Sau khi từ biệt Diệp Phàm, mọi người liền lên đường. Khương Thải Huyên cũng dặn Diệp Phàm, trong người có nhiều bảo bối, nhớ cẩn thận nhé. Diệp Phàm cũng bừng tỉnh, chạy lẹ, quả nhiên Khương Phong, Luân Hải Cảnh đã quay lại, hắn lao kích xuống dưới, muốn san bằng khu vực này để tìm kiếm Diệp Phàm. Diệp Phàm đã bị phát hiện, cháy tay khói, cuối cùng nhảy vào một đầm nước, khi sắp nghẹt thở đến nơi, may mắn có một con kim ô bay đến, làm cho Khương Phong phải rời đi. Thấy không còn động tĩnh, Diệp Phàm mới dám ngó lên, bên hông không ngừng chảy máu, hắn đã bị thương. Diệp Phàm ngồi khoanh chân trị thương, bồ đề phát sáng, các đạo văn không ngừng tản ra xung quanh. Sau khi cổ kinh giúp vết thương hắn lành lại, đúng là may mắn, anh đứng số 2 không ai số 1 mà. Diệp Phàm rời đi, vậy mà vẫn bị mai phục, chỉ cần Diệp Phàm chết, vật trong khổ hải của hắn sẽ tự động xuất hiện. Diệp Phàm muốn dụ tên kia lại gần để xuất kích, hắn đặt nguyên xuống đất, hai tên Khương gia thấy nguyên, mắt liền sáng rực, nhanh chóng bị trùng kế. Diệp Phàm vốn không muốn giết người, như nếu hắn nhân từ thì kẻ bị đai sẽ là hắn, dù hạ sát được hai tên kia, nhưng Diệp Phàm đã bị thương ở vai, vô cùng đau đớn. Diệp Phàm nhanh chóng dùng đạo kinh trị thương, rồi rời đi, nhưng người của Khương gia tìm kiếm hắn ở khắp nơi, hắn trở lại trong trấn nhỏ, muốn lẫn vào đám người để trốn tránh truy sát. Nhìn khung cảnh náo nhiệt xung quanh, Diệp Phàm cũng cảm thấy yên tâm hơn. Chợt phía trước, hắn nhìn thấy Lý Tiểu Mạn, đã không muốn dính líu, muốn chuồn đi, mà một nhỏ khác thấy trai là lao đến, đâm sầm vào người Diệp Phàm xong nhảy dựng lên nói Diệp Phàm ăn trộm. Lý Tiểu Mạn nhìn hắn đầy thương cảm, đưa cho một túi tiền. Trời ơi, tưởng anh làm ăn mày luôn rồi, quần áo cũng sạch đẹp mà ta, đang là đại gia mà rớt xuống làm ăn mày ngang. Diệp Phàm nhìn Tiểu Mạn, chúc mừng cô ấy đã hồi xuân, sau đó quay người rời đi, nhưng lại bị một tên sư huynh khác chặn lại. Hắn phát hiện trên người Diệp Phàm có một thanh nguyên, muốn ăn cướp đây mà, không biết ai mới là trộm chân chính. Lý Tiểu Mạn đứng ra khuyên ngăn, Diệp Phàm không thể tu luyện, cầm nguyên chỉ vô dụng, không bằng đem ra đổi lấy tiền, người yêu cũ mà yêu thương nhau giữ chưa, nhìn mặt là biết khinh thường nhau như thế nào rồi. Diệp Phàm thông minh, lấy nguyên ra rồi cầm cái hộp đựng đi bán, cũng được một túi tiền, đi mua đồ mặc thôi, để đẹp trai quay lại cái nào. Đám người đi cùng Lý Tiểu Mạn lúc nãy vẫn chưa bỏ ý đồ, đi theo Diệp Phàm, người của Khương gia cũng đã đuổi đến. Không kịp mua đồ luôn, phải về tu luyện lẹ thôi, bên trong Diệp Phàm đã xuất hiện tuyền, hắn đã sắp có thể đột phá lên mệnh tuyền rồi sao, nhưng nơi này quá nguy hiểm, hắn phải tìm được một nơi an toàn. Hắn lại bị phát hiện hành tung, nhanh chóng bị bao vây, ba đứa khổ hải, xem anh mày đây, để xử từng đứa. Biết không thể tiếp tục mang nguyên theo bên mình, Diệp Phàm suy nghĩ cách sắp xếp ổn thỏa. Đang tính rời đi thì Lý Tiểu Mạn đã chạy đến, không biết nàng ta có ý tốt hay xấu, thôi lánh mặt đi vậy. Diệp Phàm chạy đến một thác nước, sau khi để lại ấn ký đã ném nguyên vào trong, sau này hắn sẽ đến lấy. Đang ngồi uống trà, Diệp Phàm chợt thấy lạnh gáy, quay qua quay lại, ôi ma, gặp ma mà, sao tên Hàn trưởng lão lại ở đây chứ? Biết Hàn trưởng lão muốn luyện hóa mình, Diệp Phàm dùng linh khư động thiên để đe dọa, nhưng nơi này vốn cách xa linh khư, lão một chút cũng không sợ. Diệp Phàm muốn bỏ chạy, nhưng thực lực cách biệt quá lớn, không có cách nào thoát thân. Diệp Phàm nhanh chóng bị lão bắt đi, nửa đường thì bị Khương Phong phát hiện, hai bên đều muốn giành trai đẹp, liền lao vào đánh nhau. Thảy qua thảy lại thảy a lên lưng con thú biết bay, nhanh trí đập nó, lúc này không chạy còn đợi đến bao giờ. Thấy Diệp Phàm sắp chạy đến nơi, Hàn trưởng lão đành nhường một bước, khi Khương Phong đuổi đến, anh tôi đã chạy mất dép, làm hắn tức lộn ruột. Đang chạy như chó đuổi, mà chó đuổi thiệt, cái tên Hàn trưởng lão dai như đỉa, lại chặn Diệp Phàm ở phía trước, làm anh bị bắt tập hai. Mắt Hàn trưởng lão nhìn Diệp Phàm như nhìn miếng thịt tươi, chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn, muốn thông qua Diệp Phàm và một số linh dược khác đột phá luân hải cảnh. Hàn nhấc Diệp Phàm đặt vào đỉnh, rồi đổ các loại dịch thảo vào, anh tôi là người mà nấu như gà tiềm thuốc bắc vậy trời, Hàn trưởng lão đã thương Diệp Phàm để máu của hắn trào ra hòa trộn với dịch thảo. Diệp Phàm thật không cam tâm, chết như vậy quá ấm ức, nếu nước này đã là dịch thảo thì cứ uống đại. Diệp Phàm phải cố gắng giữ sự tỉnh táo, nếu không hắn thật sự sẽ chết ở đây. Diệp Phàm chợt nhớ về lúc cùng bạn bè bị dịch chuyển không gian, hắn mừng rỡ chạy lên, nhưng lại thấy khung cảnh từng bạn học biến mất, không lẽ mọi chuyện sẽ kết thúc tại đây, mình lại ngủng cù tỏi như thế này sao?
Cuối cùng Diệp Phàm nhớ về người yêu chí cốt của anh, Bàng Bác, hắn còn phải cứu Bàng Bác ra, hắn không thể chết. Diệp Phàm cố gắng kích hoạt đạo kinh, từng dòng thần văn tản ra xung quanh hắn. Tay Diệp Phàm bắt đầu cử động, hắn đã tỉnh lại, lúc này cũng không còn bị Hàn trưởng lão khống chế. Hắn giơ tay lấy các linh thảo phía trước, ăn từng cây, mượn sức của chúng để mở rộng khổ hải, đột phá mệnh tuyển. Hàn trưởng lão đang canh chừng bên ngoài, thấy chiếc đỉnh không ngừng chấn động, từng đạo quang màu vàng không ngừng tản ra, lão còn nghe thấy tiếng sấm, đúng là dị tượng. Dấu hiệu sắp luyện thành bảo đan, là luyện giữ chưa ba, nhưng lão vẫn chưa vội vàng mở ra, chỉ cần đợi thêm 2 ngày, là đủ 7 ngày, chắc chắn mọi thứ đều sẽ tốt đẹp. 2 ngày nữa trôi qua, hắn cười lớn đi đến để lấy đan dược, khi mở nắp đỉnh ra, ngạc nhiên chưa bà già, pháp khí đạo kinh của Diệp Phàm bắn ra, chiếc đỉnh vỡ tan, Diệp Phàm lao vào đánh tay đôi. Không gian xung quanh đều chấn động, Hàn trưởng lão cười gian xảo, đang giơ cây trượng về phía trước để ra chiêu thì bịch. Cây trượng gãy làm đôi, nụ cười vụt tắt trên bờ môi em, tiếp theo đó là cổ hắn cũng xuất hiện vết máu chảy. Lão tức giận, thủ ấn thay đổi, từng đạo thần văn xuất hiện lao về phía Diệp Phàm, Diệp Phàm nhanh chóng tránh né, tìm cơ hội phi đạo kinh về phía lão. Phi đại mà trúng thiệt, lão đau đớn ngồi sụp xuống, lão vô cùng không cam tâm nhưng giờ đây trách ai bây giờ, trách mình thôi. Diệp Phàm đứng lên tìm kiếm các dược thảo chân quý ở xung quanh, Hàn trưởng lão gào lên đầy đau đớn, ta hận ngươi, đáng chết, rồi tắc thở, là hận dữ chưa, kiếp sau nhớ làm người tốt nha ba. Biết nơi này có thể tránh được sự truy sát của Khương gia, Diệp Phàm cũng nán lại để tu luyện nhưng đã thử đi thử lại 5 lần, vẫn không thể đột phá mệnh tuyển. Diệp Phàm không nản lòng, thời gian dần trôi, thấm thoát 1 năm qua đi, hắn cuối cùng đã đột phá mệnh tuyển, hiện tại đã có thể đi ra ngoài rồi. Để bay thử cái coi nè, ia hú, như chim luôn mọi người ơi, mà chưa được bao lâu thì đã té xuống, vui mừng quá quên luôn cân bằng hả anh hai. Diệp Phàm vừa mới đột phá, thần lực chưa ổn định, hắn quyết định đi lấy nguyên để bổ sung cho thân thể. Đi ngang qua một lồng bánh, qua trời là thơm rồi, Diệp Phàm ghé vào mua thì gặp một bé gái tên Tiểu Nam Nam, nhìn cô bé vô cùng đáng thương, Diệp Phàm đưa bánh bao cho cô bé. Để cảm ơn Diệp Phàm, cô bé đã tặng cho hắn một bông hoa bổ công anh, nhìn từng cánh hóa bay đi. Diệp Phàm chợt cảm ngộ về âm dương, về mệnh tuyển cảnh giới, thế là bay được luôn, không hổ danh học bá, lĩnh hội nhanh quá mà. Diệp Phàm dắt theo cô bé, bay lượn khắp nơi, cô bé vô cùng vui vẻ, cười đầy rạng rỡ. Tối đến, Diệp Phàm và cô bé trở lại trong trấn, Diệp Phàm biết phải rời đi, đã đưa túi tiền của mình cho Tiểu Nam Nam. Pháo hoa rực rỡ ngập trời, Diệp Phàm hứa sẽ quay lại đưa cô bé lên nơi cao hơn nữa, cả hai móc ngoéo ước định. Diệp Phàm đến thác nước trước đó đã cất giấu nguyên, hên là vẫn còn nguyên, má ơi, mất chắc khóc hết nước mắt, Diệp Phàm quay về tiếp tục tu luyện. Khi nguyên tiến vào, từng sợi xích trật tự xuất hiện, không ngừng cuốn đến, Diệp Phàm cố gắng định thần, muốn luyện pháp khí đỉnh, tuy rằng khó khăn, nhưng khổ trước sướng sau, nhất định phải luyện thành. Diệp Phàm lấy hỏa sát, thủ ấn không ngừng biến đổi tạo ra vô vàn thần văn, sau khi hỏa sát tiến vào thức hải, pháp khí đỉnh đã dần thành hình. Quả nhiên hiệu nghiệm, người xưa nói không sai, rèn đúc là phải có lửa. Diệp Phàm vung tay xuất đỉnh ra, nhất đỉnh phá vạn pháp. Giờ trở lại cấm địa hoang cổ thôi, đang lang thang trong trấn, Diệp Phàm đã gặp lại Văn Sương, bạn học cùng bị dịch chuyển không gian đến đây với Diệp Phàm, bạn bè gặp nhau đi nhậu cái nào. Văn Sương quan tâm hỏi han tình hình của Diệp Phàm, Diệp Phàm cũng hỏi tại sao Văn Sương lại đến đây, mới tình cờ biết được, các thể gia đều đang tập hợp đệ tử của động thiên để vào cấm địa, không muốn các tinh anh mạo hiểm, nên những người có tu vi thông thường đều được đưa đến đây, là công bằng giữ chưa, thiệt là muốn đi về nhà quá mà. Đang quằn quại thì mấy cái đứa sư huynh sư đệ bước đến cười nhạo khẩu nghiệp, nhìn mặt Diệp Phàm là biết mấy đứa kia chuẩn bị ăn đòn rồi đây. Một thanh niên bước ra gọi Diệp Phàm là phế vật, ôi anh Hàn Phi Vũ ăn hại, lại gặp nhau rồi. Bạo lực học đường bắt đầu diễn ra, xô xô đẩy đẩy, rồi xông vào giáp lá cà. Hàn Phi Vũ biết Diệp Phàm sức mạnh phi thường, liền cảnh báo những người còn lại hãy cẩn thận. Diệp Phàm chỉ nhẹ nhàng vung tay múa chân, tất cả đã nằm bẹp, anh còn quay lại nhàn hạ uống trà. Hàn Phi Vũ còn bày mưu cho đồng đội, thằng này không thể tu hành, chỉ có sức thô thôi, đừng lại gần hắn, hãy tấn công từ xa, đúng là ngu dốt còn da rẻ mà. Từng người xuất ra pháp khí, anh tui nhẹ nhàng lướt qua, đấm này, Hàn Phi Vũ nhìn thế cục thảm hại trước mắt liền xuất ra thanh mộc ấn. Diệp Phàm tay không chặn lại, cảm ơn nhé, thanh mộc ấn, ta tịch thu. Hàn Phi Vũ sau khi đến kiếm chuyện bị Diệp Phàm cun ngầu bón hành xong, nằm đang nằm bẹp dưới đất, vẻ mặt đầy tức tối. Văn Xương của Diệp Phàm nói hắn hãy mau chạy đi, phía sau vẫn còn tu sĩ mệnh tuyển đang đuổi đến. Nhưng nếu Diệp Phàm rời đi thì Văn Xương chắc chắn sẽ gặp phiền phức. Văn Xương cố gắng khuyên hắn rời đi, dù sao đệ tử đồng môn sát hại nhau là tội chết, bọn kia sẽ không dám ra sát chiều. Diệp Phàm rời đi không bao lâu thì đã bị đuổi kịp, bên cạnh Hàn Phi Vũ chắc hẳn là tên tu sĩ mệnh tuyển kia, hắn tên Trần Phong, nhìn Diệp Phàm đầy khinh thường, tung chiêu đến. Diệp Phàm nhanh chóng tránh né rồi nhẹ nhàng vung tay giáng xuống mặt tên kia một cái bạt tai, này thì hung hăng kiêu ngạo, để tát cho tỉnh lại, Hàn Phi Vũ đang thất kinh thì cũng được ăn ngay một vố.
Trần Phong lúc này mới nhìn ra, Diệp Phàm đã đạt đến mệnh tuyển sơ kỳ, nhưng hắn vốn là mệnh tuyển đỉnh phong, há lại sợ Diệp Phàm. Hắn tiếp tục tung chiêu về phía Diệp Phàm, Diệp Phàm sau đó đã bị từng bức tường đá vây khốn, Diệp nhanh chóng dùng chiếc đỉnh của đỉnh mà mình đã luyện ra. Khi va chạm, các bức tường đá đều bị đánh tan, Trần Phong thất kinh, nhưng không còn kịp né tránh nữa, ăn trọn cứ tấn công kia, đai ngay và luôn. Hàn Phi Vũ vô cùng hoảng sợ, hắn không ngờ rằng Diệp Phàm lại có thể mạnh đến như vậy, chạy là thượng sách, nhưng đâu có dễ, Diệp Phàm nhanh chóng chặn hắn lại. Hàn Phi Vũ lúc nãy nhắc đến Hàn thúc thúc của hắn mong bản thân sẽ được tha, ngưng Diệp Phàm lại thờ ơ, Hàn trưởng lão sao? Đã bị ta giết chết rồi, cũng nhờ linh dược của hắn mà ta có thể đột phá lên mệnh tuyển, thiệt là chân thành cảm ơn lão. Hàn Phi Vũ nghe Diệp Phàm nói ù ù bên tai, trợn tròn mắt, làm sao có thể? Diệp Phàm biết hắn không tin liền lấy ra thanh mộc ấn. Chỉ có chủ nhân cũ chết đi, nó mới nhận chủ mới, và hiện tại chủ của nó chính là Diệp Phàm. Thôi biết tới đây thôi là chết được rồi, Hàn Phi Vũ vốn còn muốn phản kháng nhưng đỡ không nổi một chiêu, cũng đi gặp ông trời. Đang định rời đi thì Văn Xương dắt Mã trưởng lão đến, Văn Xương vốn sợ Diệp Phàm sẽ gặp nguy hiểm nên mới tìm người trợ giúp. Mã trưởng lão nhìn hai thi thể phía trước, trời ơi mầm tiên của phái ta, lão giận dữ nhìn về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm vô cùng bình tĩnh, họ muốn giết ta là phòng vệ chính đáng, Mã trưởng lão chẳng lẽ lại không nói lý lẽ. Diệp Phàm cũng bộc lộ ra tu vi hiện tại của mình, nếu hiện tại hắn muốn rời đi thì Mã trưởng lão cũng không giữ nổi hắn. Mã trưởng lão không ngờ Diệp Phàm vốn là phế vật nay lại có tốc độ tu luyện kinh người như vậy, lão ngỏ lời muốn mời Diệp Phàm gia nhập Ngọc đỉnh động thiên. Diệp Phàm vốn không muốn bị cuốn vào bất kỳ môn phái nào, lập tức từ chối, hắn muốn đưa Văn Xương cùng rời đi, sợ Văn Xương trở về sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng Mã trưởng lão hứa sẽ nhận Văn Xương làm đệ tử và bảo vệ hắn, cũng sẽ không tiết lộ về Diệp Phàm, hắn lúc này mới yên tâm rời đi. Diệp Phàm đi đến một trấn nhỏ, phía trước người của Cơ gia đang dùng linh dược để kêu gọi tu sĩ khắp nơi cùng họ bước vào cấm địa hoang cổ, tìm kiếm thần quả. Diệp Phàm nghĩ về loại quả hắn đã ăn trước đó, nhưng Cơ gia trước giờ xảo trá, linh dược cũng không biết là loại thành phẩm gì, tốt nhất không nên tham gia. Diệp Phàm hòa vào đám người, cùng đi về phía cấm địa hoang cổ, trên đường bỗng xuất hiện một lão già như người điên, chạy khắp nơi không ngừng nói sẽ chết, lão ta cũng nói Diệp Phàm nếu không muốn chết thì hãy rời đi. Diệp Phàm trong lòng vô cùng nghi hoặc, phía trước rốt cuộc có thứ gì? Lúc này trên bầu trời, người của Khương gia và Cơ gia cũng đang lăng không mà đến, vô cùng khí thế. Tất cả mọi người đều đang vội vã tiến về cấm địa hoang cổ, khí thế hừng hực, vô cùng đông đúc, ai cũng hy vọng có thể tìm kiếm được tạo hóa. Diệp Phàm cũng đến, đi xung quanh nghe lỏm xem người ta nói gì nào, phía trước xuất hiện một lão nhân, là người của Cơ gia, lão thông báo tập hợp, chuẩn bị tiến vào cấm địa lấy thánh dược. Bỗng đợi tiên phong phía trước có biến, la hét thảm thiết, vài người đã chạy ra ngoài, là Hung Cầm đang đuổi giết. Cơ gia và Khương gia nhanh chóng kết trận, đại bàng kim xí bị vây lại vẫn không chùn bước, cả người nó phát ra khí thế mạnh mẽ, vài cái đập cánh đã hất bay đám người kia. Không muốn chết thì chạy lẹ ba má ơi, cả đám người hoảng hốt, khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Đại bàng kim xí tạo cơn lốc xoáy, không ngừng cuốn mọi người và các tu sĩ vào trong, lúc này hai vị trưởng lão mới ra tay, là ra tay sớm giữ trưa, muốn chết hết đến nơi. Cả hai ồ ạt tấn công đến nhưng vẫn dần rơi vào thế hạ phong, đại bàng kim xí xuất ra vô vàn chiếc tiễn bay về phía hai lão và đám tu sĩ bên dưới. Rất nhiều người không phòng ngự nổi đã nhanh chóng kết thúc sinh mệnh, chính thức hoàn thành vai quần chúng. Trưởng lão Khương gia và Cơ gia lúc này cùng hợp lực, tung ra sát chiêu mới đuổi được con đại bàng kia đi. Lão già điên hôm trước lại chạy đến, không ngừng nói chết chết chết, ôi anh đại bàng kim xí đã quay lại, lúc nãy không phải là chạy trốn mà là đang xoay mình đã tung ra đại chiêu. Hai trưởng lão tung pháp khí đánh tới nhưng đều bị chấn bay, mọi người đều bỏ chạy, Diệp Phàm lo lắng gọi lão điên kia, chạy lẹ bàng ơi. Nhưng bất ngờ chưa, lão chỉ vung tay, đại bàng đã bị chặn lại. Cao thủ chân chính là đây chứ đâu, Diệp Phàm cũng chạy lại phía lão. Đại bàng kim xí đã rời đi, nhìn lại khung cảnh hiện tại, toàn quân đã bị diệt, ông lão ôm đầu bỏ đi, nhưng một bước đi được vạn dặm. Diệp Phàm vội vàng đuổi theo, nhìn đạo văn do bàn chân lão để lại, sao mà giống đại năng thời thượng cổ giữ thần. Diệp Phàm bước vào đạo văn, vậy mà đuổi kịp lão luôn ta ơi, may mắn quá rồi, khi chạm vào người lão, được lão đưa đi du lịch luôn, Diệp Phàm ngơ ngác nhìn xung quanh. Lão nhanh chóng lên một đỉnh núi, không ngừng khóc lóc vẫy tay kêu gọi thứ gì đó, nhưng không có bất kỳ ai phản hồi. Diệp Phàm không biết phía trước nguy hiểm như thế nào nên muốn xin lão đi cùng, nhưng lão đã từ chối, lão vốn không nên tồn tại, nên không thể lại đem theo Diệp Phàm bên mình. 3 tháng sau, trong trấn mọi người không ngừng bàn tán về việc toàn quân tiến vào cấm địa bị diệt vong, nhưng các thế gia vẫn không từ bỏ, sẽ phái cao thủ khác đến, nhắc cái là đến liền, nhắc tiền nhắc bạc đỡ. Từng đoàn người đang lăng không mà đến, Diệp Phàm đang ngồi uống nước, một cô nương gọi hắn, là Lâm Giai, phía sau nàng là hai vệ quân của Khương gia, cô mừng rỡ chạy đến. Hỏi han Diệp Phàm thời gian qua sống thế nào, nếu gặp khó khăn nhớ đến Yên Hà tìm nàng, nàng thì thầm bảo Diệp Phàm hãy mau rời đi, nếu thế ra biết hắn cũng từng vào cấm địa thì sẽ phiền phức to. Hai tên vệ quân thấy nàng to nhỏ nhanh chóng chạy đến xem xét tình hình,
nàng không muốn Diệp Phàm bị vạ lây, liền đứng lên rời đi. Đang loanh quanh dạo phố thì gặp lại tên chết bầm Khương Phong, là người 2 năm trước đã đuổi giết hắn, đúng là oan gia ngõ hẹp. Khương Phong vẫn nhìn Diệp Phàm với ánh mắt đầy khinh thường. Đấu khẩu được vài câu đã lập tức ra tay, Diệp Phàm điều luyện tránh né, chạy về phía trước cận chiến cái nào. Đang đánh nhau sống chết thì trưởng lão Khương gia xuất hiện, Khương Hán Trung biết Diệp Phàm từng đi vào cấm địa, muốn giữ lại mạng của hắn để một lần nữa đi vào đó. Cơ gia dẫn đầu là Cơ Vân Phong cũng đang tiến về hướng cấm địa, nhân mã phía sau đang nhắn nhủ nha, gặp nguy hiểm là chạy liền nha mấy cha, trong đó có cả Liễu Y. Khương gia cũng đã đến cấm địa, Diệp Phàm cũng trong đoàn quân của Khương gia, liếc mắt nhìn, ôi lại gặp người yêu cũ, âm hồn bất tán mà. Khương Phong không quên chế nhạo đe dọa Diệp Phàm, làm như anh sợ mày lắm, chưa tới phút chót, ai chết ai sống còn chưa biết nha. Cơ gia lúc này cũng đến hội họp với Khương gia, hàn huyên chút nào, cùng tiến vào thôi, nhân mã hai bên lao về phía trước. Trong khu vực cấm địa không thể dùng thần lực, ai nấy đều vô cùng hoang mang, hai vị trưởng lão quay lại trấn an. Diệp Phàm cảm nhận khổ hải của mình, vậy mà thần lực của hắn không bị khô cạn, trời thương quá rồi. Bỗng nhiên có tiếng gầm rú, một người của Khương gia bước về trước thăm dò, một bộ xương người, giật cái mình à, sau khi quật ngã bộ xương, một luồng khí đen tản ra, cuốn lấy người của Khương gia kia. Mọi người vô cùng hoảng loạn, thân ai nấy bỏ chạy, nhưng không ít người vẫn bị cuốn vào. Chạy được một đoạn đã đến trước một vực thẳm, cương thi trỗi dậy hay gì, không phải là xương người, vô vàn bộ xương đang leo lên, sợ ma thật sự. Khương gia chỉ một tên về trước thám thính, là Vương Tử Văn, xui dữ dị trời, hắn vô cùng sợ hãi, tiến về trước chắc chắn chết, nhưng không đi thì Khương gia cũng giết hắn. Khúc này anh tui đã lên tiếng, bỏ luôn mặt nạ ra, đẹp trai người người, các bạn học quay lại đều vô cùng kinh ngạc, Diệp Phàm nói mình có thể hái, vì hắn đã từng ăn. Khương Hán Trung có chút không tin, đã lao lên để thử Diệp Phàm, quả nhiên thể chất mạnh mẽ, vượt xa người phàm. Diệp Phàm có thể hái cho hai lão nhưng hai lão bắt buộc phải thả bạn học của hắn đi, anh tui quá trượng nghĩa rồi. Mà chưa anh tui còn yêu của giết Khương Phong, Khương Phong cười nhạt khinh thường, phải cho tên này biết tay, Diệp Phàm vung tay cho hắn một tát, tát cho tỉnh ra, này thì kiêu ngạo. Khương Phong bị bẽ mặt, lửa giận ngút trời, không ngừng chế nhạo Diệp Phàm chỉ là một phàm nhân còn con mà lại dám lên mặt với hắn. Diệp Phàm mặt ngầu đét, con mẹ nó, sao con trai mà như đàn bà, lèo nhèo hết mức, 2 năm trước đã truy sát ta, mà giờ muốn sống thảnh thơi sao, phải đánh cho tè ra quần mới được. Khương Phong cũng không còn nhịn được nữa, cả hai lao vào chiến, chỉ là hắn không ngờ, năng lực chiến đấu hiện tại của Diệp Phàm đã tiến bộ đến như vậy. Hắn hết bị đấm rồi bị đá, Diệp Phàm thì ung dung như đang chơi thể thao, đá cầu đồ đó, đánh Khương Phong không trượt phát nào. Trời ơi, tôi nói cái khúc này coi nó đã cái nư gì đâu, tôi chờ mãi biểu cảm của mẹ người yêu cũ. Trước đó bà khinh thường Diệp Phàm quá mà, vậy mà nhà sản xuất không cho tôi tọa nguyện, đánh nhau xong rồi vẫn chưa thấy biểu cảm bà đâu. Diệp Phàm đang tính giết luôn Khương Phong thì đã bị Khương trưởng lão ngăn lại, mà anh đâu có ngán, thích thì nhích, chiến, thế là một già một trẻ lại tiếp tục. Nhưng mà một khi anh đã ghim thì anh phải giết cho bằng được mới chịu, luồn qua lách lại một hồi cũng thành công túm được cái cổ gà của Khương Phong, rắc, ngủng củ tỏi, goodbye no see you again nha. Khương trưởng lão thấy người của mình bị đai ngay trước mặt bàn dân thiên hạ, giận dữ tung đòn về phía Diệp Phàm, Diệp Phàm có chút rơi vào thế hạ phong. Cơ gia đứng một bên xem kịch hay nãy giờ thấy cũng đủ rồi nên tiến đến nói giúp Diệp Phàm, muốn để hắn sống sót đi hái thần dược thôi chứ cũng không tốt lành gì đâu à. Khí tức hoang tràn ra ngày càng nhiều, Diệp Phàm nhanh trí ném cây thương về phía đoàn quân xương người phía trước để hai lão già kia bị tấn công. Hắn cũng tiện do thám thực lực hai lão, để còn biết chuồn đi bằng cách nào. Đội quân xương người lao đến, ai nấy đều bỏ chạy tán loạn, bạn học của Diệp Phàm lo lắng nhìn về phía hắn, muốn cùng nhau rời đi, nhưng đã trễ rồi. Hai lão già này đứng như hai vệ sĩ hai bên thì bỏ đi bằng cách nào chứ? Ở cấm địa này không thể dùng thần lực, vậy mà hai cái lão già này lại có bảo bối chứa đựng thần lực hỗ trợ mới ghê, mỗi bảo bối được dùng 9 lần. Vậy là có 9 tấm vé bảo mệnh rồi, chơi gì ai chơi lại, cả hai thay phiên nhau ra tay tiêu diệt đám xương người phía trước, kiểu anh sẽ bảo vệ em cũng nhớ bảo vệ anh nhé. Diệp Phàm thầm cảm thán, may mà lúc nãy không ra uy đánh đến ngươi chết ta sống, chứ với bảo bối của lão, thì toi luôn cái mạng đẹp trai là cái chắc, vẫn còn hên. Ngày càng đến gần nơi có thần quả, Khương trưởng lão và Cơ trưởng lão sợ gặp nguy hiểm đã gieo ấn ký con rối lên người Diệp Phàm để hắn đi về phía trước. Diệp Phàm dùng ý chí để kháng cự, nếu thật sự trở thành con rối thì cái mạng đẹp trai này 8 phần 10 là ra đi. Mà ý chí ổng mạnh thiệt, thật sự có thể kháng lại, ổng còn giả vờ mình đã bị khống chế, mặt khờ khờ tiến về phía trước, dưới áp lực của khí tức hoang, Diệp Phàm dần trở nên già nua. Mà mới đi được vài bước đã gặp một cô gái xinh đẹp như tiên. Nhưng mặt thì rất là vô cảm à nha, sự lạnh lùng này, chạy lẹ còn kịp ba má ơi. Diệp Phàm lao ra bên ngoài, Khương trưởng lão và Cơ trưởng lão nhìn cô gái phía sau hắn thì thất kinh. Bà nội này chẳng phải là thánh nữ thiên tuyển đứng đầu Đông Hoang đã chết ở cấm địa vào 6.000 năm trước sao,
Chẳng lẽ bà đã trở thành hoang nô, thật sự lại có hoang nô, khí tức hoang thật mạnh mẽ. Hai lão thúc giục nhau, còn chiêu gì mau lôi ra hết đi, nếu không là đai ngay và luôn đó. Khương trưởng lão nhanh chóng lấy ra hàng nhái hoang tháp để chống đỡ. Diệp Phàm thấy 9 vé bảo mệnh của hai lão đều đã dùng hết, ha ha, đến lượt anh phát huy đây. Hai lão lúc này mới nhận ra Diệp Phàm không hề bị khống chế, nhưng đã muộn màng rồi hai bảng ơi. Diệp Phàm nhanh chóng bay về phía có thần quả, để hai ông già ở lại chịu trận. Hoang nô lúc này cũng đã phá tan hoang tháp pha kè. Mấy cái hàng nhái này, sao cầm chân được trụy, bà chỉ mới bước lại gần thôi, hai lão đã bị chấn thành bụi phấn. Sau đó bà chạy tới chỗ Diệp Phàm, Diệp Phàm phi đạo kinh ra nhưng nào có phải là đối thủ của trụy, bà dùng tay chọc thẳng vào bụng Diệp Phàm. Do thám bộ đồ lòng đây mà, nhưng lòng đâu chưa thấy chỉ thấy vừa đụng trúng lục đồng đã bị một cỗ uy lực mạnh mẽ đẩy văng đi ra. Nhưng Diệp Phàm vì trở nên già nua nên sức lực ngày càng yếu, tưởng đai rồi nhưng không, người yêu anh đã xuất hiện, bàng bác không ngừng cổ vũ Diệp Phàm đứng lên đi về phía trước. Vì cứu người yêu, anh cũng giáng lê cái thân già, sau đó ngã vào một hồ nước, mà nước thần nên anh vẫn sống, tác giả quá độ anh tôi rồi. Diệp Phàm tỉnh dậy, đi đến hái thần quả, sau khi ăn một trái, Diệp Phàm ngồi khoanh chân tu luyện, anh đã trẻ lại, xoay khí người người, thần thức cũng được nâng cao, nhìn về phía xa xa, có một bóng hình mờ ảo, là ai cơ chứ? Sau khi thần thức được nâng cao, Diệp Phàm đã mở được sơ kiêu nhìn toàn cảnh 360 độ, bóng đen kia là hoang nô. Đều là những nhân vật đỉnh đỉnh đại danh, nay lại bị giam giữ ở đây, chẳng lẽ những hoang nô này lại có quan hệ với quan tài cổ xanh đồng đó? Thôi không suy nghĩ nhiều nữa, nếu bị hoang nô phát hệ thì toi luôn cái mạng, lấy thần dược rồi chạy lẹ thôi. Diệp Phàm hái một mớ cất đi, còn không quên lấy nước suối thần. Khi chạy ra bên ngoài còn tiện tay lượm luôn hai pháp khí của hai vị trưởng lão kia, đã cất công mang hắn đến đây, sao hắn có thể phụ lòng chớ? Bên ngoài hoàng địa, các đệ tử vẫn đang đánh nhau sứt đầu mẻ trán. Diệp Phàm nhanh chóng phát hiện Y đang bị truy sát, hắn vội vàng ứng cứu, là thủ hạ của Cơ gia, đều là cao thủ mệnh tuyển. Diệp Phàm giả truyền lệnh, nói mình là người của Cơ Vân Phong nhưng bọn kia vốn dĩ không tin, vậy thì chỉ đành chiến thôi. Diệp Phàm bị trận pháp vây khốn, tình thế vô cùng nguy hiểm, lúc này anh thông minh đột xuất, lấy pháp khí của Cơ Vân Phong ra thử cái nào. Lá cờ kia vừa xuất hiện thế trận liền bị phá vỡ, thuộc hạ Cơ gia cũng bị chiếc đỉnh của Diệp Phàm đả thương, giờ có muốn chạy cũng không kịp nhé. Diệp Phàm đưa Y đến nơi an toàn, còn đưa thần quả cho cô, ánh mắt Y sáng rực, yêu chàng trai này mất rồi à. Sau khi từ biệt Y, Diệp Phàm tìm một nơi để tu luyện, áp dụng phương thức trong đạo kinh, Diệp Phàm luyện hóa từng thần quả trước mặt, từng dòng đạo kinh xoay quanh Diệp Phàm, thời gian thấm thoát trôi. Một năm sau, nhờ đạo văn và thần quả, Diệp Phàm đã đột phá thần kiều, thử sức mạnh hiện tại cái nào, Diệp Phàm tung một nắm đấm thần sầu về phía trước, lực đạo mạnh mẽ xuyên thủng từng quả núi. Ở một diễn biến khác, tại Linh Khư Động Thiên, Hàn Dịch Thủy đã vươn lên nắm quyền, hai đệ tử khuyên Lê Lâm hãy mau chóng rời đi. Hàn Phi Vũ vẫn chưa trở về, cô cũng khó thoát tội, nhưng nhỏ này đã đổ hết lỗi cho Diệp Phàm. Diệp Phàm lúc này cũng quay trở về Linh Khư Động Thiên, hắn muốn tìm Ngô trưởng lão, lấy lại một số đồ của mình và bàng bác. Một tên đệ tử có mắt không tròng bước ra ngăn cản, khinh thường Diệp Phàm là tán tu lại dám tìm Ngô trưởng lão. Nói được vào câu đã động tay động chân, Diệp Phàm không muốn bại lộ thực lực, chỉ tiếp né tránh. Ngô trưởng lão nghe có động tĩnh đã chạy đến, gặp lại Diệp Phàm lão cũng rất vui mừng, đã xa cách 3 năm từ ngày bàng bác bị yêu tộc đoạt xác. Ngày đó cả hoang tháp và đạo kinh đều biến mất cùng với mộ âm yêu đế, trưởng môn Linh Khư Động Thiên cũng bị thế gia thánh địa của trách, đành phải rời tông môn ra ngoài tiếp tục tìm kiếm tung tích mộ âm, đến nay vẫn chưa quay về. Ngô trưởng lão nhìn Diệp Phàm, không ngờ hoang cổ thánh thể lại có thể tu luyện mổ khổ hải, để thử sức thằng nhóc này cái nào. Ngô trưởng lão bất ngờ xuất chiêu làm Diệp Phàm có chút thất kinh. Diệp Phàm không muốn xuất ra pháp khí đỉnh, nhìn Ngô trưởng lão cũng không có sát khí, thôi liều một phen vậy. Diệp Phàm đứng im nhìn đại chiêu công kích đến, quả nhiên Ngô trưởng lão đã dừng tay, lão đã nhận ra Diệp Phàm đạt đến thần kiều, tốc độ tu luyện này đúng là nghịch thiên mà. Ngô trưởng lão đưa Diệp Phàm đến gặp lại Hạc Tiên, thời kỳ đuổi bắt con của nó để nướng ăn đúng là khó quên. Ngô trưởng lão nhắc nhở Diệp Phàm, vì trưởng môn đã rời đi, hiện tại mọi việc do Hàn Dịch Thủy nắm quyền. Thông tin Diệp Phàm quay trở về nhất định không được bại lộ, nếu không thánh thể hoang cổ có thể mở khổ hải, chuyện này rất là phi thường a, chắc chắn sẽ bị dòm ngó. Diệp Phàm hỏi Ngô trưởng lão để lấy lại pháp khí và tấm biển của mình và bàng bác. Ngô trưởng lão đưa hắn về chỗ ở trước kia, nhưng pháp khí đã biến mất, chắc chắn đã có người tiến vào đây. Tối đến, Diệp Phàm đang tu luyện, đột nhiên có người đến, là Lê Lâm và hai đệ tử khác, đúng là bám dai như điểm mà. Tưởng anh dễ ăn hiếp sao, cả ba lao đến, Diệp Phàm chỉ nhẹ nhàng tránh né tung trưởng, từng người ngã xuống, cuối cùng là Lê Lâm. Diệp Phàm kê kiếm lên cổ Lê Lâm, dò hỏi về việc pháp khí bị mất, quả nhiên là cô ả đã lấy, hiện giờ pháp khí ở đâu? Lê Lâm sợ hãi bảo mình đã đưa cho Hàn Dịch Thủy. Diệp Phàm nhờ Hạc Tiên đưa đến chỗ ở của Hàn Dịch Thủy, quả nhiên là vị trưởng lão dành về luyện khí, Diệp Phàm đứng quan sát một lúc rồi rời đi. Ngô trưởng lão cũng giúp Diệp Phàm hỏi thăm tìm kiếm,
cuối cùng giúp hắn xác nhận pháp khí đã bị Hàn Dịch Thủy lấy đi. Lão đã đòi nhưng không được, lão quái kia vốn yêu thích luyện khí nên nhất quyết không trả. Lão sẽ đưa Diệp Phàm đến gặp Hàn Dịch Thủy, nhất định sẽ giúp hắn lấy lại pháp khí. Thầy giáo đối với học trò quá là đỉnh rồi. Hàn Dịch Thủy lúc này vẫn đang thong dong thưởng trà, Ngô trưởng lão và Diệp Phàm nhẹ nhàng bước tới, vô cùng khách khí muốn lấy lại pháp khí. Hàn Dịch Thủy vẻ mặt rửng rưng, đây là đồ của Bàng Bác mà Bàng Bác là đệ tử của Linh Khư. Vậy theo công thức Bắc Cầu thì đồ này sẽ thuộc về Linh Khư, lão có quyền nắm giữ, ụa là Bắc Cầu giữ chưa ông già. Quá trời là vô lý rồi, Ngô trưởng lão chỉ đánh cứng đối cứng, nếu không trả thì đừng trách lão động thủ. Hàn Dịch Thủy vốn chỉ đánh ngang tay với Ngô trưởng lão, cũng đắn đo được mất, nên đã sai đệ tử lấy pháp khí đưa cho Diệp Phàm, nhưng trong lòng thầm nghĩ, lấy được thì cũng phải có mạng cầm đi nhé. Diệp Phàm lấy được pháp khí, hắn nhanh chóng từ giã Ngô trưởng lão để rời đi. Ngô trưởng lão có chút không nỡ, khuyên hắn ở lại tu luyện đến luân hải cảnh đỉnh phong. Nhưng mục tiêu của Diệp Phàm đâu chỉ là luân hải cảnh, phía sau luân hải chính là đạo cung cảnh giới, muốn cứu Bàng Bác, luân hải cảnh mãi mãi không đủ. Diệp Phàm rất biết ơn Ngô trưởng lão đã đưa cho ông một bình nước thần tuyền mà hắn đã lấy ở trong hoang cổ cấm địa. Bình nước nhỏ này công dụng trị thương vô cùng lớn, kể cả chết rồi hồi sinh cũng có thể. Ngô trưởng lão cũng kinh ngạc trước món quà chân quý này, có chút ngại không dám nhận, nhưng dưới sự thuyết phục của Diệp Phàm, cuối cùng lão cũng cầm lấy, có thằng đệ tử ký danh đáng đồng tiền bát gạo. Diệp Phàm rời đi, không quên quánh tên canh cửa Linh Khư một phát, ai biểu hôm bữa chặn đường anh, trừ nha mài, đi chưa được bao xa thì Diệp Phàm lại bị bao vây. Cái số bị chặn đánh miết mà, là người của Hàn Dịch Thủy, đúng là xem thường hắn, bao nhiêu đây tên, đúng là muốn chết. Diệp Phàm không nhiều lời, lao vào chiến đấu, đệ tử của Hàn Dịch Thủy đều thất kinh, ủa là tên này yếu dữ chưa, ai nói hắn là người phàm không thể tu luyện thế hả? Dùng hết sức thôi, lúc này mà còn nhiều lời thì chết. Một tên nhanh chóng phóng lớn thân ảnh, hừ, to xác là ngon sao, ăn một quyền của ta đây. Diệp Phàm tay nổi lên quang mang thần văn, tung quyền đánh đến, tên kia lập tức bị chấn văng vào ngọn núi nhỏ gần đó, những tên khác cũng bị ăn hành không kém. Biết không phải là đối thủ của Diệp Phàm, cả đám tụ lại bố trận, vốn không muốn giết người nhưng bị ép đến bước này. Đừng trách Diệp Phàm ta ác, Diệp Phàm từ khi ở hoang địa mở được tâm nhãn, đã có thể nhìn xuyên thấu linh trận, xác định vị trí của từng tên, hết tung cú đấm thần sầu đến điều khiển pháp khí bay đến, từng tên đệ tử của Hàn Dịch Thủy ngã xuống. Diệp Phàm sau khi tiễn các đệ tử của Hàn Dịch Thủy lên đường, hắn đã hủy hết pháp bảo để Hàn Dịch Thủy cảm ứng được và tìm đến. Hàn Dịch Thủy đã muốn giết hắn, sao hắn có thể để lại hậu hoạn, chắc chắn phải tiêu diệt cả ông già này. Hàn Dịch Thủy ở tại Linh Khư rất nhanh đã cảm ứng được, lão mau chóng chạy đến. Ngước nhìn đã thấy Diệp Phàm ung dung ngồi rung đùi, còn thản nhiên nói rõ hắn đã hóa kiếp hết đệ tử của lão và bây giờ sẽ đến lượt lão lên đường. Hàn Dịch Thủy cười gằn, chỉ là một tu sĩ thần kiều lại muốn giết ta, đúng là vọng tưởng. Cả hai nhanh chóng tung chiêu đến. Hàn Dịch Thủy xuất ra Liệt Hàn Xích muốn chấn áp Diệp Phàm, nhưng đâu ngờ anh lại dùng tay không đánh nát. Cả hai không ai nhường ai, vừa tung chiêu vừa đón chiêu. Hàn Dịch Thủy có lẽ vì tuổi già rồi nên không ngừng bị ăn phải vài cú đá thần sầu của Diệp Phàm. Hàn Dịch Thủy không hổ danh là tu sĩ luyện khí, hết kiếm đến khiên rồi thương, quá trời nhiều pháp khí mà, nhưng chúng ở trước mặt Diệp Phàm chỉ giống như đồng nát, từng món bị chiếc đỉnh của Diệp Phàm đánh vỡ. Biết không thể đánh lại Diệp Phàm, Hàn Dịch Thủy nhanh chóng bày bố Tử Tiên tỏa trận, sau đó dùng chuông đồng muốn hút Diệp Phàm vào trong. Diệp Phàm xuất ra thanh mộc ấn đấu với chiếc chuông kia, Hàn Dịch Thủy cũng chấn kinh, thanh mộc ấn sao, phi vũ quả đúng là do ngươi ám hại. Thanh mộc ấn cuốn lấy chuông đồng, Diệp Phàm thoát ra, Hàn Dịch Thủy nhất thời lại bị cho ăn hành. Lão muốn gọi cứu viện nhưng xung quanh sớm đã bị Diệp Phàm bố trí đạo văn, bên trong kịch chiến nhưng bên ngoài vốn không cảm ứng được. Một tu sĩ trẻ tuổi lại hiểu cách bố trí đạo văn, làm sao có thể? Diệp Phàm còn phấn khích kể cho lão nghe, chính là vị đệ đệ của lão, muốn luyện hóa hắn, không may luyện hóa luôn chính mình, còn để lại một tấm gia thú hướng dẫn bố trí đạo văn, nên hắn mới may mắn học được đôi chút. Hàn Dịch Thủy vô cùng tức giận, ngay cả đệ đệ của lão cũng là do tên này giết, thằng danh đáng chết. Hàn Dịch Thủy thay đổi thủ ấn, thanh mộc ấn mau chóng bị chấn nát. Từ bên trong xuất ra một pháp khí khác, khí trong khí sao, lão già này quả nhiên không đơn giản. Diệp Phàm bị đuổi chạy khắp nơi, mà ổng còn bình tĩnh cảm ứng, chiêu thức này sao giống tu luyện thái cực thế nhỉ, đợi giải quyết xong lão già này, mình cũng phải tu luyện mới được. Đùa một chút vậy thôi, Diệp Phàm dừng lại, xuất ra hai pháp khí của Cơ gia và Hàn gia, pháp khí của lão dù lợi hại nhưng sao có thể so sánh với pháp khí của Thế gia cơ chứ. Quả nhiên dưới áp bức của hai pháp khí Thế gia, phòng ngự của Hàn Dịch Thủy mau chóng bị phá vỡ, cuối cùng chết dưới chiếc đỉnh của Diệp Phàm. Diệp Phàm thanh niên nói là làm, sau vài ngày tu luyện thái cực đã tiếp tục lên đường, thấy một quán nước nhỏ ở phía trước. Diệp Phàm ghé vào nghỉ chân, lại gặp phải ông béo Đoạn Đức, lần này đừng để bị lừa nữa nha anh dài. Đoạn Đức, thằng cha đa cấp lừa đảo này lại có thể thoát ra khỏi mộ âm sao, thực lực thật thâm sâu khó lường. Nhìn Đoạn Đức say xỉn, ngâm nga vài câu hát, vô tình nhắc đến yêu vương mới của yêu tộc, dẫn đến sự chú ý của Diệp Phàm. Hắn mau chóng đuổi theo, Đoạn Đức nhìn khờ khờ vậy thôi chứ đang dẫn Diệp Phàm vào bẫy nữa nhé.
hắn dụ Diệp Phàm đi vào trận pháp của Yên Hà, muốn để Diệp Phàm phá trận, đoạt bảo. Diệp Phàm cực khổ né tránh các tia lửa đan xem, chúng không ngừng sinh sôi, lại cứng như kim loại, thanh niên không ngừng lục lọi kiến thức, phân tích dữ liệu các kiểu con đà điểu, cuối cùng Diệp Phàm cũng tìm được mắt trận, một quyền phá vỡ. Dưới dòng suối xuất hiện một cục đá óng ánh lửa vàng, Diệp Phàm giơ tay định thu lấy thì ôi thôi anh béo Thất Đức lại xuất hiện, lại hớt tay trên của thằng nhỏ, rồi mau chóng bỏ chạy, để lại Diệp Phàm ngơ ngác, lại bị người của Yên Hà đuổi đến, đánh không kịp trở tay mà. Trưởng lão của Yên Hà vừa nhìn thấy Diệp Phàm có chút kinh ngạc, ngươi là Diệp Phàm, chẳng phải thánh thể hoang cổ không thể đạt tới thần kiều sao, ngươi lại có thể tu luyện. Diệp Phàm vẻ mặt em là con nai vàng ngơ ngác, gì mà Diệp Phàm, tôi tên Đoạn Đức nha, hơn nữa bảo bối là do tên đạo sĩ mập kia lấy đi, không đuổi theo mà chặn đường tôi làm gì. Trưởng lão Yên Hà suy nghĩ một lát vẫn quyết định ra tay bắt lấy Diệp Phàm trước. Đoạn Đức ở một bên quan sát, lừa đảo nhưng vẫn có tâm, muốn quan sát tình trạng của đồng đội, nào ngờ sơ sờ lại không thấy cục đá kia đâu. Tên tiểu tử này lại trộm được từ người của ta, thôi dứt khoát quay lại cứu hắn vậy. Diệp Phàm cũng không che giấu, lấy ra cục đá kia, muốn dùng nó đe dọa Đoạn Đức để hỏi một chút thông tin. Diệp Phàm hỏi về yêu vương mới nhưng Đoạn Đức lại giả điên, đã thế thì, bảo bối này là gì, tại sao Yên Hà lại xem trọng như vậy? Đoạn Đức từ tốn giải thích, đây là một vật từ viễn cổ, có chứa một tia thần lực của thánh địa giao trì phía Bắc, khà khà. Đúng là thứ mà Diệp Phàm ta đang cần, vậy làm sao đi về phía Bắc? Đoạn Đức có chút không nhẫn nại, nhưng vẫn phải cam chịu, một lần di chuyển nửa Đông Hoang. Ngoài các thế gia và mấy thánh địa ra thì chỉ có Thái Thượng Môn có thể làm được điều này. Vừa dứt lời Đoạn Đức cũng giơ tay chụp lấy cục đá kia. Hắn bắt đầu nghi ngờ, Diệp Phàm tiến bộ tu vi nhanh đến vậy, chẳng lẽ lục đồng kia vẫn ở trong người hắn? Đoạn Đức dùng linh lực tra xét ký ức của Diệp Phàm, nhưng Diệp Phàm từ khi ăn thần quả và tu luyện trong cấm địa, hiện tại cũng đã mở được tâm nhãn, nào có dễ bị thao túng như vậy, để anh đây tạo ra một câu chuyện cho sống động nhé. Diệp Phàm giả vờ để Đoạn Đức tra xét, sau đó tạo ra hình ảnh lục đồng bị lão nhân xúc địa thành thốn lấy đi mất. Đoạn Đức không chút nghi ngờ, chỉ là lão nhân kia hắn từng biết đến, là một cao thủ đã sống 6.000 năm. Tuy khùng khùng điên điên nhưng hắn cũng không phải đối thủ, lục đồng kia khó mà lấy lại rồi, thật là đáng hận mà. Bảo bối đã lấy được rồi, thôi cứ để tiểu tử này ở lại đón Yên Hà tiếp vậy, Đoạn Đức gian manh chạy trước. Diệp Phàm nhíu mày, tên béo chết tiệt này. Diệp Phàm mau chóng đuổi theo Đoạn Đức thì cười đầy xảo trá, không lẽ lại đang bày trò lừa Diệp Phàm sao? Quả nhiên, đuổi theo một lúc Diệp Phàm đã bước vào một cánh rừng đào, Đoạn Đức ngồi trên một cành cây ở phía xa, không ngừng suýt xoa. Khi Diệp Phàm tiến tới, trời đất quỷ thần ơi, tên này Thất Đức mà còn mê sắc nữa sao, lại xem trộm con gái tắm. Đoạn Đức dùng linh lực kéo Diệp Phàm cùng lên xem, tưởng là anh tốt lành nhưng không, ngay lúc bị các cô nàng phát hiện, hắn đã bỏ chạy từ lúc nào, còn Diệp Phàm thì vẫn đang thất thần, là cô ta, Tần Giao, khi hoàn hồn lại thì ôi thôi, tên béo kia lại chơi mình đây mà. Diệp Phàm định bỏ chạy thì đã bị các cô gái kia mau chóng vây lại, thấy anh đẹp trai là nhào vào trêu gạo, làm Diệp Phàm rén ngang, vốn nhát gái thì chớ, tên béo chết tiệt, hại chết ta mà. Tần Giao tiến đến, Diệp Phàm vội hỏi về bàng bác, lúc này Đoạn Đức cũng quay lại, còn hào hứng hỏi Tần Giao về chất lượng của Diệp Phàm. Diệp Phàm thì chợt giác ngộ, thì ra tên béo Thất Đức kia đã đem bán hắn để đổi lấy tinh huyết yêu đế. Diệp Phàm thầm nhủ, hừ, rồi sẽ có một ngày ta quánh cho tên Thất Đức này từ mập thành gầy, hãy đợi đấy. Diệp Phàm đi theo Tần Giao, không thể bị động thế này, phải nghĩ cách trốn gì mới được. Thế là hai anh chị lao vào chiến, Tần Giao cũng có chút kinh ngạc. Diệp Phàm lại tiến bộ nhanh như vậy, mới đó đã đột phá thần kiều, nhưng bây giờ nàng đã là đạo cung cảnh giới, Diệp Phàm muốn trốn e là không dễ như vậy. Đang đánh nhau gay cấn thì Nhan Như Ngọc xuất hiện ngăn thế chiến của hai người, Diệp Phàm lại hỏi về bàng bác, dù đi đến đâu anh cũng không quên người yêu anh mà. Nhan Như Ngọc đưa một đạo hoa sen vào người Diệp Phàm, nàng tính toán để Diệp Phàm trở thành thánh khí. Nàng để Tần Giao đưa Diệp Phàm rời đi trước, còn mình bàn bạc với một lão cô bên cạnh, Diệp Phàm là thánh thể hoang cổ. Bàng bác lại từng ăn qua thần quả, nếu yêu vương thành công đoạt xá, rất có khả năng thành đế. Diệp Phàm dù đang rời đi nhưng vẫn nghe rõ mồn một, biết được ý đồ của yêu tộc, Diệp Phàm cũng thầm tính toán trong lòng. Đột nhiên Tần Giao dừng lại, nàng phong tỏa một khu vực, muốn ôn lại tình cũ hay gì dị bà. Thì ra là do ở nơi này không hề có phòng ốc, nên Tần Giao phong tỏa một khu vực để Diệp Phàm nghỉ ngơi ở đó. Diệp Phàm ngồi lên phiến đá trước mặt, nhưng trong lòng thì có chút e ngại. Tần Giao cũng không giấu giếm nói với Diệp Phàm về việc để hắn nuôi dưỡng thánh tâm trở thành thánh khí. Diệp Phàm nhớ lại khoảng khắc nhìn thấy thánh tâm, trái tim yêu đế, không khỏi có chút rung động. Nếu Diệp Phàm đồng ý nuôi dưỡng thánh tâm cũng sẽ nuôi dưỡng cơ thể hắn, có thể đột phá thánh đế. Tần Giao vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh Diệp Phàm, còn chọc ghẹo hắn lúc ở bên hồ, sức sống cuồn cuộn, thánh tâm dù sao cũng đã bị phong ấn, sẽ không thể làm hại Diệp Phàm. Tần Giao cố gắng thuyết phục hắn, nếu hắn thành công, Nhan Như Ngọc rất có thể sẽ lấy hắn, cả hai cùng luyện công pháp vô thượng, nghĩ đầu nghĩ đuôi thì mọi thứ đều rất có lợi cho Diệp Phàm à nha. Nhưng đâu ai biết rằng anh tôi đang thầm sợ hãi trong lòng, sao mà giống Đường Tăng ở Nữ Nhi Quốc vậy trời,
muốn bắt rể hắn sao? Hắn chưa có lý tưởng cao vời vợi đó đâu mà. Tần Dao cảm thấy thuyết phục không có hiệu quả, có chút tức giận nhưng vẫn kiềm chế, còn chạm tay lên người Diệp Phàm, làm anh té khỏi phiến đá cũng không dám nhúc nhích. Bộ dạng tấu hài này của anh khiến Tần Dao không khỏi mỉm cười. Hôm sau, Tần Dao đến đưa Diệp Phàm đến gặp Nhan Như Ngọc, còn nói dối anh là dắt anh đi gặp người yêu Bàng Bác, làm anh vô cùng hăng hái. Nhưng Diệp Phàm đến nơi thấy có chút không đúng, lập tức bỏ chạy. Lão bà bên cạnh Nhan Như Ngọc cũng phản ứng rất nhanh, vội đuổi theo hắn, cả hai chiêu đối chiêu, cuối cùng Diệp Phàm vẫn bị các sợi xích của Nhan Như Ngọc cuốn lấy. Trái tim yêu đế từ dưới nước xuất hiện, Diệp Phàm liên tục năn nỉ, một tiếng Nhan tiên tử, hai tiếng Nhan tiên tử, bà thấy ổn quá, dứt quá phong ấn cái mỏ hỗn của Diệp Phàm luôn. Nhan Như Ngọc dùng linh lực mở khổ hải của Diệp Phàm, muốn đưa trái tim yêu đế vào trong, nhưng kỳ lạ, nàng dùng hết sức vẫn không thể mở, chỉ đành dùng thánh binh yêu khí vậy, cuối cùng cũng mở được. Khi khổ hải của Diệp Phàm mở ra, ai nấy đều vui mừng, là kim sắc, khổ hải của Diệp Phàm quả không tầm thường. Nhưng Diệp Phàm đã sẵn sàng đuổi thánh tâm ra ngoài, hắn ở trong khổ hải, dùng tất cả sức lực, còn được Lục Đồng cộng hưởng, một quyền đánh bay thánh tâm ra ngoài. Nhan Như Ngọc và Tần Dao cũng bất lực với hắn, chỉ đành để hắn quay về tiếp tục nghỉ ngơi. Diệp Phàm định thần, điều dưỡng thương thế, đột nhiên hắn xuất hiện ở một cảnh quang khác, còn nghe thấy tiếng của Bàng Bác. Hắn quay lại, phía sau từ lúc nào đã xuất hiện một chiếc quan tài, bên trong là hình ảnh của Bàng Bác. Cứ ngỡ là gặp lại người yêu Bàng Bác, Diệp Phàm vui mừng chạy về phía quan tài, nhưng chợt khựng lại vì vẻ mặt Bàng Bác vừa thoáng qua có chút gian xảo. Bàng Bác không phải là người như vậy, ngươi không phải Bàng Bác, giả mạo người yêu anh sao? Nhân ảnh Bàng Bác kia không hề né tránh, cười lớn, dần tan biến thành một mảng màu đỏ, đưa Diệp Phàm đến các khung cảnh mà hắn đã từng trải qua. Từ lúc bị dịch chuyển đến cấm địa, lời hứa với Bàng Bác cùng nhau tìm cách trở về nhà, còn có tình cảnh gặp lại các bạn học khác, tình cảnh chia cắt với Bàng Bác tại mộ yêu đế. Bên tai Diệp Phàm luôn văng vẳng câu hỏi, con đường tu hành của hắn là gì, con đường của hắn ư, hắn chỉ muốn bảo vệ những thứ mà hắn quan tâm. Dù cho có gặp khó khăn, dù cho có bị bạn bè nghi ngờ, dù cho liên tục rơi vào ranh giới sống chết, hắn cũng không thay đổi, nhất định sẽ trụ vững. Diệp Phàm nhìn hình ảnh Bàng Bác trước mặt, IQ của anh lúc này đã phát huy, anh đã hiểu, hình ảnh trước mặt kia chính là do trái tim yêu đế tạo ra. Diệp Phàm tung quyền đấm vào quan tài, quả nhiên trái tim yêu đế đã xuất hiện, nó lập tức tiến vào khổ hải của Diệp Phàm, nếu đã không thể tránh vậy hắn sẽ hấp thu nó. Nhưng khi đó chắc chắn hắn sẽ bị ảnh hưởng, như vậy tuyệt không phải là đạo mà hắn muốn, nhưng hắn có Lục Đồng trấn thủ khổ hải, có lẽ sẽ giúp hắn áp chế được trái tim yêu đế. Nếu như hắn có thể rút vài giọt máu yêu đế để luyện hóa thì sẽ đem đến chỗ tốt như thế nào đây? Thanh niên nghĩ là làm, vừa dùng chiếc đỉnh vừa dùng Lục Đồng muốn rút máu yêu đế ra. Nhan Như Ngọc và Tần Dao đã xuất hiện gần đó từ lúc nào, nàng cũng không ngờ thật sự thành công, nhanh như vậy mà trái tim yêu đế đã bắt đầu nuôi dưỡng thân thể Diệp Phàm. Diệp Phàm lúc này cũng mở mắt, hắn tiến lại gần Nhan Như Ngọc, đề nghị gặp Bàng Bác, còn nắm lấy tay cô hỏi cô thật sự sẽ gả cho hắn sao. Bà Nhan Như Ngọc mặt lạnh như tiền, trực tiếp hất bay anh, đập thẳng vào vách núi, còn bị đá vỡ đè lên. Mốt đừng ham hố vậy nha anh giai, tuổi trẻ chưa trải sự đời mà. Hôm sau, Diệp Phàm tiếp tục tìm cách luyện hóa máu từ trái tim yêu đế, hắn dùng đỉnh phong ấn thần lực của trái tim kia, cứ như vậy, hắn đã thành công trấn áp nó. Lúc này, Tần Dao đến nói hắn sắp xếp chuẩn bị rời đi, nàng nhìn cơ thể Diệp Phàm, rõ ràng đang dần có biến đổi, vậy mà trước kia còn nói là nàng hại hắn, thiệt thòi quá mà. Nàng còn bắt đền, Diệp Phàm sau nhiều lần bị Tần Dao trêu gạo, đã bớt e thẹn rồi nha. Anh trực tiếp nói sẽ dùng thân báo đáp làm bà Tần Dao hú hồn chim én, lập tức chuyển chủ đề. Yêu tộc sẽ nhanh chóng rời khỏi đây, cơ gia đang truy vết thánh binh, sẽ sớm đuổi đến. Không chỉ thế, cơ gia xuất hiện một thần thể hiếm thấy, hiện tại tu vi đã thành, nên muốn dùng yêu tộc để tập luyện. Đột nhiên ở phía xa truyền đến tiếng huyên náo, là cơ gia, bọn chúng đã bắt đầu tấn công rồi. Tần Dao và Diệp Phàm vội chạy đến phía ngoài. Nhân mã yêu tộc đang cố gắng duy trì trận pháp bảo vệ, người cơ gia không ngừng tấn công, dù Tần Dao đã ra tay cũng không ngăn cản được. Sau khi trận pháp bị phá vỡ, Nhan Như Ngọc cũng chạy đến, nàng tạo ra một lối hư không, muốn đưa yêu tộc trốn đi, nhưng lại bị cao thủ cơ gia đánh vỡ, tình thế vô cùng nguy hiểm. Thân thể của cơ gia quả nhiên đã đến, hắn là Cơ Hạo Nguyệt, hắn không chút khách khí nói mình đến khiêu chiến yêu tộc, muốn đoạt thanh đế binh của thanh yêu đế, rồi có coi bà Nhan Như Ngọc ra cái đinh gì không ba. Nói qua nói lại, vì khứ Cơ Hạo Nguyệt quá đáng ghét, nên một lão thân trong yêu tộc đã tiến lên tấn công. Cơ Hạo Nguyệt không chút dư thừa, lập tức thi triển Thượng Hải Thăng Minh Nguyệt. Đây là dị tượng thần thể của hắn, một sát chiêu thứ thiệt, dị tượng kia vừa bao trùm đến, lão thân yêu tộc đã tan thành bụi phấn. Người thường phải tu luyện 2-3 bí cảnh mới tạo được dị tượng luân hải, khứ này quả nhiên đáng sợ mà. Diệp Phàm có chút cảm thán, dị tượng trong luân hải của hắn có lẽ cũng có uy thế như vậy. Lúc này đột nhiên xuất hiện một vết nứt hư không, là thái thượng trưởng lão của cơ gia, lão đến để củng cố thanh thế cho Cơ Hạo Nguyệt đây mà, muốn dọa chết con người ta hay gì. Một lão thân khác của yêu tộc cũng muốn thử sức mạnh của Cơ Hạo Nguyệt. Nhưng chỉ có dị tượng mới có thể đối kháng dị tượng, lão lao lên như thế chắc khác nào tự tìm đường chết.
Một số đệ tử khác trong yêu tộc vì muốn giúp lão một tay cũng cùng lên, Nhan Như Ngọc nhận thấy nguy hiểm vội bảo bọn họ rút lui. Nhưng Cơ Hạo Nguyệt vẫn nhanh hơn một bước, hắn muốn bức Nhan Như Ngọc ra tay. Dưới sự yểm hộ của Nhan Như Ngọc, Tần Dao đưa Diệp Phàm cùng chiếc quan tài rời đi, nhưng các đệ tử khác của Cơ gia liên tục bao vây. Nhan Như Ngọc sợ chiếc quan tài bị ảnh hưởng, nàng mau chóng chạy đến, nàng cố gắng tranh thủ để bọn Tần Dao có thể thoát vòng. Đến nước này, nàng chỉ đành xuất ra Thanh Đế binh. Cơ Hạo Nguyệt, muốn Thanh Đế binh sao? Hãy tự đến mà lấy. Nhưng khứ này cũng đâu có dừa, Cơ Hạo Nguyệt mau chóng lấy ra đồ tổ gia truyền, cổ kính Cơ gia, cũng là một đế binh do hư không đại đế tạo ra. Hai món đế binh, rốt cuộc ai mạnh hơn? Cơ Hạo Nguyệt vừa điều khiển cổ kính vừa không ngừng khoe khoang thành tích của nó. Nhưng mà em tưởng chị chỉ có Thanh Đế binh thôi sao? Nhan Như Ngọc thay đổi thủ ấn, từng đạo hoa sen hình thành, là dị tượng của nàng. Khổ Hải trùng kim liên, bất cứ đệ tử Cơ gia nào bị quét trúng, thân thể đều mọc ra từng đóa sen rồi tan thành bụi phấn, chị đỉnh của chóp mà. Cơ Hạo Nguyệt cái mỏ hỗn vẫn không ngừng hoạt động, chê bai kim liên do Nhan Như Ngọc tạo ra. Thượng Hải Thăng Minh Nguyệt và Khổ Hải trùng kim liên va vào nhau, các tu sĩ bị quét trúng, bất kể là phe ai đều nhanh chóng bỏ mạng. Bọn Tần Dao, Diệp Phàm và quan tài cũng bị dư chấn phân tách. Tần Dao vội kéo Diệp Phàm rời đi, quan tài sẽ tự có cách, nàng bảo hắn không cần lo lắng. Nhan Như Ngọc đã giúp các nàng mở ra con đường máu, không thể nào để cô ấy phí công. Hứa Cơ Hạo Nguyệt dai như đỉa, mực lực đế binh nhưng cứ khoác lác là muốn chiến một trận sảng khoái với Nhan Như Ngọc, là đi khiêu chiến mà ăn gian dữ chưa ba. Hết hai dị tượng va chạm lại đến hai đạo đế binh sau va chạm, mỗi lần đều tạo ra kình lực vô cùng mạnh, chỉ tội cho con dân xem chiến xung quanh, tay Cơ Hạo Nguyệt lúc này đã run run. Nhan Như Ngọc tuy rằng không sức mẻ gì nhưng nàng biết Cơ Hạo Nguyệt không dễ chơi à nha, chưa kể bên cạnh còn có ba lão thái thượng trưởng lão như hổ rình mồi. Con dân yêu tộc sợ Nhan Như Ngọc gặp nguy hiểm, mau chóng khuyên nàng rời đi, nàng chính là hậu duệ của yêu đế, là hy vọng duy nhất của yêu tộc. Mặt khác, Tần Dao và Diệp Phàm chạy được một đoạn thì bị một bà tổ nãi nãi chặn đường, nàng là Cơ Tử Nguyệt, muội muội của Cơ Hạo Nguyệt, nàng tính tình đơn thuần, vì xem náo nhiệt mà tới. Nhưng Tần Dao lại vô cùng đề phòng, Cơ Tử Nguyệt trẻ như vậy đã biết hư không thuật, bà nội này không đơn giản, nàng ra hiệu với Diệp Phàm, chạy lại. Mà sao chạy kịp nữa, Tử Nguyệt biết hư không thuật, dễ dàng chặn cả hai lại. Nàng vô cùng tò mò, tại sao Diệp Phàm là người mà lại đi theo yêu tộc chứ? Diệp Phàm thật thà trả lời mình bị một tên béo thất đức gạt bán đến đây thì Tử Nguyệt lại không tin. Còn đòi khắc rùa khắc cóc lên mặt hắn để cảnh cáo, nhỏ này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Tần Dao nhân lúc Tử Nguyệt đến gần, bất ngờ phát động tấn công nhưng Tử Nguyệt cũng rất nhanh nhẹn, nàng vận dụng hư không thuật né tránh. Khi nàng còn đang hống hách thì Nhan Như Ngọc đã kịp tới, trưởng cho một trưởng dính chặt vào lòng đất, không chút thương hoa tiếc ngọc luôn nhé. Nhan Như Ngọc bảo Tần Dao theo mình rời đi, yêu tộc đang bị truy sát, Diệp Phàm tách ra sẽ an toàn hơn. Diệp Phàm lo lắng hỏi về tình hình của Bàng Bác, Nhan Như Ngọc bảo hắn Bàng Bác không sao, chỉ cần lần này hắn có thể sống, ngày sau chắc chắn sẽ gặp lại. Diệp Phàm lập tức ok con dê, sau đó cáo biệt Nhan Như Ngọc và Tần Dao, trước khi rời đi Tần Dao không quên nhắc nhở Cơ Rớt, bảo trọng nhé. Diệp Phàm gật đầu, hắn nhìn về phía xa, cảm ứng được người của Cơ gia đang đuổi đến, hắn lại nhìn Cơ Tử Nguyệt đang bị trọng thương, lần này chỉ đành bắt nàng làm con tin vậy. Cả hai lao xuống dòng nước, Cơ Tử Nguyệt tuổi trẻ chưa trải sự đời không ngừng la hét, nhưng nàng đã bị Diệp Phàm dùng đạo văn phong ấn, không thể thoát ra. Bỗng cả hai bị một mạch nước ngầm mạnh mẽ đẩy đi, Tử Nguyệt chỉ sợ bị đẩy tới hiểm địa. Nàng luôn miệng năn nỉ Diệp Phàm thả mình đi, nàng là muội muội của Cơ Hạo Nguyệt, chắc chắn khi ra ngoài sẽ bảo hắn bình an. Diệp Phàm biểu cảm kiểu con nai vàng ngơ ngác, quần nát bác thợ săn, chẳng những không thả người còn bắt Cơ Tử Nguyệt dùng bảo bối hối lộ hắn. Tử Nguyệt thì ba phần bất lực, bảy phần cũng như ba, ta nói nhiều khi thấy anh cũng gian manh, chỉ mỗi tội lúc gặp Đoạn Đức Béo là ngơ ngơ khỏi bàn. Khi Cơ Tử Nguyệt đưa bảo bối trên người cho Diệp Phàm, cả hai lại tiếp tục bị mạch nước ngầm đẩy đi. Tình thế nguy hiểm, Diệp Phàm nắm chặt tay Cơ Tử Nguyệt, bảo nàng hãy bám chắc mình, bắt cóc chứ bảo vệ dữ lắm à. Diệp Phàm và Cơ Tử Nguyệt nắm tay không rời, bị dòng xoáy cuốn vào bên trong một tòa điện. Tử Nguyệt dù sao cũng xuất thân thế gia, kiến thức sâu rộng, nàng vừa nhìn đã nhận ra. Đây là Thanh Đồng Tiên Điện, truyền thuyết nói rằng tòa điện này được tạo ra bởi thánh nhân, nhưng những người từng vào trong, dù cho lợi hại thế nào đều không thấy sống sót trở ra. Bỗng có một tiếng động phát ra từ phía sau, làm Tử Nguyệt giật hú hồn, cả hai quay lại tìm kiếm, phát hiện một xác ướp và càng ngày xuất hiện càng nhiều. Diệp Phàm thắc mắc, nếu đã không ai sống sót, sao thế nhân lại biết đến Thanh Đồng Tiên Điện chứ? Tử Nguyệt vội giải thích, vào thời kỳ Đông Hoang cực thịnh, một số cao thủ cái thế đã liên thủ mang một cái xác ra khỏi đồng điện. Nghe nói đó là xác của tiên nhân, sau đó bị thánh địa và thế gia hoang cổ chia đều, Cơ gia cũng được một cánh tay đó nha. Diệp Phàm cười trừ rồi bắt đầu tìm kiếm xung quanh, hy vọng có thể phát hiện lối ra. Tử Nguyệt nhân cơ hội này dụ Diệp Phàm mở cấm chế cho cô, cả hai hợp tác mới có cơ hội sống chứ. Diệp Phàm chẳng chút động tâm, quay đầu bỏ đi luôn, hôn như bà quê tôi có đầy nha, khiến Tử Nguyệt tức muốn chết, dứt khoát gọi Diệp Phàm bằng tiểu tặc cho bỏ ghét. Phía trước có một cánh cửa,
Diệp Phàm muốn tìm cách mở thông qua các xác ướp xung quanh, hơn nữa nếu những xác ướp này đều từng là cao thủ, trên người chắc chắn có pháp bảo, giờ này mà không nhanh tay hôi của thì đợi tới giờ nào nữa. Diệp Phàm phóng linh lực vào một xác ướp gần đó, xác ướp kia phát sáng một cái sau đó lập tức tiêu tán. Mà Sukarna cái là điều này đã kinh động đến tập đoàn xác ướp phía sau, xác ướp không ngừng tấn công đến. Diệp Phàm hối Tử Nguyệt cùng ngăn chặn, là phong ấn người ta rồi mà bắt người ta chặn xác ướp giữ chưa bà. Diệp Phàm còn thông minh hết nói đá một cái xác ướp vào chiếc chuông, tiếng chuông vang lên, càng thu hút nhiều xác ướp hơn nữa. Cứ đánh như vậy sớm muộn hai người cũng kiệt sức, Diệp Phàm bảo Tử Nguyệt lấy bảo bối ra đi, cô nàng thì kiểu bảo bối của người ta thì cướp mẹ rồi còn đòi lấy. Lấy bằng niềm tin hay gì cha, Diệp Phàm lúc này mới sực nhớ trước đó Tử Nguyệt đưa cho hắn một món đồ. Cứ nghĩ là nàng giỡn chơi thôi nhưng ai dè bảo bối thiệt nha, nó vừa xuất hiện đã tiêu diệt xác ướp hàng loạt, mấy xác ướp này tuổi gì với bảo bối của chị. Cùng lúc xác ướp biến mất, cánh cửa kia cũng được mở ra, Diệp Phàm lượm lấy món bảo bối kia thì nhìn thấy một nhân ảnh xuất hiện nhưng rất nhanh đã biến mất. Sau đó Tử Nguyệt xuất hiện, bà còn đang ca thán, tiên nhân tương lai, xinh đẹp thông minh như bà lại rơi vào cảnh chết sớm, thì Diệp Phàm đã lắc đầu quay đi. Ca cẩm dị thôi chứ thấy Diệp Phàm rời đi thì cũng nhanh cái chân chạy theo. Đằng trước cũng có rất nhiều xác ướp, Diệp Phàm nhìn dòng chữ bên cạnh một xác ướp, dám hỏi trời cao. Trên đời này có tiên không, Dương Dịch Chân, đây chẳng phải nhân vật tuyệt đỉnh Đông Hoang sao, không ngờ lại chết ở đây. Tử Nguyệt thì để ý đến hai xác ướp dựa đầu vào nhau, chẳng lẽ là một đôi tình nhân, Tử Nguyệt dùng tay chạm vào, hình ảnh của hai người kia trước lúc chết liền xuất hiện. Là người của Thánh Địa, vị sư muội kia muốn khuyên sư huynh của mình từ bỏ con đường thành tiên nhưng hắn lại không chịu, kết quả hai người tàn sát nhau mà chết. Tử Nguyệt đến bên một xác ướp khác, nhìn tín vật trên người, nàng lập tức nhận ra, đây là tổ tiên của Cơ gia, không ngờ cũng vì mưu cầu con đường thành tiên mà chết. Tử Nguyệt buồn rầu, không lẽ nàng và tiểu tặc này cũng sẽ chết ở đây, Diệp Phàm nhìn nàng, mà nói nghe tôi có tên, tôi tên Diệp Phàm ok, tiểu tặc gì trời. Tử Nguyệt cũng vui vẻ, đã sắp chết rồi cũng nên biết tên nhau chứ ha. Vậy là hành trình làm quen giới thiệu tên của hai anh chị đã hoàn tất, xung quanh không ngừng xảy ra địa chấn, từng đạo hỗn độn bay đến. Diệp Phàm ngơ ngác, hỗn độn là cái gì má? Tử Nguyệt uyên bác giải thích, tiên điện thời sơ khai có chứa hỗn độn diệt hồn nát xác, ta nói không uổng công ba má cho ăn học mà, cái gì bà cũng biết hết trơn. Diệp Phàm biết hỗn độn không có cách phá giải, nhanh cái chân lẹ cái tay kéo Tử Nguyệt rời đi, nhưng lục đồng của Diệp Phàm đột nhiên mất khống chế lao ra ngoài, nó đã tự mình cản lại khí hỗn độn. Tử Nguyệt tròn xoe mắt, lại thứ bảo bối gì nữa đây, thật lợi hại, chẳng đợi bà nhìn thêm, Diệp Phàm lo cất lục đồng đi liền. Khiến bà Tử Nguyệt thất vọng tràn trề, Diệp Phàm bắt đầu dụ liền, nói cho ta về cổ kính Cơ gia, thì ta sẽ nói cho cô biết thứ ban nãy là gì. Trời trời, thấy nhỏ vợ tương lai ngơ ngác là cứ gài người ta hoài, nhưng mà bà Tử Nguyệt còn lanh lợi lắm, đừng có mà mơ tưởng, hư không kính của Cơ gia không truyền cho người ngoài nha. Cả hai tiếp tục tiến về phía trước, ánh sáng lấp lánh, chẳng lẽ phía sau thật sự có cơ duyên thành tiên. Thành tiên đâu chưa thấy chỉ thấy tứ phía chấn động, các xác ướp phía sau cũng bắt đầu di chuyển, từ trong ánh sáng kia xuất hiện một xác ướp mặc giáp, tự nhận mình là tiên, muốn tiêu diệt Diệp Phàm và Tử Nguyệt, vì dám có ý định lấy đi thần dược, hắn tạo ra cấm chế khiến cả hai đều không thể cử động. Diệp Phàm thầm nghĩ, tiên cái con khỉ, mạnh như yêu đế cũng chỉ còn lại một quả tim, phải tìm cách phá vỡ cấm chế mới được. Tử Nguyệt sợ hãi nịnh nọt thương lượng để xác ướp kia thả mình đi, Diệp Phàm kế bên thì dặm mắm thêm muối, nói lão không phải tiên, rõ ràng là xác chết tràn ngập tử khí, lại còn bị nhốt ở đây, là tiên mà mạnh dữ chưa, lời nói của Diệp Phàm đã chọc thật sự nổi giận. Rất nhanh xác ướp kia đã lao đến, Diệp Phàm liền phóng đạo kinh ra, cấm chế lập tức được hóa giải, nhưng lúc này các xác ướp xung quanh đều đã phát động tấn công, mà còn dai như đỉa, đánh miết không chết. Diệp Phàm đưa pháp khí trưởng lão Cơ ra cho Tử Nguyệt, nói đây là pháp khí mình nhặt được, bảo nàng cầm chân đám này một lúc. Vì đánh hoài mà xác ướp vẫn không đai, liên tục hồi sinh sống dậy, đầu mối chắc chắn nằm ở tên xác ướp tự nhận là tiên pha cây kia, hắn sẽ đi giải quyết lão. Diệp Phàm và tên kia vừa tranh đấu vừa không quên đàm đạo về con đường thành tiên nữa nè, làm như bạn bè lâu năm đồ đó, nói thì dị thôi chứ vẫn ăn hành không trượt phát nào. Tử Nguyệt thấy Diệp Phàm bị thương, lập tức đến hỗ trợ, có vợ đến gần là tăng sức mạnh liền, Diệp Phàm nhanh chóng giải quyết lão, các xác ướp khác cũng bị đánh gục. Khi xác ướp tan biến, phía trước xuất hiện một cánh cửa, có hai cổng sinh và tử, bà Tử Nguyệt tâm hồn ngây thơ đòi chọn cửa sinh liền, chỉ có Diệp Phàm là đối lập với định nghĩa thông thường, chọn cửa tử. Anh trực tiếp đi vào, làm bà Tử Nguyệt cũng bất đắc dĩ theo sau, bà sợ hãi nép nép vào anh chồng, hai bên đường đi có rất nhiều đầu lâu, ma quỷ ở khắp mọi nơi mà. Bỗng nhiên từ dưới đất mọc lên rất nhiều cột trụ, không theo bất kỳ một quy luật nào. Diệp Phàm lại cầm tay vợ, bảo vệ nàng tiến về phía trước, ta nói trời có sập xuống cũng có anh đỡ mà, bà Tử Nguyệt nhìn Diệp Phàm đầy u mê. Cả hai đứng trước một cánh cửa lớn, bên trên là chữ tiên cổ bằng máu, nhìn đầy ma mị. Tử Nguyệt nhìn mà cảm thán, chẳng lẽ là máu của tiên lưu lại sao, nhìn còn mới như vậy. Xung quanh, tiếng âm thanh đại đạo vang lên, từng đạo quang mang màu vàng tản ra,
tất cả đã hấp dẫn Tử Nguyệt và Diệp Phàm đi về phía trước, giống như nghe tiếng gọi con tim vậy đó. Hai gương mặt khờ khạo, ngơ ngác bước đi, còn giơ tay vào hư không, mà không hề hay biết quanh thân Diệp Phàm đã bị quấn chặt. Khi Diệp Phàm mở mắt ra thì đã như bước vào một không gian khác, hắn cố gắng vùng vẫy khỏi những chiếc rễ quấn quanh mình nhưng đều vô dụng, sinh mệnh lực không ngừng bị hút đi. Đang tuyệt vọng muốn chết thì một chiếc nhẫn xuất hiện, phía sau là vô vàn lông vũ. Diệp Phàm nhìn theo hướng chiếc nhẫn, thấy một nhân ảnh nữ xinh đẹp bá khí xuất hiện. Nàng chỉ vung tay, một hành tinh liền bị phá hủy, sức mạnh vô song, từng mảnh vỡ của hành tinh kia như những quả cầu lửa rơi xuống, tấn công thành đồng tiên điện. Chiếc lư chính giữa lúc nãy hút lấy sinh mệnh của Diệp Phàm cũng bị đánh vỡ, mảnh vỡ lục đồng của Diệp Phàm chính là xuất thân từ đây, nó không ngừng chấn động, như đang cộng hưởng với những gì xảy ra. Diệp Phàm giật mình tỉnh lại, vừa rồi là huyễn cảnh sao, là lục đồng đã cứu hắn. Tử Nguyệt thì không may mắn như vậy, bà vẫn háo hức đi về phía trước, theo đuổi chân lý cuộc đời bà đó là. Diệp Phàm nhìn phía trước tràn đầy sát ý, nhanh cái chân lại kéo vợ ra liền, Tử Nguyệt lúc này mới lấy lại ý thức. Rồi là âm thanh đại đạo giữ chưa, nhân lúc này nghĩ cách rời khỏi đây lẹ lẹ, chứ không chắc toi sớm. Cánh cửa kia lại có biến hóa, âm thanh đại đạo tiếp tục vang lên, từng viên gạch được đẩy lui, phía sau hiện ra cánh cửa trúng rượu, xung quanh như tiên cảnh, chẳng lẽ bên trong có bí mật thần tiên. Tử Nguyệt lại bắt đầu lanh dụ Diệp Phàm dô trước dò đường, Diệp Phàm sau 77-49 lần bị lừa thì bây giờ anh khôn lắm nhé. Anh lùi lại vài bước, lady first này, phải nhường con gái trước chứ, mà mặt bà Tử Nguyệt thì cứ lì như trâu. Diệp Phàm ba phần bất lực, bảy phần cũng như ba với nhỏ này, thôi cho mượn cái nhẫn thanh đồng lúc nãy đi. Tử Nguyệt tưởng Diệp Phàm lại chấn lột đồ của bà, ừ, ta là tiên nhân đó nha. Diệp Phàm kiểu thôi thôi, bớt tự luyến dùng đi cô nương, chiếc nhẫn kia và nơi này dường như có quan hệ gì đó. Quả nhiên Tử Nguyệt vừa cầm ra, chiếc nhẫn đã sáng lên, soi sáng một vết nứt, đó có thể chính là lối thoát. Diệp Phàm còn biến thái kêu nhỏ ở lại thành tiên một mình, anh đi trước, làm nhỏ phải nịnh nọt, dô cùng thì phải ra cùng chớ, hi hi. Nói vậy thôi chứ anh vẫn ga lăng nắm tay vợ, cả hai vừa rời đi, cánh cửa tiên cảnh lúc nãy đã trở thành một nơi chết chóc và khép lại. Không ngờ thật sự có thể thông qua vết nứt chạy ra ngoài, nhưng chưa đi được bao lâu, đó có rất nhiều huyền hoàng tấn công đến. Diệp Phàm xuất chiếc đỉnh của hắn ra mới miễn cưỡng né tránh được, anh nắm chặt tay Tử Nguyệt. Cả hai nấp vào một góc nhỏ, Tử Nguyệt lại lanh, dụ thằng nhỏ đi lấy huyền hoàng cho cô, nguy hiểm như vậy mà bắt thằng nhỏ đi má. Tuy vậy nhưng Diệp Phàm cũng ham nha, huyền hoàng luyện khí thì đỉnh của đỉnh chứ chẳng đùa. Diệp Phàm còn đang không biết làm thế nào để lấy nó thì nó sắp chôn sống hai anh chị đến nơi, huyền hoàng xuất hiện ngày càng nhiều. Bỗng bà Tử Nguyệt nhảy lên vui mừng, là huyền hoàng mẫu khí, là tinh túy của huyền hoàng, hàng trăm nghìn thời đại cũng khó thấy một lần. Đột nhiên lục đồng của Diệp Phàm lao ra ngoài, thu lấy huyền hoàng mẫu khí kia, Diệp Phàm dùng đỉnh thử va chạm, ai dè vỡ miệng luôn, thằng nhỏ muốn khóc ròng mà, chuyến này chơi ngu quá rồi. Một chút xíu huyền hoàng mẫu khí đã có thể chấn nát đỉnh của hắn, may có lục đồng chấn áp, chứ không khổ hải của anh cũng ra đi rồi. Diệp Phàm tiếp tục nắm tay Tử Nguyệt bơi lên trên, nhưng bà còn đang tiếc nuối huyền hoàng khí. Hay là lấy thêm chút đi, mà bà cô ơi, lo cái mạng nhỏ dùm tôi trước đi, tham lam gì tầm này, chạy lẹ còn kịp. Cuối cùng cũng thấy lại ánh sáng mặt trời, Tử Nguyệt rón rén lùi lại, muốn thử phá cấm chế của Diệp Phàm, mà Sukana vẫn không được, tức xỉu bà mà, cấm chế chết tiệt gì đây không biết. Mà đợi đã, huyền hoàng mẫu khí nhập thể mà tiểu tử này chẳng bị sao, quái vật đầu thai hả ba. Diệp Phàm gian manh tiến lên chất vấn làm nhỏ sợ mém té xuống nước, hên mà hắn phản ứng nhanh, ôm lấy cô nàng. Tử Nguyệt cười trừ, dù sao cũng hoạn nạn có nhau rồi, hay là phá cấm chế cho ta, rồi cho ta ít huyền hoàng mẫu khí đi. Nghe đến đây là Diệp Phàm chẳng chút khách khí, trực tiếp quăng bả xuống, còn cóc đầu bả một cái đao điếng, hắn lấy ra giấy bút, bảo Tử Nguyệt viết lại hư không kinh, đổi lại hắn sẽ cho nàng huyền hoàng mẫu khí, anh tôi cũng khôn giữ chứ lị. Tử Nguyệt vốn cứng đầu, chẳng thèm viết, đột nhiên cơ thể Diệp Phàm có chút đau đớn, lẽ nào là huyền hoàng mẫu khí gây ra. Diệp Phàm làm cho Tử Nguyệt bất động, tập trung dung hòa mẫu khí, nếu không khổ hải của hắn sớm muộn cũng đi toi. Diệp Phàm cũng bắt đầu luyện một chiếc đỉnh mới, định mượn thánh tâm yêu đế giúp sức, nào ngờ nó lại hút hết huyền hoàng mẫu khí. Kha kha, chuyến này cảm ơn yêu đế đã giúp hắn giảm sức nặng của mẫu khí rồi, đỉnh dần thành hình. Tử Nguyệt nhìn mà kinh ngạc, thằng cha này lẽ nào cũng là thần thể như ca ca của nàng, ánh sáng vàng tỏa ra từ người Diệp Phàm. Còn có thần lực, Tử Nguyệt định lợi dụng nó mở đạo văn, ai dè bị quánh không trượt phát nào. Diệp Phàm thì vẫn đang tập trung luyện đỉnh, Diệp Thần hút máu yêu đế để dung hòa huyền hoàng mẫu khí, tuy hắn chưa thể hoàn toàn áp chế thánh tâm, nhưng đã có lục đồng ở đây thì lo gì. Mà chả hút nhiều quá làm thánh tâm cũng bỏ chạy mất dép, bà Tử Nguyệt trong họa có phúc, ăn hành xương xương nhưng thần lực cũng nhờ đó mà hồi phục được gần 10%. Tử Nguyệt cũng tình cờ phát hiện trong người Diệp Phàm có thánh tâm yêu đế, tiểu tử này khắp người toàn bảo bối. Bà phát động công kích tới Diệp Phàm, dám ăn hiếp bà như vậy, không đánh cho bầm dập sao thỏa được nỗi hận.
bà hồi phục có 10% mà mạnh mẽ giữ thần. Diệp Phàm chạy vòng vòng né tránh, mà thấy nhỏ đánh thiệt quá thôi anh cũng không nhịn nha. Diệp Phàm tung quyền đến, huyền hoàng mẫu khí bao phủ khắp tay Diệp Phàm khiến Tử Nguyệt cũng mắt chữ A mồm chữ A. Muốn biết không cô nương, dùng hư không kinh để đổi nè, Diệp Phàm quá trời là cơ hội rồi. Ổng còn trói bà lại, vẽ rùa lên mặt bà nữa chứ, bắt bà viết hư không kinh cho bằng được mà. Tử Nguyệt tỏ vẻ tội nghiệp, các trưởng lão trong tộc đã đặt tiên chú trong thần thức của nàng, nếu nàng để lộ hư không kinh ra ngoài sẽ tan thành cho bụi ngay. Bà còn khóc lóc thảm thiết nhưng Diệp Phàm chỉ giễu cợt, một chữ anh cũng không tin nha, diễn gì giả chân dị bà, tức muốn bể phổi mà. Diệp Phàm dùng cây bông nghịch cái chân bà nhột muốn khóc cha gọi mẹ, chỉ giỏi bắt nạt vợ chính là anh tôi đây. Cuối cùng bà chỉ đành thỏa hiệp viết ra. Diệp Phàm còn định hỏi các phần tiếp theo thì Tử Nguyệt đã ngủ thiếp đi, bị trói vậy mà nhỏ này cũng ngủ được nữa, nể thiệt mà. Bỗng trên trời có động tĩnh, Diệp Phàm lập tức chạy đi thăm dò. Thì ra chỉ là một chú chim, làm hú hồn chim én không à. Diệp Phàm nướng cho Tử Nguyệt một củ khoai, thương cô em này lắm chứ lị, nhỏ ăn ngấu nghiến nhưng vẫn cay cú, đừng tưởng dùng khoai lang nướng mà mua chuộc được chị. Chị sẽ không viết hư không thuật cho cưng nữa đâu. Diệp Phàm làm vẻ khổ não, nhỏ này giờ giết không được, thả cũng không xong, không lẽ nuôi nhỏ cả đời, đã dị còn ăn quá xá con bà bảy. Hay là hai đứa mình hòa thân, trở thành người một nhà, như vậy có thể tiếp tục học hư không kinh rồi, cơ gia cũng khó trách được cô. Thôi thôi ba ơi, khôn như ba dưới quê con đầy luôn á, Tử Nguyệt lắc đầu từ chối, hòa thân gì tầm này, bỗng con chim kia lại xuất hiện. Tử Nguyệt vừa nhìn thấy đã vội vàng bảo Diệp Phàm bắt nó, thấy nhỏ căng thẳng quá anh cũng làm theo, mà giật mãi bắt không được, đã thế anh tiễn mày lên đường luôn. Con chim kia là thú cưng đường tỷ của Tử Nguyệt, trên đó có ấn ký, nếu nó chết sẽ bị lộ ngay. Tử Nguyệt bảo Diệp Phàm mở cấm chế cho cô, nếu không lát nữa đường tỷ cô đuổi đến thì hai đứa khóc tiếng miên luôn. Diệp Phàm ngơ ngác, ủa chị em mà truy sát nhau là sao, làm con cháu thế ra không dễ mà, nhưng dù vậy Diệp Phàm cũng không dám mạo hiểm. Mở cấm chế ra nhỡ bà Tử Nguyệt quánh thì đỡ không kịp, dù sao tu vi của Tử Nguyệt cũng cao hơn hắn rất nhiều. Trong lúc hai đứa tranh cãi thì Cơ Hà, thuộc hạ đường tỷ của cô đã đến, cảnh giới bỉ ngạn. Tử Nguyệt thăm dò Bích Nguyệt đường tỷ có đến không, khi biết bà nội đó không có ở đây thì cũng thở phào nhẹ nhõm. Tử Nguyệt thúc giục Diệp Phàm mở cấm chế, nhưng Diệp Phàm vẫn lì như trâu, Cơ Hà cũng phát hiện ra điểm không đúng của Tử Nguyệt, còn chê cười Diệp Phàm. Tử Nguyệt cố ý thách thức ả ra tay làm ả có chút rén, quyết định phát động công kích từ xa cho chắc ăn, ai dè phát hiện bà Tử Nguyệt không ra tay được. Đều là Diệp Phàm nắm tay bà chạy đi, Cơ Hà Hà hào hứng đuổi bắt hao đứa, Diệp Phàm dụ ả xuống nước đi đến nơi có huyền hoàng khí, hắn muốn mượn huyền hoàng tấn công Cơ Hà. Tử Nguyệt dụ ả đến gần, Diệp Phàm tung quyền làm huyền hoàng chấn động tràn lên bao vây lấy ả, tưởng ả tèo luôn rồi nhưng mạng lớn, trong tay ả có thần quang thuẫn phủ. Ả còn đang khoe khoang thì đã bị Diệp Phàm chớp thời cơ cho ăn một cú đấm thần sầu, khổ hải của ả lập tức vỡ nát, khi Cơ Hà còn đang muốn đồng quy vô tận. Tự bạo thì Diệp Phàm nhanh tay cho thêm một quyền nữa, tiễn bà đi hóa kiếp luôn, huyền hoàng mẫu khí đã giúp cho cú đấm của Diệp Phàm trở nên vô cùng mạnh mẽ. Tử Nguyệt lém lỉnh đi về phía trước, cấm chế của Diệp Phàm liền bị thần quang thuẫn phủ hóa giải, Diệp Phàm muốn chạy đi nhưng không còn kịp nữa. Tử Nguyệt đã trói hắn lại, giờ đổi ngược lại chị ăn hiếp anh nè, mấy ngày qua chăm sóc chị dữ quá mà, chị phải báo đáp chứ. Lại là chuyên mục trói vào cây cầm cây bút đòi vẽ rùa bọ các kiểu, Diệp Phàm liên tục cười trừ, còn Tử Nguyệt thì uy hiếp hắn chia huyền hoàng mẫu khí cho cô nàng. Nhưng Diệp Phàm vốn không thể khống chế nó, Tử Nguyệt tức lộn ruột cắn nát cái tay thằng nhỏ, quá trời hai anh chị này rồi. Tử Nguyệt vẫn chưa từ bỏ ý đồ bón hành cho anh trai Diệp Phàm, trò chơi rượt đuổi bắt đầu, mà Diệp Phàm dù cho có chạy cắm đầu cắm cổ vẫn bị hư không thuật của Tử Nguyệt vây khốn. Chạy đông chạy tây vẫn thấy cái mặt bà mà, chuyến này là bà nhất quyết đoạt cho được vạn vật mẫu khí của Diệp Phàm à nha. Mà cô nài nai, nó đâu có nghe lời em đâu mà sao em lấy ra đưa cho chị được, Diệp Phàm cũng thành khẩn lắm chứ lị. Nói nhẹ nhàng không được, Tử Nguyệt lại tấn công thằng nhỏ, quá trời là số khổ rồi, bà dai như điểm à. Diệp Phàm dứt khoát đứng lại, hắn đã từng cứu mạng Tử Nguyệt, không tin cô lại độc ác giết hắn, khà khà. Chuyến này thì anh tôi quyết định sáng suốt nha, Tử Nguyệt sao nữa, nhưng cô nàng sẽ không thả Diệp Phàm đi. Trên người hắn có nhiều bí mật như vậy, nhất định phải giữ bên mình để khám phá chớ, mà khám phá bí mật thôi chứ đừng khám phá sâu anh tôi à nha. Hơn nữa nhỡ Đường tỷ đến thì cũng có Diệp Phàm hỗ trợ, chỉ vì tranh truyền thừa đại đế cơ ra mà bà Đường tỷ này của Tử Nguyệt không từ thủ đoạn. Diệp Phàm lại nhân lúc này đòi bà dạy mình hư không thuật, như vậy mới đối phó với Đường tỷ được chứ. Tử Nguyệt thì vẫn chung thủy từ chối, tuy nhiên nàng có thể đưa hắn đến Thái Huyền môn, vẫn sẽ có cơ hội tu luyện thành đạo cung. Thái Huyền môn, cái tên quen dữ à, Diệp Phàm nhớ đến cha già Đoạn Đức, hắn từng nói với Diệp Phàm Thái Huyền môn nội tình vô cùng sâu, không đơn giản, biết đâu đó cũng là một cơ hội với hắn, còn chần chờ gì mà không đồng ý, ok đi nha. Thái độ của Diệp Phàm quá dứt khoát làm Tử Nguyệt cũng giật mình một nhịp, sau nay thằng cha này nay dễ dãi giữ trời, mà thôi kệ không đòi hư không thuật là được, đi. Thái Huyền môn vô cùng rộng lớn,
có 108 đỉnh truyền thừa, nội tại thật sự là một cổ pháp bí ẩn, dù là thánh địa hay thế gia cũng thèm chảy nước miếng à nha. Cả hai đứng trước cổng lớn Thái Huyền Môn, rất nhiều tu sĩ cũng như họ đến xin làm đệ tử. Diệp Phàm nhìn đông nhìn tây, nhìn về phía trước thì đậu xanh rau muống, nhỏ bồ cũ mình ở đây sao, nghiệp duyên mà. Tử Nguyệt ngây ngô kéo Diệp Phàm về phía trước, nói muốn báo danh. Lý Tiểu Mạn nhìn thấy Diệp Phàm cũng có chút bất ngờ, không nghĩ hắn lại có thể sống sót rời khỏi cấm địa. Biết Diệp Phàm muốn gia nhập Thái Huyền Môn, Lý Tiểu Mạn cũng không làm khó, kiểm tra tư chất như thường lệ, Tử Nguyệt và Diệp Phàm đều thông qua. Mà chưa kịp qua bài khảo hạch tiếp theo thì một thằng khứa ngứa đòn đi tới, hắn là Trần Phong, cảnh giới Bỉ Ngạn, người của Tinh Phong. Hắn thấy Lý Tiểu Mạn có vẻ thân thiết với Diệp Phàm thì bắt đầu ghen ăn tức ở, chặn Diệp Phàm lại muốn dạy Diệp Phàm một bài học. Tử Nguyệt nhìn mà chán ghét, nhưng vẫn để Diệp Phàm thử ứng phó, dù Trần Phong có công kích thế nào, Diệp Phàm vẫn né đủ. Hắn tức giận xuất ra truyền thừa của Tinh Phong, chơi lớn giữ ba nhưng đừng quên chị Tử Nguyệt chứ, Tử Nguyệt lao ra đón đỡ công kích kia. Màn giao đấu này nhanh chóng kinh động đến Từ Trưởng lão, tu vi tứ cực cảnh, Trần Phong lập tức đổ thừa do Diệp Phàm, Từ Trưởng lão tức giận cảnh cáo, nhưng vẫn cho phép cả hai tiếp tục tham gia khảo hạch. Tử Nguyệt đi trước một bước, tiến vào sân thí luyện, trước khi ngọn lửa tắt, vượt qua được cánh cửa kia xem như vượt qua, Từ Trưởng lão đích thân giám sát. Tử Nguyệt phải vượt qua một mê cung đá với các trụ đá không ngừng thay đổi vị trí, nhưng chị vẫn đi qua cái rạch, tiếp theo tới lượt Diệp Phàm, Tử Nguyệt còn cổ vũ anh nữa, yêu thương dữ rồi. Diệp Phàm lăn lộn tránh các trụ đá kia, đến trụ cuối cùng thì anh một quyền đập nát luôn, nhưng Từ Trưởng lão còn chưa dừng lại, rồi kiếp nạn 82 với ông già này mà. Tập 47 đến đây là hết, chúng ta hãy cùng đón xem tập tiếp theo vào tuần sau nhé. Hãy nhấn đăng ký, like để ủng hộ Hoa Trên Mây nha. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại. Ơn. Tiếp tục là chương trình chạy xúc quần, từ trụ đá này nhảy qua trụ đá khác, còn phải né tránh ngọn lửa kia, nhưng nó cứ bay qua bay lại quả thực quá đáng ghét. Thế này thì chừng nào mới đến được cửa đá, mình phải tạo cơ hội cho bản thân của mình thôi. Diệp Phàm dùng sức nắm hai trụ đá, kẹp đốm lửa kia vào giữa. Này thì bay bay, cho mày tắt luôn này, tưởng ngon cơm rồi ai dè lại nghe ong ong giọng của Từ Trưởng lão, ngọn lửa đã tắt, chưa vào cửa đá, thí luyện thất bại. Oh my god, dị mà anh tôi tài lanh dập lửa, là thi thố dữ chưa, quy tắc cũng không nắm nữa, chuyến này thi rớt thì trách ai bây giờ, trách mình thôi. Diệp Phàm lập tức bị ủn ra ngoài với chiếc thông báo chấn động, không thông qua, Trần Phong hả hê mỉa mai hắn là đồ ăn hại, bà Tử Nguyệt thì kiểu chấm ba chấm, ủa gì dị ba, dễ ạch mà, sao rớt. Diệp Phàm hướng về Trần Phong, nói hắn muốn thử lại một lần nữa, Trần Phong càng vui vẻ, muốn thử sao, OCE thôi, chết thì đừng trách. Hắn cho Diệp Phàm thêm một cơ hội, anh lại được tiến vào sân thí luyện. Từ Trưởng lão nhìn cũng ngán ngẩm, ra rồi chui rô chi nữa, muốn chết hay gì. Nhưng lúc này Diệp Phàm không còn che giấu thần lực của bản thân, từng đạo quang vàng tản ra, điều này đã làm cho Từ Trưởng lão thay đổi ý định. Hừ, chơi game lần hai rồi, giờ anh rảnh lắm nhé, không cho dập lửa chứ gì, vậy ta sẽ đập vỡ hết tất cả những thứ còn lại. Diệp Phàm bay đến đâu, quyền tung thẳng đến đó, các trụ đá đều lần lượt bị đánh nát, thông qua, khà khà, có thế chứ lị. Thế là cả Diệp Phàm và Tử Nguyệt đều đã thành công trở thành đệ tử của Thái Huyền Môn, tiếp theo sẽ là sự nghiệp lựa chọn đỉnh phong tham gia tu luyện. Tử Nguyệt liếc mắt nhìn Lý Tiểu Mạn rồi lại nhìn Diệp Phàm, "Ê ê, vị sư tỷ xinh đẹp kia ở Tinh Phong, ngươi lúc này không phải cũng muốn xách cái mông đến Tinh Phong đó chứ?" Diệp Phàm nhìn bà đầy chân thành, "Gái gú gì tầm này, đã theo cờ rớt đến đây thì cờ rớt đi đâu anh sẽ đi đó." Tử Nguyệt khúc này nhìn bình tĩnh dị thôi chứ chắc tim rung rinh dữ rồi, "Vậy thì cũng đi trước phòng thôi nào." Hai anh chị lang thang trên từng nẻo đường. Truyền thuyết kể rằng trước thời thượng cổ có một cổ kinh rất bí ẩn, ghi chép 9 loại bí thuật, sánh ngang với đạo kinh, hư không kinh, tiên điển. Nhưng 9 loại bí thuật này lại bị phân tách, lưu lạc nhân gian. Truyền thừa của Triết Phong chính là một trong 9 loại bí thuật đó, tên giai tự bí thuật. Cả hai tìm kiếm trưởng lão của Triết Phong nhưng xung quanh một mảnh hoang tàn, Tử Nguyệt còn đạp trúng chân của một ông lão là Lý Nhược Ngu. Còn tưởng hai đứa trẻ này muốn đi Tinh Phong nhưng lạc đường, lão nhiệt tình chỉ lối về cho hai đứa, mà đâu ngờ rằng hai đứa nhỏ này lại muốn bái vào Triết Phong của lão. Đúng lúc này có ba đệ tử của Tinh Phong đi ngang qua, biết có người muốn bái vào Triết Phong thì muốn nán lại xem kịch hay. Thấy Tử Nguyệt và Diệp Phàm nhiệt huyết như thế, Lý Nhược Ngu cũng có chút mềm lòng, quyết định cho cả hai tham gia thí luyện. 500 năm trước, Triết Phong vô cùng hưng thịnh, nhưng phong chủ đời đó lại cùng Giao Quang Thái Thượng Trưởng lão đồng quy vô tận, dẫn đến truyền thừa đứt đoạn, từ đó Triết Phong cũng trở nên suy tàn. Lý Nhược Ngu thay đổi thủ ấn, phía trước dần xuất hiện thang trời 9 bậc, năm đó, đệ tử Thái Huyền Môn bước đến bậc 9 mới có tư cách tiến vào Triết Phong. Một thời huy hoàng nay còn đâu. Thiệt ra Lý Nhược Ngu đã chấp nhận cả hai, dù cho không bước lên thang trời, nhưng Tử Nguyệt không muốn để bọn Tinh Phong xem thường, nàng tiến về bậc thang đầu tiên. Mỗi bậc thang đều sẽ có thử thách, phá được một bậc thì mới có thể lên tiếp. Tử Nguyệt quan sát xung quanh, trên trời dần xuất hiện rất nhiều quạ tấn công cô. Tử Nguyệt nhanh nhẹn tránh né, rất nhanh đã tới bậc 3, lúc này ngoài quạ thì còn xuất hiện cả tia lôi và mũi tên băng, Tử Nguyệt đang muốn nhảy vượt bậc, trực tiếp từ 3 lên 8,
nhưng nàng có thể chịu đựng sức mạnh của các bậc dồn lại không? Đàn quạ ngày càng điên cuồng, Diệp Phàm nhìn cũng có chút lo lắng. Nhỏ này được không dị trời, mà tôi thấy đang bất ổn dữ nha. Tử Nguyệt bị dí chạy cùng, đàn quạ còn hình thành lốc xoáy, hàng vạn tia băng bắn ra. Tử Nguyệt dưới sự tấn công dồn dập đã bị té xuống, nhưng chị nhanh chóng tạo ra một tấm lưới đỡ lấy mình rồi bật lên lại. Lần này Tử Nguyệt đã phát hiện, đám quạ này không phải vật sống, chỉ là tạo vật của đạo văn và linh khí trời đất, thứ này vốn phải thuộc về nguyên linh thể của nàng. Tử Nguyệt thay đổi thủ ấn, bắt đầu hút lấy linh khí trời đất, lúc này không ngừng xuất hiện sấm sét, khiến Tử Nguyệt lại nảy ra một sáng kiến, dùng khí nguyên linh tụ sức mạnh sấm sét, để cho đám quạ này hóa thành bụi phấn luôn. Đàn quạ biến mất, cô nàng cứ ngỡ đành thành công lên được bậc cao nhất của thang trời, dân tình bên dưới cũng há hốc mồm, nhỏ này quái vật dữ thần, lại leo được cao như vậy. Lý Nhược Ngu chỉ thở dài, chưa xong nha mấy má, thang trời là hóa thân của đạo pháp Triết Phong, đại diện cho ba cảnh giới từ tứ cực đến tiên đài, thí sinh bước lên đây đều phải tham gia khảo hạch xem bản thân sau này có thể đạt tới cảnh giới nào. Lúc này, bậc thang mà Tử Nguyệt đang đứng bắt đầu chao đảo, muốn ủn chị xuống sao, chị nhất quyết không xuống xem làm gì được nhau. Bậc thang xoay ngang xoay dọc, lật úp lật ngược, nhưng Tử Nguyệt vẫn bám trụ. Lý Nhược Ngu nhìn cũng tấm tắc, nếu Tử Nguyệt có thể ghép 9 bậc thang làm một, về sau chắc chắn có hy vọng lên tiên đài. Và thực tế là bà đang ghép thiệt luôn nha, Tử Nguyệt phát hiện đạo văn ở mỗi bậc thang, chúng thật sự có thể ghép làm một. Cô nàng xoáy khí đáp xuống, nhưng thang trời đã phát ra động tĩnh vô cùng lớn, thu hút hai vị trưởng lão tinh phong đến. Chuyến này bà Tử Nguyệt chơi hơi lớn rồi, kha kha, khi biết người bước lên thang trời là Tử Nguyệt, cả hai đã không ngần ngại mời cô về tinh phong, vì ở đó truyền thừa càng tốt hơn nơi này. Nhưng cô nàng đâu có muốn đi, Lý Nhược Ngu thì nhất quyết không can dự, khiến cô có chút khổ não, chỉ sợ càng nói càng dễ bại lộ thân phận. Cô nàng bèn kéo Diệp Phàm sang một bên thương lượng. Diệp Phàm thông minh cũng nhìn ra thế cục hiện tại, hơn nữa truyền thừa Triết Phong đã thất truyền 500 năm, hiện tại cũng không dễ xuất hiện như vậy. Hắn khuyên Tử Nguyệt qua tinh phong trước, hắn sẽ ở lại đây. Tử Nguyệt cũng đồng ý, chừng nào moi được cái truyền thừa Triết Phong thì nhớ gọi con nha bà. Lý Nhược Ngu muốn để Diệp Phàm cùng đến tinh phong, ông già quá báo thằng nhỏ rồi, thằng nhỏ muốn đi giữ trưa. Tên Dương sư huynh tinh phong nhìn Diệp Phàm chẳng chút thuận mắt, lập tức đề nghị thử tài thằng nhỏ. Diệp Phàm cố ý tỏ ra yếu thế, linh lực thấp kém thì chắc chắn tinh phong sẽ không thèm hắn. Chỉ có Lý Nhược Ngu vừa nhìn đã hiểu, thằng nhỏ này còn giấu người nữa, thôi đã vậy thì để hắn ở lại vậy. Tử Nguyệt lúc này mới yên tâm cùng hai lão già tinh phong rời đi. Diệp Phàm cùng Lý Nhược Ngu quay về, nhưng lão lại không dạy gì cho hắn, thằng nhỏ liền bày ra thịt nướng các kiểu, muốn thu phục cái bao tử của Lý Nhược Ngu trước đây mà. Lão cũng thèm chảy nước miếng nhưng vẫn cố gắng kiềm chế. Diệp Phàm cũng chẳng rửa, không ngừng quạt mùi thơm về phía lão. Ta nói lão hít hà mùi thơm mà chắc trong lòng cũng rủa Diệp Phàm dữ lắm. Đúng lúc này, hai tên đệ tử tinh phong xông đến, không ngừng chỉ trích Diệp Phàm thô tục, hai cái thằng này đúng là thiếu đòn hả mày. Diệp Phàm xin phép Lý Nhược Ngu để mình xử lý hai tên kia, cái tội đột nhập Triết Phong trái phép, còn mỏ hỗn, Lý Nhược Ngu cũng lơ lơ. Thế là anh Diệp Phàm ra tay bón hành cho cả hai, lúc này dù có hối hận cũng không chạy kịp nữa, đậu xanh rau muống, tên này lúc trước yếu như sên, bây giờ sao lại mạnh như vậy. Lý Nhược Ngu thấy lúc này mới đứng lên, hai tên đệ tử kia lập tức cung kính thông báo về cuộc tỉ thí giữa các phong vào 3 tháng sau rồi ôm cục tức rời đi. Món thịt nướng của Diệp Phàm đã thành công mua chuộc Lý Nhược Ngu, lão ăn vô cùng ngon miệng. Diệp Phàm nhân lúc này hỏi về vị trí của vực môn nhưng Lý Nhược Ngu chẳng buồn để tâm. Là mua chuộc giữ trưa, ăn no rồi thì giờ phải làm một giấc thôi, lão để thằng nhỏ đừng ngơ ngác bên cạnh. Lúc này có vài con quạ bay qua, Diệp Phàm định bắt lấy làm xiên cánh nướng, mải dí theo, Diệp Phàm đã đến tận hang ổ của chúng. Bên trong có một chiếc cung nát và vài mũi tên, nát thế này thì chắc làm củi đốt thôi, Diệp Phàm thu lấy. Định quay về thì nghe ong ong, lại một thằng khứa tinh phong ngứa đòn đang muốn trả thù cho hai tên bị Diệp Phàm đánh trước đó. Tên đệ tử tinh phong cao ngạo đứng ở giữa không trung tấn công Diệp Phàm, nhưng một quyền của anh đã đánh nát hết mấy viên đá do tên kia phóng đến, anh còn bay thẳng ra từ trong cát bụi, tặng hắn một quyền tiễn về tinh phong, này thì xâm phạm Triết Phong của anh. Lý Nhược Ngu đang ngủ cũng phải hưởng ứng, đứa nào xâm phạm Triết Phong, đánh. Diệp Phàm hớn hở chạy đến, hỏi lão cách ứng phó vì tinh phong nhất định sẽ quay lại trả thù. Lão chỉ Diệp Phàm hãy dùng bộ cung tên mà hắn vừa tìm được, đó là Triết Cung, nhiều năm trước lão tìm được nó nhưng chưa từng sử dụng, không ngờ lại bị Diệp Phàm một lần nữa tìm thấy, đây có lẽ chính là số mệnh. Diệp Phàm còn đang hoang mang nát vậy có dùng được không ba thì một đám đông đệ tử tinh phong đã kéo đến. Diệp Phàm lên tiếng ngăn cản mà cả đám vẫn lì như trâu, anh liền cầm mũi tên lắp vào cây cung nát kia, không ngờ Triết Cung và mũi tên liền phát sáng, 9 con quạ lần lượt dung hòa với mũi tên. Tên còn chưa bắn mà đã có từng luồng quang mang màu xanh tản ra xung quanh, tạo nên sức áp bức đáng sợ, bọn đệ tử tinh phong sợ hãi chao đảo. Hai vị trưởng lão tinh phong vội vàng lên tiếng xin Lý Nhược Ngu hạ thủ lưu tình, Diệp Phàm mới dừng tay, Triết Cung từng biến mất với truyền thừa, nay lại xuất hiện, truyền thừa tái xuất có hy vọng à nha. Diệp Phàm đưa lại cây cung cho Lý Nhược Ngu, không ngờ Lý Nhược Ngu lại đốt cháy nó, cây cung cháy đỏ rực bay về phía thang trời. Cung này là chìa khóa của Triết Phong, nó không chừng có thể giúp truyền thừa tái xuất. Cây cung cháy rụi lại phát sáng,
các bậc thang trời cũng nối liền lại. Diệp Phàm tìm được cây này, có lẽ đã đến lúc truyền thừa xuất hiện. Lý Nhược Ngu ngồi xuống, ông sẽ bế quan. Ông bảo nếu mình chết ở đây thì Diệp Phàm có thể rời đi. Ông còn đưa cho Diệp Phàm quyển ghi chép tâm đắc cả đời của mình. Nó đã giúp Diệp Phàm hiểu được rất nhiều thứ. Đang không có ai dạy thì nay như chết đuối vớ được cọc, quá may mà. Vì cảm ơn Lý Nhược Ngu, Diệp Phàm ngày ngày giúp ông hộ pháp, không quản nắng mưa, cùng ông đồng hành. Lý Nhược Ngu hy vọng Diệp Phàm sẽ sửa sang lại Tuyết Phong, nên thằng nhỏ cũng hào hứng đi nhổ cỏ các kiểu. Đang mệt muốn chết thì có mấy khứa tinh phong đến gây chuyện. Diệp Phàm liền nảy ra sáng kiến, lừa mấy khứa này tỉ thí, ai thua thì phải để người thắng sai khiến. Cả đám đệ tử tinh phong nhào đến, cuối cùng bại thảm hại, tất cả đều bị bắt đi dọn dẹp. Diệp Phàm đang chỉ huy thì lại thấy một đám đệ tử cảnh giới mệnh tuyền đến, vẫn là một kết cục, lại trở thành người cho Diệp Phàm sai vặt. Thằng nhỏ đang ngồi hưởng thụ cảm giác làm chủ thì bỗng viên bồ đề bên trong người hắn phát sáng, bồ đề ngộ đạo, truyền thừa Tuyết Phong xuất hiện sao? Diệp Phàm nhanh chân chạy về phía thang trời. Vừa đến nơi, Diệp Phàm đã thấy rất nhiều thiên địa đạo văn, Lý trưởng lão đã sớm ngồi đó lĩnh ngộ. Hạt bồ đề của Diệp Phàm không ngừng phát sáng, khí tức tự nhiên lưu chuyển, Tuyết Phong quả đúng như tên, là đạo của tự nhiên. Diệp Phàm bất ngờ cũng được dịch chuyển vào trung tâm thang trời, đột nhiên xuất hiện rất nhiều Diệp Phàm pha ke, liên tục tấn công đến, thằng nhỏ còn đang hoang mang thì Lý Nhược Ngu đã lên tiếng chỉ điểm. Nơi này là do đại đạo Tuyết Phong biến thành, lão và Diệp Phàm đều có cơ duyên được lĩnh ngộ, bên trong ẩn chứa bí thuật, nếu Diệp Phàm có thể vượt qua bản thân, ắt sẽ tu luyện thành công. Theo lời Lý Nhược Ngu nói, chẳng lẽ những Diệp Phàm pha ke này là đang thử thách hắn vượt qua bản thân, thôi cứ đánh đã rồi tính, mỗi lần một tên pha ke bị đánh bại, liền hiện ra một thiên địa đạo văn, các đạo văn này xếp lại gần nhau, chữ giai dần hiện ra. Diệp Phàm nhớ về lời của Tử Nguyệt, tiên thuật truyền thừa của Tuyết Phong là chữ giai trong một cửu bí cổ kinh, là cửu bí truyền thừa. Còn đang vui mừng thì lại một Diệp Phàm pha ke xuất hiện, nhưng tên này từ chiêu thức đến thần lực đều giống y với Diệp Phàm. Bên ngoài Tuyết Phong, các trưởng lão khác sau khi biết truyền thừa xuất hiện lập tức lựa chọn một số đệ tử trong phong của mình muốn đưa đến Tuyết Phong tu luyện. Lý Nhược Ngu nếu đã lĩnh ngộ được truyền thừa, tương lai đủ sánh với đại năng thượng cổ, chuyện tốt thế này sao bỏ qua được. Diệp Phàm bên này vẫn đang gian nan đối phó tên pha ke kia. Quánh cái kiểu nào hắn cũng làm theo ý đúc, ngay cả pháp bảo cũng giống thì đánh đấm kiểu gì. Đang thiểu não thì Lý Nhược Ngu lại như ông bụt hiện ra, chỉ điểm cho vài câu trừu tượng, ta là ta không phải ta, rồi tự lĩnh ngộ tiếp nha nhóc. Ủa là sao ông già, hu hu, Diệp Phàm vẫn còn đang ong ong cái não thì Lý Nhược Ngu lại lên tiếng, khai phóng tiềm năng, vượt qua bản thân. Cái câu này như khai sáng anh tui, Diệp Phàm không còn quyền đối quyền với tên kia nữa, mà luồn cánh tay chụp lấy người hắn, đạp cho một phát. Hắn cuối cũng đã biến thành đạo văn. Chữ giai hoàn chỉnh bay thẳng vào trán Diệp Phàm, truyền thừa Tuyết Phong thì ra huyền diệu đến như vậy. Lý Nhược Ngu lúc này cũng kinh ngạc phát hiện, Diệp Phàm là hoang cổ thánh thể, thằng nhóc này, nhưng Lý Nhược Ngu vốn không có ý xấu, đồng ý giữ bí mật cho Diệp Phàm. Còn dặn dò hắn giai tự bí muốn phát động cần có cơ duyên, sau này hắn còn cần phải nghiền ngẫm cho thấu suốt, lão cũng chính thức nhận Diệp Phàm là đệ tử Tuyết Phong. Hy vọng Diệp Phàm có thể phát triển Tuyết Phong ngày càng lớn mạnh, nhưng mà Diệp Phàm còn cần đến vực môn tìm người yêu bàng bác để hai đứa dắt tay nhau về nhà, không thể ở lại Tuyết Phong quá lâu. Lý Nhược Ngu cũng không muốn ép thằng nhỏ, hắn lúc nào cũng có thể rời đi, nhưng bí thuật kia tuyệt đối không thể truyền ra ngoài, ngay cả Tử Nguyệt cũng không được, Diệp Phàm gật đầu đồng ý. Hai thầy trò vừa đàm đạo xong thì Từ trưởng lão và các đệ tử phong khác đã kéo đến, Từ trưởng lão muốn để đám đệ tử của mình gia nhập Tuyết Phong khiến Lý Nhược Ngu cũng không biết làm sao. Trước đây đứa nào cũng không muốn tới đây, giờ thấy truyền thừa là nhào dô hà, thôi thì ngọn núi này chính là kinh thư, đứa nào có thể lĩnh ngộ trong nửa tháng thì lão sẽ đồng ý cho gia nhập Tuyết Phong, náo nhiệt thế này sao thiếu bà Tử Nguyệt được. Bà cũng vội vàng chạy đến, hy vọng Lý Nhược Ngu có thể dạy bí thuật cho mình. Tối đến, bà ủ rũ ngồi bên cạnh Diệp Phàm, Lý Nhược Ngu vậy mà lại phát hiện ra thân phận con cháu cơ gia của bà, nhất định không truyền dạy. Diệp Phàm đưa cho nhỏ củ khoai nướng an ủi, còn nói với nhỏ mình cũng không lĩnh ngộ được, quá trời anh tôi gian manh, mà ổng còn bồi thêm. Tuy không học được cửu bí, nhưng lại lĩnh ngộ được vài bí thuật đại đạo tự nhiên, nếu Tử Nguyệt muốn học thì hãy dùng hư không cổ kính để trao nổi khiến nhỏ tức xỉu. Nhưng bà cũng đâu dừa, Tử Nguyệt lấy tiểu mạn ra dụ Tiểu Phàm. Nếu Tiểu Phàm chỉ bí thuật cho bà thì bà sẽ ghép đôi cho Diệp Phàm và Tiểu Mạn, chứ Tiểu Mạn có nhiều người thích lắm à nha. Nhanh chân thì còn mà ta nói chậm chân chắc cũng còn nguyên ha ha, là Diệp Phàm đam mê người yêu cũ giữ chưa, mới nhắc Tiểu Mạn là nhỏ cũng xuất hiện. Tiểu Mạn khuyên Diệp Phàm rời đi, nếu không thân phận của hắn ắt sẽ có ngày bị bại lộ. Nói xong Tiểu Mạn định rời đi thì lại bị bà Tử Nguyệt chặn lại, còn chọc ghẹo con gái người ta. Thấy sợ bà Tử Nguyệt quá, Diệp Phàm cũng phải sàng qua kéo con nhỏ lại, nhưng bà vẫn cố chấp. Nếu Diệp Phàm không tuyển bí pháp cho bà thì bà sẽ tiếp tục chọc ghẹo Tiểu Mạn, giúp Diệp Phàm cua gái mà tính ra không có mượn luôn á. Trong lúc hai đứa thì thầm to nhỏ thì tới lượt Lý Tiểu Mạn ghen xương xương, hai người này thân thiết như thế, là mối quan hệ gì đây? Không nhịn được cũng phải đâm chọt vài câu, dù cho hai người có giao tình nặng như thế nào nhưng cuối cùng hắn cũng sẽ đi con đường của mình. Cho dù Tử Nguyệt có muốn gì thì cũng không thể cưỡng cầu, sao mà tôi nghe mùi lý do chia tay Diệp Phàm ngày xưa của bà này quá à?
Ba đứa đang rôm rả thì mấy khứa đệ tử Tinh Phong lại đến kiếm chuyện, một lúc xuất hiện hẳn 6 đứa, muốn tìm Diệp Phàm trả thù cho các đệ tử bị hắn đánh hôm trước. Lý Tiểu Mạn thấy tình hình hai bên căng đét, sợ Diệp Phàm lại bị ăn đòn nên vội vàng khuyên hắn xin lỗi, bà Tử Nguyệt thì hào hứng đứng ở một bên đợi xem kịch hay. Vip nể mặt Lý Tiểu Mạn, tên đệ tử Tinh Phong sẽ tha cho Diệp Phàm nếu hắn chịu xin lỗi, nhưng mà xin lỗi cái con khỉ nha, thích thì chiến, con kiến mà muốn làm tổ trên đầu anh sao? Mấy tên đệ tử Tinh Phong lập tức phát động công kích, nhưng kiếm vừa vung đến đã bị Diệp Phàm dùng tay không bẻ gãy, cả 6 tên cùng nhau kết trận. Diệp Phàm nhẹ nhàng bay lên, tay anh chạm đến đâu là vũ khí của bọn chúng bị tan nát đến đó, anh hết đấm rồi đá, xử đẹp từng tên. Khúc này là tôi trông chờ biểu cảm của bà Lý Tiểu Mạn, rồi là sợ anh bị đánh dữ chưa, anh không đánh người ta thì thôi nhé. Chỉ có Tử Nguyệt là ủng hộ anh hết mình, còn nhắc nhở anh quánh đông quánh tây, không tha cho một tên nào. Vừa giải quyết xong thì tên Trần Phong lại chạy đến, là tên hôm trước tại buổi tuyển chọn đệ tử không ngừng gây hấn với Diệp Phàm đây mà, Trần Phong tu vi bỉ ngạn chứ chẳng chơi. Tiểu Mạn lại tiếp tục bước lên nói giúp cho Diệp Phàm, nhưng Trần Phong há có thể bỏ qua, còn dõng dạc yêu cầu Diệp Phàm phế bỏ tay chân, dập đầu tạ tội. Diệp Phàm còn bá đạo hơn, muốn chặt gãy chân của Trần Phong, muốn dẫm lên đầu hắn, hai anh phát ngôn câu nào là muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đối diện câu đó. Chiến thôi chứ Trần chờ chi, Tử Nguyệt nhắc nhở Diệp Phàm tìm cơ hội cận chiến, cảnh giới bỉ ngạn mà tấn công từ xa không có lợi với hắn. Diệp Phàm dùng bộ pháp của lão điên, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với Trần Phong, Trần Phong cũng kinh ngạc với tốc độ của Diệp Phàm, hắn xuất ra ngọc bàn ngưng tạo từ sức mạnh tinh thần, Trần Phong nhanh chóng thay đổi thủ ấn, một màn mưa kiếm xuất hiện, nhưng lại bị nhục thân của Diệp Phàm đập vỡ, Trần Phong xuất ra ba món pháp bảo khác, mà cũng vô ích thôi, quăng cái nào đến là anh đập nát cái đó. Khí tức mà Diệp Phàm phát ra lúc này đã chính thức trở về tu vi thần kiều của anh, mấy đứa xem chiến đều mắt chữ A mồm chữ O. Trần Phong vẫn ánh mắt xem thường Diệp Phàm, dù sao hắn cũng là cảnh giới bỉ ngạn, nhưng còn chưa kịp định thần thì lại thấy Diệp Phàm sử dụng hư không thuật, còn có hư không đại thủ ấn, bà Tử Nguyệt mặt sắp nghịch ra tới nơi, rồi là viết cho có một đoạn nhỏ thôi mà tu luyện đại thành dữ chưa. Tên này không lẽ còn có thể tự suy luận tu hành, người ở cơ gia cũng cảm ứng được có khí tức của hư không thuật phát ra từ Thái Huyền môn. Bên phía Diệp Phàm, hư không thuật tuy làm bị thương Trần Phong nhưng cảnh giới bỉ ngạn lại có thể tự hồi phục, đậu xanh. Trần Phong lúc này đã triệt để tức giận, hắn thi triển Bắc Đầu Thất Tinh, từ bên trong 7 vòng tròn nhỏ kia, từng thanh kiếm phóng ra. Diệp Phàm liền nảy ra sáng kiến dùng bí thuật Chuyết Phong trấn áp, mà thi triển méo ra đồng bào ơi, bí thuật chữ giai lại khó nhằn như vậy. Chỉ đánh lao lên đập nát mấy cái vòng tròn kia, nhưng Bắc Đầu Thất Tinh do bản mệnh của Trần Phong hình thành, hắn không chết thì nó vẫn có thể được thi triển lại, quá trời là gai chấn rồi. Thất tinh của Trần Phong đã vây Diệp Phàm lại, xung quanh đều bị chặn, Trần Phong vô cùng đắc ý. Hắn dù sao cũng là đệ tử chân truyền Tinh Phong, tu vi lại cao hơn Diệp Phàm một bậc, Diệp Phàm có gì mà đòi đấu với hắn chứ. Lo chửi quá mà không thèm để ý đối thủ, Diệp Phàm sau nhiều lần cố gắng cuối cùng đã kích hoạt được giai tự bí. Khí tức của hắn lập tức tăng gấp mấy lần, muốn áp đảo anh sao, còn chưa đủ trình nha, Diệp Phàm tung quyền đến, đánh Trần Phong nằm bẹp dưới đất. Tử Nguyệt hí hửng mừng rỡ, Diệp Phàm quả nhiên đã học được bí thuật mà cô nói, Tiểu Mạn thì vẫn chưa hết lo lắng cho người yêu cũ, cô nàng sợ trưởng lão Tinh Phong đến, lại làm khó Diệp Phàm, khuyên hắn mau chạy đi, lúc này Tử Nguyệt mới bước lên, không sao, trưởng lão Tinh Phong mà đến, thì cô sẽ cùng Diệp Phàm gánh, đúng là người yêu cũ và người yêu mới khác nhau một trời mà. Nhưng chưa cần hai cô nàng ra mặt thì Lý Nhược Ngu đã bá đạo bước đến, muốn kiếm chuyện với Chuyết Phong sao, lão vẫn còn chưa chết à, hai lão già Tinh Phong vừa nhìn thấy Lý Nhược Ngu đã rén, chỉ đành dắt đệ tử quay về, Tử Nguyệt năn nỉ Lý trưởng lão dạy lại bí thuật cho mình, nhưng lão đã từ chối, lão sớm biết Tử Nguyệt là con cháu cơ gia. Lúc này đột nhiên Lý Nhược Ngu cảm ứng được có người đang trốn trong hư không bèn lên tiếng, người đến là Cơ Hoành, tiên đài cảnh, tổ gia gia của Tử Nguyệt, cô nàng nhanh chân chạy đi. Cơ Hoành muốn lĩnh giáo thử truyền thừa Chuyết Phong, Lý Nhược Ngu cũng kính lão một tiếng tiền bối, cả hai chiêu đối chiêu, đại hư không thuật của cơ gia quả nhiên thâm sâu khó lường. Tử Nguyệt trách Diệp Phàm, nếu không phải khứa này dùng hư không thuật, tổ gia gia sao có thể đánh hơi đến đây chứ? Còn chất vấn Diệp Phàm việc học được hư không thuật và cửu bí, mắng yêu dị thôi chứ nhỏ cũng sợ tổ gia gia tìm đến gây phiền phức cho Diệp Phàm, nên đã chủ động đi dánh lạc hướng lão, còn dặn dò Diệp Phàm đợi cô quay lại, nhưng vừa xoay mông thì anh giai đã muốn bỏ trốn trước, Diệp Phàm muốn tìm được vực môn để rời đi. Lang thang vài ngày, Diệp Phàm bất ngờ gặp được lão điên, thấy lão khóc lóc ỉ ôi, Diệp Phàm đã đến gần an ủi, nào ngờ lão lại bắt lấy tay hắn, liên tục gọi sư muội, trên người Diệp Phàm có khí tức sư muội của lão, chính là cô gái mà Diệp Phàm đã gặp ở cấm địa, thánh nữ Thiên Tuyền. Lão điên dùng thuật pháp của mình đã tái hiện lại cảnh ấy, tu vi của lão không biết đã đến cảnh giới nào, lại có thể ảo diệu như vậy, để trả ơn Diệp Phàm, lão đã để lại đạo văn bộ pháp hoàn chỉnh cho kẻ được miếng cơ duyên. Diệp Phàm bước vào con đường lão điên đã rời đi, phía trước hắn xuất hiện một kết giới, Diệp Phàm chỉ chạm tay, kết giới đã biến mất, trước mặt hắn xuất hiện một không gian khác. Lão điên đang ở vị trí trung tâm, lão thay đổi thủ ấn, một trận pháp được kích hoạt, nhưng rất nhanh đã bị người của Thái Huyền môn phát hiện, vực môn chính là cấm địa của bọn họ.
Lão Điên đang muốn phá vỡ Thái Huyền trận văn, trở về khu vực cấm địa, các trưởng lão Thái Huyền môn há có thể ngó lơ, đồng loạt ra tay. Diệp Phàm tuy ngơ ngác không hiểu gì, nhưng vẫn cố gắng bảo vệ Lão Điên, thế là anh giai cũng nằm trong diện tấn công, chạy xúc quần mà. Khi Lão Điên sắp thành công vượt hư không, lại bị các trưởng lão ngăn cản. Lão vẫn cố gắng lao vào, Diệp Phàm tuy có chút lưỡng lự nhưng vẫn quyết định chạy theo. Thằng nhỏ dáng nói vọng tới Lão Điên, quê nhà của hắn không ở đây. Hắn muốn nhờ Lão Điên truyền lại thuật vượt hư không cho mình, như thế hắn có thể quay về. Nhưng Lão Điên lúc này dường như đã mất trí, liên tục nói đã chết hết rồi không thể quay lại. Thần lực túa ra hóa thành tơ kén, từng khe nứt hư không xuất hiện. Chiếc kén do Lão Điên hóa thành lập tức che chắn trước Diệp Phàm, bảo vệ hắn, cả hai bị bắn ra ngoài, vượt hư không thất bại. Tử Nguyệt nhìn thấy dị tượng đang định chạy tới xem thì đã bị Diệp Phàm đụng trúng, nhưng anh giai lúc này đã bất tỉnh, Tử Nguyệt cố gắng cứu chữa nhưng dường như chỉ vô dụng. Cô lo lắng không ngừng khóc, còn hứa sau này sẽ không ăn hiếp anh nữa. Diệp Phàm lúc này mới chịu mở mắt, quá trời là chớp thời cơ rồi. Nhưng Diệp Phàm không sao, quả là may mắn. Lúc này Lý Nhược Ngu đi đến, ông nhắc nhở vực môn bị hủy, Diệp Phàm e khó mà gánh vác. Các vị trưởng lão khác lúc này đã tập trung bên cạnh chiếc kén kia, hư không vỡ nát, mà người này lại không sao, xung quanh còn tản ra trận văn của Thánh Địa Thiên Tuyền. Chẳng lẽ là hiền giả của Thánh Địa Thiên Tuyền 6.000 năm trước, nhưng năm đó Thiên Tuyền vào cấm địa hoang cổ, đều đã mất tích. Lão già này là nhân vật đỉnh cấp à nha, nếu có được truyền thừa của lão thì nhất định sẽ phát triển rạng rỡ, đang mừng cười không ngậm được miệng thì cơ hoành đã đến. Miếng bánh ngon thế này, sao thiếu được cơ gia, lão ra lệnh cho Thái Huyền môn rời đi, chiếc kén này sẽ thuộc về cơ gia. Phía xa xa, người của Khương gia và Diêu Quang Thánh Địa cũng lần lượt kéo đến, Lý Nhược Ngu dặn dò Diệp Phàm lánh đi. Sau này lão sẽ bẩm báo lại với trưởng môn, còn Tử Nguyệt thì nhanh nhảu bảo Diệp Phàm đợi cô nàng, bà phải chạy đi coi kịch hay cái đã. Khi chỉ còn một mình, Diệp Phàm bất ngờ nghe thấy tiếng đàn, Diệp Phàm tò mò lại gần. Là một nam tử áo lam đang đánh đàn, tiếng nhạc êm tai khiến người nghe yên tĩnh, hắn là Hoa Vân Phi, đệ tử Thái Huyền môn. Bên này, tam đại thế gia tề tựu đông đủ, ai cũng muốn đoạt chiếc kén kia làm của riêng, trưởng lão Giao Quang và Khương Minh đều không hề khách khí với cơ hoành. Người thì nói mình đã nghiên cứu pháp thuật Thiên Tuyền từ lâu, người thì bảo mình có chức trách bảo vệ thánh hiện. Ai cũng kiếm những lý do củ chuối, nhưng bọn họ đều là tu vi thượng thừa, tranh qua tranh về, tổn thương hòa khí, chi bằng để lớp trẻ tỉ thí định đoạt. Bên phía Diêu Quang Thánh Địa, lớp trẻ tiêu biểu chính là Diêu Hy và Thánh tử Giao Quang, đều có tu vi tứ cực cảnh, chỉ cần ai có thể đụng vào chiếc kén kia trước thì tộc đó có thể mang kén về. Bên phía Khương gia đại diện là Khương Giật Phi, tu vi tứ cực cảnh, thanh niên này chỉ muốn đấu với thần thể Cơ Hạo Nguyệt một trận. Nhưng Cơ Hạo Nguyệt chưa thấy đâu đã thấy một thanh niên muốn nổi bật nhảy ra ứng chiến. Hắn là Cơ Hải Nguyệt, dù cũng có tu vi tứ cực cảnh nhưng Thánh tử Giao Quang và Khương Giật Phi đều không để hắn vào mắt, khiến cho thằng nhỏ tức đỏ mặt. Lúc này Cơ Hạo Nguyệt mới khoan thai xuất hiện, bá đạo bước ra từ hư không, Khương Giật Phi và Thánh tử Giao Quang cùng nhau xuất kích. Cơ Hạo Nguyệt liên tục xé rách hư không, di chuyển khó lường, Tử Nguyệt nấp ở một bên cũng phấn khích cổ vũ cho anh giai của mình. Cơ Hạo Nguyệt xuất ra hư không đại thủ ấn, thanh niên đang một địch hai bỗng qua ra liên thủ với Thánh tử Giao Quang. Muốn đối phó Khương Giật Phi trước, Thánh tử Giao Quang xuất ra tường kim quang muốn cầm chân Khương Giật Phi, từng chiêu đựng nhau tạo ra dư chấn vô cùng lớn. Tận chỗ Diệp Phàm vẫn có thể cảm nhận được, nhưng Diệp Phàm còn đang lo đối đáp với tên Hoa Vân Chi trước mặt. Tường kim quang của Thánh tử Giao Quang bao quanh chiếc kén khiến cho cả Khương Giật Mình và Cơ Hạo Nguyệt đều không thể đụng vào. Khương Giật Mình lúc này không còn nương tay nữa, trực tiếp sử dụng tuyệt học Bát Thần Man Kinh, thần ma hộ thể, tăng cường thần lực thân pháp lên cực đỉnh. Thắng thua rất nhanh sẽ rõ, Cơ Hạo Nguyệt mở ra hư không, quang Thánh tử Giao Quang vào trong khiến hắn mất bình tĩnh, thi triển thuật pháp của Giao Quang, lại tự mình phá đi tường kim quang mà mình tạo ra, quá trời là kế sách âm hiểm rồi, thì ra tấn công của Giật Phi chỉ là vờ phá tường, thực ra là tấn công tâm lý. Giật Phi và Hạo Nguyệt còn đang mừng rỡ vì loại được một đối thủ thì bỗng nhiên chiếc kén lại túa ra rất nhiều sợi tơ. Bọn họ không thể khống chế, chỉ đành rút lui, nhưng vẫn có rất nhiều đệ tử bị chiếc kén cuốn lấy. Các trưởng lão bắt đầu ra mặt, hợp lực trấn áp, đệ tử các thế gia cũng hỗ trợ giải cứu nhau, bà Tử Nguyệt cũng lăng xăng để bị cái kén cuốn lấy. May mà anh giai Diệp Phàm lao ra kịp, còn vì lo lắng mà chửi nhỏ té tát, đã núp rồi còn bị nhỏ này báo nữa, mà Tử Nguyệt vừa thoát thì Diệp Phàm lại bị cuốn lấy. Tại sao cái kén này lại bất ổn như vậy? Chẳng lẽ là vì trận văn Thiên Tuyền của tiền bối bị khuyết, Diệp Phàm thử bù vào chỗ khuyết, bù tùng lum mà chúng tùng la. Cái kén cũng vì vậy mà biến mất, Diệp Phàm vô tình trở thành mục tiêu của dân tình, trưởng lão Cơ gia thử cảm ứng nhưng khí tức của lão nhân Thiên Huyền nữa. Diệp Phàm muốn lén lút chuồn đi nhưng lại bị người của Khương gia chặn lại, còn có Diêu Hy, nhưng Diệp Phàm thật sự không biết lão nhân đã đi đâu. Hứa Cơ Hạo Nguyệt cũng nhúng tay vào, còn hỏi Tử Nguyệt về lai lịch của Diệp Phàm, Tử Nguyệt cười trừ giải thích, đương nhiên là phải bênh anh rồi, nhỏ đứng gần nhất này. Mà thấy Diệp Phàm cũng gian nan lắm mới thoát được, chứ chẳng thấy hiểu thuật pháp Thiên Tuyền gì cả, lúc này Hạo Nguyệt mới thả lỏng khống chế Diệp Phàm. Đúng lúc này Hoa Vân Phi của Tinh Phong đi đến, hắn mời các vị trưởng lão thế gia đến Tinh Phong, cũng tiện thể giải vây cho Diệp Phàm, nhưng khi Diệp Phàm cứu Tử Nguyệt,
đã dấy lên nghi ngờ của Hạo Nguyệt đối với đôi chim di này. Mọi người cùng ngồi ăn uống nhắc lại chuyện xưa, Diệp Phàm lúc này âm thầm bỏ đi, Tử Nguyệt vội vã đi tìm Cờ Rớt, còn nghịch ngợm chọc ghẹo hắn. Hai đứa đang quánh yêu thì anh giai Hạo Nguyệt cuồng em gái lại xuất hiện, Diệp Phàm còn nhanh miệng nhận mình và Tử Nguyệt ăn ngủ cùng nhau. Cái mỏ anh tôi quá báo rồi, Tử Nguyệt nhanh tay chặn miệng thằng nhỏ lại, nhưng Hạo Nguyệt đã ra tay, đánh Diệp Phàm chạy xúc quần. Hắn còn phong ấn Tử Nguyệt để cô không thể can thiệp, khi Hạo Nguyệt chạm vào thân thể Diệp Phàm, lại phát hiện có một luồng sức mạnh kháng cự. Hạo Nguyệt không tin Diệp Phàm có thể đối kháng thần thể, đã thi triển dị tượng của bản thân, Diệp Phàm cả người đến không thể nhúc nhích. Trận giao thủ đã thu hút dân tình từ bàn tiệc đi đến, ai cũng hóng xem Diệp Phàm sẽ bại như thế nào dưới dị tượng kia. Diệp Phàm không cam tâm, huyền hoàng mẫu khí trên tay hắn đã rực sáng, thánh thể hoang cổ dường như cũng cộng hưởng với hắn, giúp hắn phá vỡ cầm cố. Diệp Phàm tay không đỡ công kích của dị tượng khiến dân tình được một phen sửng sốt, thể chất của tiểu tử này quả nhiên không tầm thường. Tử Nguyệt liên tục cầu xin cho Diệp Phàm, ca ca nàng dù sao cũng là tứ cực cảnh, Diệp Phàm chỉ là thần kiều, trước sau cũng sẽ thiệt thòi. Nhưng Hứa Hạo Nguyệt vẫn lì, hắn còn chủ động áp chế cảnh giới về thần kiều để công bằng. Hạo Nguyệt công kích ngày càng mạnh mẽ, toàn thân Diệp Phàm như cứng lại, không thể động đậy, nhưng hắn vẫn cố gắng đối kháng, dùng hết sức bình sinh để đỡ mà. Dân tình cứ ngỡ Diệp Phàm sẽ nhanh chóng bị Hạo Nguyệt đánh bại, chẳng ngờ tên này cũng chẳng đơn giản. Vì lực tấn công quá mạnh mẽ, Diệp Phàm cuối cùng đã bị đánh rơi xuống. Tử Nguyệt lúc này nước mắt đã tràn bờ đê, thì đột nhiên Diệp Phàm lại bay trở lên, hắn vẫn chưa chết, nhưng Diệp Phàm vô cùng tức giận. Hứa Hạo Nguyệt còn đang định tiếp tục ra tay, Tử Nguyệt và Hoa Vân Phi đều đứng ra nói đỡ cho Diệp Phàm, trận chiến mới chấm dứt. Dân tình xem như được một phen xem kịch hay, các trưởng lão cũng có cái nhìn khác về Diệp Phàm, nảy sinh ý định chiêu mộ thằng nhỏ. Diêu Quang, Khương gia và Cơ gia đều cùng nhau tranh giành, Diêu Hy còn truyền âm dụ dỗ hắn. Diệp Phàm loát não liên tục để tìm lý do từ chối. À có rồi, kha kha, Diệp Phàm nói mình thể chất bình thường, có thể đấu với dị tượng cũng chỉ vì hắn từng đi đến Thanh Đồng Tiên Điện, nói ra một cái mà nghe chấn động. Thanh Đồng Tiên Điện là nơi mà các cao nhân đều muốn đến, vì nghĩ đó là con đường thành tiên, để chứng minh mình không nói dối, Diệp Phàm chỉ đành xuất ra vạn vật mẫu khí. Mắt dân tình sáng ngời, Diệp Phàm nói mình đã ký hiệu nơi có Thanh Đồng Tiên Điện, đồng ý chỉ ra địa điểm để thu hút dân tình chuyển hướng chú ý, từ đó bỏ qua hắn. Tử Nguyệt biết Thanh Đồng Tiên Điện nguy hiểm như thế nào, đang định chỉ trích Diệp Phàm hại người thì thằng nhỏ đã nắm tay cô nàng. Hắn truyền cho Tử Nguyệt tinh hoa vạn vật mẫu khí, hắn sẽ rời khỏi đây. Tử Nguyệt nhớ lại những kỷ niệm với Diệp Phàm, có chút không nỡ. Các thánh địa sau khi biết vị trí của Thanh Đồng Tiên Điện, Diêu Quang và Khương gia đều tập hợp quân lực thẳng tiến. Chuyện Thanh Đồng Tiên Điện cũng bị đồn thổi khắp nơi, cả giới tu hành Đông Hoang đều biết, nhưng lần này lại thiếu mất Cơ gia. Cơ gia hiện tại đang phải đối mặt với đại năng yêu tộc Khổng Tước Vương, hắn ra mặt giúp hậu nhân yêu đế Nhan Như Ngọc, Khổng Tước Vương cứ như quỷ tu la. Từ tu sĩ bình thường đến trưởng lão thái thượng đều bị hạ sát, không ai sống sót, thánh tử Cơ gia vẫn chưa xuất quan, nên cả Cơ gia náo loạn gà bay chó chạy. Những người vốn được cử đi Thanh Đồng Tiên Diện đều phải quay về, Khổng Tước Vương muốn diệt trừ thần thể Cơ gia, đã đuổi giết hai anh em Tử Nguyệt đến núi Tây Hà. Diệp Phàm vô tình nghe thấy Tử Nguyệt gặp nguy hiểm, lập tức chạy đi cứu Cờ Rớt. Tử Nguyệt lúc này đang bị cả đám người đuổi giết, cô nàng liên tục sử dụng hư không thuật, tiêu hao ngày càng nhiều, ngay cả bí bảo huyễn thân của tổ gia gia đưa cho Tử Nguyệt bảo mệnh, cô cũng phải dùng đến. Vậy mà vẫn bị một tên áo gai dầu bắt lấy. Sắp đai tới nơi thì Diệp Phàm kịp chạy đến. Diệp Phàm dùng bộ pháp lão nhân thiên tuyền dạy kéo Tử Nguyệt chạy đi, nhưng đám người kia vẫn đuổi theo dai như đỉa. Gần đó có một tổ trứng của Phượng Quán Thiểm Điện Điểu, Diệp Phàm muốn lợi dụng nó, nhưng Tử Nguyệt lại có chút kiêng dè, loài dị thú này vô cùng nguy hiểm, không khéo cả hai cũng khó thoát. Hiện tại cô cũng chỉ còn sức để sử dụng một lần đại hư không thuật mà thôi, nhưng Diệp Phàm vẫn quyết định dẫn dụ đám người kia tấn công chúng tổ chim. Phượng Quán Thiểm Điện Điểu mẹ rất nhanh đã xuất hiện, nó lập tức đuổi bắt Diệp Phàm và Tử Nguyệt, thời khắc ngàn cân treo sợi bún. Tử Nguyệt dùng hư không thuật giúp cả hai thoát nạn, và người dính đòn chính là tên mặc áo gai dầu kia, cuối cùng cũng cắt đuôi được bọn chúng. Tối đến, Tử Nguyệt buồn bã kể lại chuyện những ngày qua, tổ gia gia của cô cũng đã bị làm gỏi, Hạo Nguyệt ca ca cũng thất lạc. May mà còn có Diệp Phàm ở bên cạnh cô, nướng khoai cho cô nàng ăn, cả hai bình tĩnh phân tích lại mấy tên áo đen kia, dường như không giống người của yêu tộc, càng giống những tên chuyên đi thôn phệ thể chất của người khác. Lúc này Diệp Phàm mới biết, thì ra Tử Nguyệt cũng là thần thể, quá trời bà cô này rồi. Sáng hôm sau cô nàng thức dậy không thấy Diệp Phàm đâu, thằng nhỏ lúc này đang đi hái quả, lại đụng phải một thanh niên kỳ lạ, Tử Nguyệt vừa chạy tới đã hốt hoảng. Ông nội Khổng Tước Vương đã đích thân đuổi đến, Khổng Tước Vương biết Diệp Phàm là người thánh tâm yêu đế chọn, còn hứa nếu Diệp Phàm sống sót rời khỏi đây, hắn sẽ nói cho Diệp Phàm tung tích của bản bác. Đang lúc gay cấn thì Nam Cung Chính xuất hiện, hắn và Khổng Tước Vương đều là cảnh giới tiên đài cảnh, cấp bậc đại năng nha quý vị. Một bên là đại năng nhân tộc, một bên là đại năng yêu tộc, vừa gặp lại đã như đối thủ truyền kiếp. Cơ gia gia chủ từng nói với Nam Cung Chính, chỉ cần hắn cứu được một thần thể của Cơ gia, thì người đó có thể bái hắn làm sư. Hắn sắp vào Thanh Đồng Tiên Điện, vẫn chưa có người nhận truyền thừa, nên đây xem như là tâm nguyện của hắn, cho nên Tử Nguyệt, hắn nhất định sẽ cứu.
Nam Cung Chính và Khổng Tước Vương lao vào combat, hai ổng đánh nhau mà hiện tượng đầy trời, còn có pháo hoa các kiểu. Nhưng bên dưới thì mặt đất nứt vỡ, Diệp Phàm và Tử Nguyệt hết chạy đông lại chạy tây, ta nói châu bò đánh nhau rồi mũi chết mà. Khổng Tước Vương đã bắt đầu ra đại chiêu, dị tượng của hắn, tinh thần Diệu Thanh Thiên, đánh nhau kiểu này, trời sập đất nứt luôn chứ đùa, Nam Cung Chính cũng không vừa. Thi triển dị tượng của hắn, Kiến Mộc Liệt Thương Khung, rồi số phận anh Phàm chị Nguyệt sao đây, đã bỏ chạy rồi nhưng vẫn bị rơi vào một khe nứt. Rất nhiều đá rơi xuống muốn đè chết hai người, Diệp Phàm dùng thân mình che chắn cho cô nàng, bảo Tử Nguyệt mau thi triển đại hư không thuật, thì cô đã tiêu hao quá nhiều, không còn sức nữa, thấy cả hai sắp bị chôn vùi, Tử Nguyệt dứt khoát truyền luôn đại hư không thuật cho Cờ Rớt, như thế thì cả hai vẫn còn một tia hy vọng. Không phụ lòng nha, Diệp Phàm rất nhanh đã lĩnh hội, cả hai cũng thoát ra ngoài. Diệp Phàm nhìn khung cảnh đổ nát trước mặt, tiên đài cảnh lại đáng sợ như vậy. Tử Nguyệt lúc này cơ thể phát sáng, Diệp Phàm vội vàng đỡ cô nàng, cơ ra để đề phòng tiết lộ bí mật, đã đặt cấm chú lên người của cô. Cô truyền đại hư không thuật cho Diệp Phàm chính là đánh đổi bằng tính mạng, bà nói lời từ biệt yêu thương các kiểu xong ngất lịm. Tưởng đai miệng rồi mà chưa nha quý vị, Diệp Phàm đã đưa nước thiên tuyền cho Tử Nguyệt uống, giúp cô nàng bảo toàn tính mạng, nhưng chỉ tạm chặn vết thương. Diệp Phàm dự định đưa Tử Nguyệt quay về cơ gia, nhưng cô nàng rất lo lắng, nếu cơ gia biết Diệp Phàm đã học đại hư không thuật, hắn chắc chắn sẽ bị truy sát. Bà thì lo lắng mà Diệp Phàm còn chọc ghẹo, không ấy, hắn trở thành rể của cơ gia thì chắc là không bị đuổi giết đâu ha, khiến bà Tử Nguyệt cũng cạn lời. Cứ như vậy, Tử Nguyệt được Diệp Phàm cõng trên lưng, một đường đưa về cơ gia, trên đường còn gặp mấy khứa áo đen ám sát, nhưng giờ anh biết đại hư không thuật rồi, mấy khứa sao làm khó được anh. Vượt qua bao chông gai, cả hai cuối cùng đã về đến nơi, đến cửa rồi mà còn bị bao vây, lúc này cơ nhân, đạo cung cảnh xuất hiện. Nhờ vậy mà cả hai đã được an toàn, người đón tiếp Diệp Phàm là cô tổ của Tử Nguyệt, Cơ Huệ, tứ cực cảnh, nhìn bà cười cười nói dị thôi, chứ không tốt lành gì đâu nha. Cơ Huệ âm thầm truyền âm, nói Diệp Phàm hãy tránh xa Tử Nguyệt, đừng mơ trèo cao, hắn cứu Tử Nguyệt, bà ta sẽ hậu tạ, còn những chuyện khác miễn bàn nhé. Lúc này Hoa Vân Phi của Thái Huyền Môn yết kiến, thì ra Cơ Huệ và Hoa Vân Phi vốn có quan hệ họ hàng, chắc là muốn ghép đôi cho Tử Nguyệt đây mà. Đối với Diệp Phàm thì lạnh lùng, đối với Hoa Vân Phi thì quá trời niềm nở, còn kéo hai người đi nói chuyện riêng. Diệp Phàm được cơ nhân đưa đi đến một nơi khác, hắn đưa cho Diệp Phàm một khối nguyên, xem như báo ân. Diệp Phàm chẳng muốn nán lại lâu, hôm sau đã từ biệt Tử Nguyệt rời đi, Tử Nguyệt còn tặng hắn ngọc bội tùy thân, giống đính ước với anh tôi quá. Thanh niên vừa đi chưa được bao xa, đã gặp biến, cơ nhân đã đuổi theo hắn, vì Diệp Phàm học đại hư không thuật, lão nhất định phải diệt trừ hắn, cơ gia đúng là vong ân bội nghĩa mà. Cơ nhân tấn công mạnh mẽ, Diệp Phàm cố gắng chống đỡ nhưng vẫn bị huyễn thân của cơ nhân bón hành không ít, biết mình không đánh lại lão, Diệp Phàm đã dùng huyền hoàng mẫu khí dụ hoặc, nói mình sẽ truyền huyền hoàng mẫu khí cho lão, mắt cơ nhân lập tức sáng rực, lão vui vẻ đồng ý, nhưng khi nhận được một phần lão bắt đầu cảm thấy đau đớn. Lão vốn không chịu được sức nặng của huyền hoàng nhị khí, có phải hoang cổ thánh thể đâu mà dành với anh đây, Diệp Phàm cứ như vậy nghịch chuyển tình thế, đánh cho cơ nhân hộc máu, không chút khả năng chống trả, lão liên tục cầu xin, Diệp Phàm đang tính kết liễu lão thì Cơ Huệ lên tiếng, bà ta đang thông qua cơ nhân truyền âm, hù dọa thằng nhỏ, mà kệ bà chứ, tôi cứ giết đấy. Diệp Phàm dùng miếng đạo kinh trực tiếp cứa cổ cơ nhân khiến Cơ Huệ cũng bị phản phệ, bà tức nổi gân xanh luôn mà, coi cái khúc này mà đã cái nư, này thì hù. Diệp Phàm không quên thu lượm chiến lợi phẩm, đặc biệt là bảo bối Đại La Thiên Võng kia, Cơ Huệ bên này đang huy động lực lượng, tố cáo Diệp Phàm ăn cắp đại hư không thuật, hạ lệnh truy sát, bà già này đúng ăn không nói có luôn á, Tử Nguyệt cũng bị nhốt lại, dù cô nàng có giải thích cầu xin như thế nào, bà vẫn chẳng quan tâm. Diệp Phàm luyện hóa viên nguyên mà cơ gia đưa cho, hắn phải nhanh chóng nâng cao thực lực. Cơ gia lúc này dựa theo vết tích của đại hư không thuật tìm kiếm, cơ gia chắc chắn sẽ không ngờ tới viên nguyên của chúng đã giúp Diệp Phàm tăng lên thần kiều đỉnh phong. Đám người kia đúng lúc này cũng phát hiện ra hắn, hai bên bắt đầu ác chiến, cơ gia đông người vây công hắn, Diệp Phàm phải nhanh chóng nghĩ cách thoát thân. Thanh niên nhanh trí dùng Đại La Thiên Võng hốt được của cơ nhân để đối phó đám người này, cũng hạ sát được vài tên trưởng lão à nha. Những người còn lại hợp lực tấn công nhưng Diệp Phàm đã dùng huyễn thân bí dược của cơ gia để trốn thoát, anh tôi quá trời lắm mưu nhiều kế. Dù vậy mới chạy chưa được bao lâu, thằng nhỏ đã bị đuổi kịp, Diệp Phàm chạy vào một tòa thành, hắn lúc này đã bị thương không nhẹ, chỉ còn cách hù dọa thôi, Diệp Phàm hét lớn, nếu mấy lão còn đuổi theo, hắn sẽ truyền đại hư không thuật ra ngoài, chiêu cáo thiên hạ, công khai luôn, để nó không còn là bí mật của cơ gia nữa. Nghe vậy mấy lão già kia cũng có chút rén mà nhìn nhau, các tu sĩ bên dưới còn phụ họa cho Diệp Phàm. Một lão già còn ác hơn cả Diệp Phàm, nếu Diệp Phàm dám truyền hư không thuật ra ngoài thì lão sẽ giết dân trong cả tòa thành này, để xem ai sợ ai này. Bà tiến nó, hay cho một thế gia hoang cổ, còn đang suy nghĩ xem thoát nạn kiểu gì cứu tinh đến rồi đây, Khổng Tước Vương xuất hiện, trưởng lão cơ gia lập tức không dám hò hé. Người mà cơ gia muốn hắn chết, thì Khổng Tước Vương ta nhất định sẽ cứu, một lão không biết thân phận còn buông lời đe dọa, liền được đi hóa kiếp. Diệp Phàm cảm tạ Khổng Tước Vương đã cứu mình, cũng hy vọng hắn sẽ nói tung tích của bàng bác. Bên phía cơ gia,
gia chủ Cơ gia sau nhiều năm bế quan, lần này cuối cùng cũng xuất quan ra ngoài. Khổng Tước Vương đưa Diệp Phàm đến Huyền Tiên Cốc, khu vực của yêu tộc. Tại đây, Diệp Phàm gặp lại Tần Giao, còn giao đấu vài chiêu, chưa kịp hàn huyên thì đột nhiên hư không nứt ra. Người của các thế gia lần lượt xuất hiện, dân tình muốn vây công Khổng Tước Vương, dẫn đầu là Giao Quang Thánh Chủ và Cơ gia gia chủ. Dù vậy, Khổng Tước Vương vẫn vô cùng nhàn nhã, chẳng chút sợ hãi. Diệp Phàm và Tần Giao cũng bị ảnh hưởng, Tần Giao vội khuyên hắn hãy rời đi trước, đừng đi về phía bắc, đó là Tây vực, hắn như thế rời đi còn yêu tộc thì sao? Tần Giao cho Diệp Phàm biết Nhan Như Ngọc và Bàng Bác đã đến Bắc vực, nếu như có duyên, sau này sẽ gặp lại. Diệp Phàm vừa chạy được một lúc đã đụng bà già Cơ Huệ, bà già chết tiệt này, cuộc truy sát lại bắt đầu, Cơ Huệ vừa tấn công vừa kể tội thằng nhỏ, nào là học đại hư không thuật, nào là nhăm nhe tiểu thư Cơ gia, toàn mấy tội danh vớ vẩn, anh đây cóp nhận nhé. Vừa đỡ đòn vừa chạy, Diệp Phàm đã lạc vào hỏa vực, đã thế anh sẽ mượn địa thế hỏa vực hành chết bà. Diệp Phàm nhảy thẳng xuống hỏa vực, Cơ Huệ cũng đuổi theo. Diêu Hy bất ngờ xuất hiện truyền âm cho Diệp Phàm, bà muốn giúp hắn thoát, điều kiện là hắn phải về giao quang với cô. Diệp Phàm hết cách chỉ đành đồng ý. Diêu Hy lúc này mới chỉ dẫn Diệp Phàm dùng thuật để thắp hỏa vực rồi có chắc không mà nghe thấy dễ banh xác vậy ta. Diệp Phàm đánh liều làm theo, quả nhiên tiêu diệt được vài khứa, cuộn lửa bốc cháy sẽ có chút thời gian, Diệp Phàm phải tranh thủ kéo dài khoảng cách với địch, dốc toàn lực xông về phía dưới, dùng lửa cháy rực để thoát thân. Cứ như thế, Diệp Phàm chạy thẳng xuống tầng 4 của hỏa vực, nếu còn xuống nữa e là sẽ hóa thành tro, nhưng chui lên thì bị Cơ gia tiêu diệt. Diêu Hy hỏi han thằng nhỏ còn sống không, chứ thằng nhỏ lạc trôi tới tầng 5 luôn rồi, trước hoang cổ, dân cư ở đây sinh sống nhờ luyện khí, nhiều năm truyền thừa mới tạo thành hỏa vực như hiện tại, Giao Quang cũng từng luyện khí ở đây, có khắc đại trận dịch chuyển, có thể đi thẳng tới Giao Quang. Diệp Phàm cứ nghĩ có thể thoát thân rồi, nào ngờ Cơ Huệ lại theo chân hắn xuống tận đó, ngăn chặn hắn dùng đại trận dịch chuyển, còn ném thằng nhỏ xuống tầng 6, nhìn mặt bà ác thì thôi luôn. Khi Diệp Phàm mở mắt ra lần nữa, xung quanh hắn đều là đồ luyện khí bị bỏ phế, còn có tử hỏa, vô căn chi hỏa có thể đốt rụi vạn vật, dù là tiên cũng phải tránh. Lửa tím bốc lên dữ dội, Diệp Phàm cũng mất liên hệ với Diêu Hy, khúc này hơi hoang mang nha quý vị. Diệp Phàm bắt đầu tạo màng chắn bảo vệ bản thân, hắn đến tầng 6 đã gây ra chấn động không nhỏ, người của Cơ gia vì vậy mà đều nghĩ hắn đã bỏ mạng. Dù sao hỏa vực tầng 6 ngay cả thái thượng trưởng lão Cơ gia cũng bị thiêu rụi chứ đừng nói chi một thằng oát con. Diệp Phàm liên tục uống thần tuyền để chống đỡ, nhưng huyền hoàng nhị khí khiến hắn tiêu hao rất nhanh, quần áo hắn cũng bị đốt cháy, cứ như thế chưa bị thiêu rụi thì đã cạn sức mà ngỏm củ tỏi rồi. Diệp Phàm đột nhiên phát hiện chiếc bình đựng thần tuyền của mình lại không hề hấn gì dưới tử hỏa, ngay cả huyền hoàng mẫu khí còn không chịu nổi. Chẳng lẽ chiếc bình kia có huyền diệu gì? Thanh niên kéo chiếc bình lại, là hạt bồ đề. Diệp Phàm vui mừng, bồ đề thánh thụ không sợ nghiệp hỏa trên đời. Hắn cầm chắc hạt bồ đề trong tay, thế là anh không còn bị ảnh hưởng nữa. Thanh niên còn nhân lúc này dùng huyền hoàng nhị khí và tử khí để rèn đúc lại chiếc đỉnh của mình. Nhưng chơi hơi quá lố nên anh dai cũng mất khống chế. May mà Lục Đồng giúp hắn chấp áp tử hỏa, với tu vi hiện tại, hắn không thể hấp thu một lần quá nhiều. Cứ như thế ngày tháng dần trôi qua, Diệp Phàm dần dần dùng tử hỏa luyện xong các mảnh đỉnh. Hôm nay chính là lúc tiến hành bước cuối, đỉnh vạn vật mẫu khí thành hình. Ngày sau nó rất có thể sẽ biến thành cực đạo võ đỉnh, nhưng điều khiến nó cũng tiêu tốn không ít thần lực, Diệp Phàm cần mau chóng nâng cao tu vi. Vượt qua thần kiều chính là Bỉ Ngạn, cuối cùng cũng đến ngày này, từ thần kiều đột phá Bỉ Ngạn vô cùng rủi ro, vô số tu sĩ thất bại dừng lại ở thần kiều, mất hết giác quan, mất hết phương hướng. Bên phía Tử Nguyệt, cô nàng được Cơ Huệ thông báo Diệp Phàm đã chết trong hỏa vực, bà vô cùng buồn bã, vội vàng chạy đi tìm Diệp Phàm. Nhìn miếng ngọc bội trên tay, nó vẫn đang phát sáng, cô ôm hy vọng Diệp Phàm còn sống, bà còn bất chấp nguy hiểm mà muốn xuống tầng 6 tìm kiếm Cơ Rớt, nhưng đã bị anh giai Hạo Nguyệt cản lại. Cô nhớ về những chuyện đã xảy ra, không tin Diệp Phàm cứ vậy mà chết. Người áo đen hôm trước đuổi bắt Tử Nguyệt, khi biết Diệp Phàm là hoang cổ thánh thể, đã tìm đến tận tầng 6 hỏa vực, muốn bắt hắn về cho chủ thượng. Diệp Phàm lúc này vẫn đang tu luyện để đột phá Bỉ Ngạn, khi tòa tháp trấn áp xuống, miếng ngọc giữa hắn và Tử Nguyệt đều vỡ nát, nhưng hắn không cam tâm. Mọi người đều đang đợi hắn, trong cơ thể Diệp Phàm bất ngờ xuất hiện một luồng sức mạnh, thanh liên, trong người hắn tại sao lại có thanh liên? Chẳng lẽ là luân hải dị tượng? Không đúng, chỉ mới là luân hải biến đổi thôi. Bỉ Ngạn không ở đâu xa, hắn không cần tìm, hắn đứng ở đâu? Bỉ Ngạn chính là ở đó, tự nhiên giác ngộ ngang quý dị, cứ như thế thanh niên đã thành công đột phá Bỉ Ngạn, giờ tới anh phản công này. Diệp Phàm dùng vạn vật mẫu khí tạo thành áo giáp, đẩy chiếc tháp kia về phía người áo đen, hắn không ngờ Diệp Phàm lại tiến bộ thần tốc như vậy. Quả này thì toi mẹ rồi, hắn hết bị Diệp Phàm đấm rồi lại đá, nơi tuyệt địa như tầng 6 hỏa vực, nếu khứa này đã đến thì Diệp Phàm ta sẽ cho hắn chôn thây nơi đây. Nhưng không ngờ hắn vì đối phó Diệp Phàm, ngay cả tính mạng cũng không cần. Hắn trói Diệp Phàm lại, xâm nhập vào ý thức của thằng nhỏ. Diệp Phàm dường như đã nhìn thấy chủ thượng của tên áo đen, còn có quá khứ của hắn và cảnh Diệp Phàm, Tử Nguyệt bị truy sát. Tên áo đen đã cố hết sức vẫn không thể khống chế được Vương Lâm, cuối cùng mất mạng, Diệp Phàm cũng rời khỏi tầng 6, lúc này Tử Nguyệt vẫn ở bên trên.
Nhìn thấy thằng nhỏ còn sống, cô nàng mừng hết lớn, nhưng ở đó còn có Hứa Hoa Vân Phi, cứ ngỡ hắn sẽ không để Diệp Phàm rời đi, nhưng hắn lại tốt bụng đột xuất. Diệp Phàm cùng Tử Nguyệt trở ra, cô nàng không chịu rời đi, muốn ở bên cạnh hắn, Cơ Gia lo lắng cho an nguy của nàng, mới không đuổi cùng giết tận hắn. Diệp Phàm đang muốn đến Bắc vực, đường đi xa xôi hiểm trở, sao hắn nỡ để nàng đi theo mình. Diệp Phàm giả bộ đồng ý khiến nhỏ nhảy cẫng lên vui sướng, nhưng chỉ ngay sau đó, Tử Nguyệt đã bị đánh ngất, hắn đưa nàng quay về khu vực Cơ Gia. Hoa Vân Phi sau khi quay về, hắn bị một cỗ lực lượng khiến cho vô cùng đau đớn, hắn đã bị ai đó khống chế và đang bị phạt vì để Diệp Phàm rời đi. Diệp Phàm đi đến Tiêu Giao Môn tìm cách di chuyển đến Bắc vực, tình cờ thấy tin tức truy nã mình của Cơ Gia, giá tiền của vực môn tăng theo từng ngày, trước đây cho phép dùng vàng bạc, hiện tại chỉ chấp nhận nguyên thạch, rất nhiều người vì không đáp ứng được mà bị đuổi ra. Diệp Phàm đứng một bên còn đang nghĩ cách thì đã được một lão nhân mời chào, chỉ cần hắn có pháp khí cảnh giới thần kiều trở lên liền có thể đổi được một lượng nguyên thạch ở tiệm lão. Diệp Phàm cẩn thận đi theo lão, quả nhiên khi đi đến một mật thất, hắn đã bị vài kẻ vây lấy, muốn chặn đường cướp anh sao? Mấy đứa còn xanh và non lắm, Diệp Phàm chỉ vài chiêu đã giải quyết tất cả, cướp nguyên thạch, còn phá cửa động đè bẹp luôn lão nhân xảo quyệt. Khi giao nộp cho Tiêu Giao Môn, Diệp Phàm bất ngờ bị gọi lại. Tiêu Giao Môn đang kiểm tra rất kỹ từng người ra vào để truy bắt Diệp Phàm giao cho Cơ Gia, nhưng anh đã hóa trang rồi, dễ gì bị nhận ra. Dị mà Hứa kia biến thái tự nhiên chạy tới vỗ vai thằng nhỏ gọi Diệp Phàm, có tức cái lồng ngực không chứ? Đã hóa trang đến thế rồi mà tự nhiên bị bắt bài ngang, thanh niên chỉ đành ra tay phá vòng vây, tình cơ kích hoạt vực môn, những người gần đó đều bị hút vào trong. Diệp Phàm cũng không thoát khỏi, anh ra nhanh chóng đem đỉnh ra để phòng ngự, nhờ vậy mà kịp thoát thân. Còn chưa kịp định hình nơi vừa đến là chỗ nào thì đã nghe một giọng nói vang lên, Diệp Phàm, ai? Con bà nó, lại là Cơ Gia, Cơ Hải Nguyệt, Hứa này còn không ngừng bốc phét về bản thân. Tự nhận là đệ nhất cao thủ mà Cơ Gia che giấu các kiểu, hắn vốn muốn chiến thắng Diệp Phàm để tên của hắn vang danh đông hoang. Diệp Phàm cẩn thận đề phòng, nhưng Hứa kia cứ múa máy không biết lúc nào mới xuất chiêu, rồi rốt cuộc có đánh hay không đây. Diệp Phàm vừa lơi lỏng thì Cơ Hải Nguyệt lại ra tay. Mía quá trời gian lận rồi, Diệp Phàm vội đỡ đòn, lúc này Diêu Hy xuất hiện sau lưng hắn. Diệp tiểu đệ, cần giúp đỡ không? Sao, thánh nữ lại tới hóng chuyện của ta à? Diêu Hy nhắc lại ước định trước đó, cô giúp hắn rời khỏi hỏa vực, hắn theo cô về Giao Quang, nhưng cô đâu có thành công, là Diệp Phàm ta tự cứu lấy mình. Hứa Cơ Hải Nguyệt không ngừng châm chọc cắt ngang hai người, Diêu Hy hết kiên nhẫn chưởng một phát cho hắn đi hít khói. Đưa Diệp Phàm về Giao Quang vốn là mệnh lệnh của thánh địa, không ngờ hắn là hoang cổ thánh thể, cô nàng hiện tại càng thêm hứng thú. Diệp Phàm không muốn bị bất cứ ai lợi dụng, muốn rời đi nhưng Diêu Hy sao có thể dễ dàng bỏ qua. Cô dùng Nguyệt Cung phong ấn khổ hải của Diệp Phàm, thần lực của hắn sẽ yếu kém chẳng khác gì phàm nhân. Diệp Phàm đột nhiên hét lớn, Cơ Hải Nguyệt ngươi vẫn dám tới sao? Diêu Hy vừa quay đi thì thằng nhỏ đã nhanh chân chuồn mất. Diêu Hy không khách sáo nữa, triệu hồi nữ võ thần, một nhân ảnh khổng lồ xuất hiện vồ đến Diệp Phàm. Thánh nữ, có gì từ từ nói. Diêu Hy tấn công mạnh mẽ khiến thần lực của Diệp Phàm gần như cạn kiệt. Chờ thằng nhỏ nảy ra sáng kiến, Diêu Hy dùng thần thức để khống chế võ thần này, chỉ cần làm tâm trí cô ta hỗn loạn, hẳn sẽ có thể thoát thân. Diệp Phàm chạy về chỗ thân xác Diêu Hy, nhưng cô nàng đã sớm dùng Giao Quang Kim Bích bảo vệ bản thân. Diệp Phàm nhanh chân đoạt kiếm của Diêu Hy chém vỡ Giao Quang Kim Bích. Tiếp theo là chuyên mục xé đồ để đe dọa cô nàng. Đầu tiên là xé nhẹ cái tay áo này, nếu không thu võ thần lại, hắn rất khó đảm bảo tiếp theo sẽ làm gì. Diêu Hy vô cùng tức giận, nhưng Diệp Phàm vẫn rất cứng rắn, thu hay không, xé tiếp một bên tay áo, Diêu Hy vẫn không chịu thu, đã thế thì đừng trách anh. Diệp Phàm chơi lớn rút luôn cái áo ngực của con nhỏ, Diêu Hy vừa phẫn nộ vừa uất ức, đấm thằng nhỏ một phát bay thẳng ra biển. Xương toàn thân gãy hết, hắn được vài người đi ngang vớt lên đem đi bán. Diệp Phàm ban đầu còn muốn phản kháng, nhưng nghĩ lại có thể lợi dụng đám người này đến Bắc vực. Diệp Phàm cùng một đám người được đưa tới vực môn, đưa đến kho mỏ nguyên của Giao Quang. Ở đây có rất nhiều dân thường bị bắt làm công nhân đào khoáng. Diệp Phàm quan sát xung quanh, đều là nguyên thạch. Nếu có thể luyện hóa hết chỗ này, hắn nhất định phá bỏ được Nguyệt Cung phong ấn của Diêu Hy, hồi phục thần lực. Mới đi được vài bước, Diệp Phàm đã thấy một kẻ bị người của Giao Quang giết chết vì ăn trộm nguyên thạch. Có người sợ hãi muốn bỏ trốn cũng bị hạ sát. Diệp Phàm hòa vào dòng người, cũng cầm cuốc đào như người ta. Lúc này Lao Đại Vĩ đi đến, đưa nước và muốn kết thân với thằng nhỏ. Hắn nói cho Diệp Phàm biết Bắc vực chính là thánh địa đào khoáng. Các thế gia thánh địa đều mở khu khai thác, còn có cả thập tam đại khấu, cứ 2-3 hôm lại đến đây cướp khoáng sản. Càng đáng sợ hơn, nghe nói ở Bắc vực có một cổ khoáng thần bí, tồn tại từ trước cả khi thiên địa hình thành, hễ ai bước vào đó, đều là một đi không trở lại. Nghe nói còn có người từng đào ra được một khối nguyên thạch bị nguyền rủa, phong ấn thứ đáng sợ bên trong, cuối cùng đã sống lại giết chết tất cả, nơi đó cũng trở thành cấm địa. Một ngày lao động vất vả cuối cùng cũng kết thúc. Tối hôm đó, Diệp Phàm nhân lúc Lao Đại Vĩ ngủ say, lén luyện hóa một khối nguyên, nhờ vậy mà cảm nhận lại được khổ hải. Hắn vung quyền phá vỡ phong ấn của Diêu Hy, vừa hí hửng vì thành công thì lại thấy Lao Đại Vĩ đang nhìn chằm chằm hắn. Đậu xanh, bại lộ thân phận tu sĩ rồi. Lao Đại Vĩ hứa sẽ không nói ra. Đúng lúc này âm thanh triệu tập công nhân vang lên, vài người được chọn ra,
bao gồm cả Diệp Phàm và Lao Đại Vĩ. Tất cả bị đưa đến một giếng khoáng, người của Giao Quang phát hiện bên trong có loại nguyên không bình thường nhưng vị trí cụ thể mấy lão cũng không rõ, đám Diệp Phàm cần vào trong dò thám. Tất cả đều vô cùng sợ hãi, vừa đi vừa láo liên nhìn xung quanh, đột nhiên nghe tiếng quốc, cứ ngỡ là người khác nhưng không, zombie nhà mấy má. Đội quân zombie tấn công, cả đám bỏ chạy tán loạn, Diệp Phàm kéo Đại Vĩ chạy đi, tất cả trốn vào một khe nhỏ, nhưng xung quanh vẫn còn rất nhiều zombie. Diệp Phàm có ba đầu sáu tay cũng quánh không hết, vất vả một phen quay lại đã không thấy Đại Vĩ đâu, thanh niên vội vàng đi tìm thì nhìn thấy một khối tà nguyên. Trường khí cũng là từ đây bốc ra dẫn đến dị biến, khi Diệp Phàm tìm thấy Đại Vĩ, hắn đã bị dị biến, không còn cứu được nữa, Diệp Phàm chỉ đành tiễn hắn lên đường, ra đi như vậy cho thanh thản. Khối tà nguyên được người của Giao Quang đưa ra ngoài, ai nấy đều kinh ngạc khi Diệp Phàm có thể sống sót trở ra. Lý trưởng lão của Giao Quang có chút nghi ngờ, lập tức ra tay xem Diệp Phàm có phải là tu sĩ, lão còn cho người bao vây hắn. Đúng lúc này, người của Thập Tam Đại Khấu đến cướp nguyên, dẫn đầu là Khương Nghĩa, đại khấu thứ 9, người của Giao Quang chỉ đành tập trung đối phó lão. Khương Nghĩa vốn là người của Khương gia, nhưng đã rời tộc từ lâu, trở thành đại khấu, sau khi giao chiến vài trăm hiệp, lão bắt đầu thi triển Bát Thần Man Kình. Tuyệt chiêu của Khương gia, một chiêu này đã khiến cả mở khoáng rung chuyển, các vị trưởng lão cũng bị bón hành không ít, Diệp Phàm nhân lúc hỗn loạn muốn lấy chút nguyên cho bản thân. Diệp Phàm luồn lách chạy về phía kho nguyên, khi bị người của Giao Quang bao vây, thằng nhỏ dùng đại hư không thuật trực tiếp vượt qua vòng vây vào bên trong kho. Vừa mở cánh cửa, nguyên đã ồ ạt rơi ra, thì ra những gì trước đây thanh niên nhìn thấy chỉ là một góc thôi, nếu hắn có thể luyện hóa hết số nguyên này, nhất định có thể tiến vào đạo cung. Còn chưa kịp gom hàng thì đồng bọn của đại khấu đã xuất hiện, hắn là Đồ Phi, đạo cung cảnh, hắn gọi đến vài đầu cự thú lớn, trực tiếp dùng xích muốn khiêng toàn bộ kho nguyên đi, khứa này cũng bá đạo thật, Diệp Phàm cũng chẳng kịp phản ứng, hắn nhìn số nguyên trước mặt, vội vàng lấy ra chiếc bình hút vào, Đồ Phi cũng đâu chịu thua, hắn dùng pháp bảo Thôn Thiên Ma Quán hút lấy nguyên vào trong, mà pháp bảo này chỉ là hàng pha ke thôi nha. Hai thanh niên thi nhau hút lấy hút để, phút cuối Đồ Phi còn không khách khí đoạt lấy chiếc bình của Diệp Phàm, ê có cái mùi gì quen lắm nha huynh đệ. Đồ Phi nhẹ nhàng rút ra chiếc khăn tay của Diêu Hy, thằng nhỏ cảm động muốn rơi nước mắt, đây chẳng phải tín vật định tình của thánh nữ Giao Quang trong truyền thuyết sao? Có một cô vợ thánh nữ là việc mà Đồ Phi hắn nằm mơ cũng muốn làm vậy mà lại bị Diệp Phàm đi trước một bước, tưởng thằng nhỏ không cam tâm nhưng hắn lại giơ ngón cái về phía Diệp Phàm. Thiên tài, Diệp Phàm còn muốn giải thích nhưng Đồ Phi nào dám nghe chi tiết, thanh niên buồn rầu rớt nước mắt, hắn trả lại bình cho Diệp Phàm. Diệp Phàm đang định rời đi thì trưởng lão Giao Quang đã tấn công đến, động tĩnh không nhỏ này còn kéo đến sự chú ý của Diêu Hy, võ thần của cô lại xuất hiện, Diệp Phàm thì ra ngươi ở đây. Vậy mà khứa Đồ Phi ở một bên còn thêm dầu vào lửa, Diêu Hy, vì sao cô lại đưa tín vật định tình cho hắn chứ không phải cho ta, Diêu Hy tức đến xì khói. Mạnh mẽ tấn công, hai thanh niên chạy như được mùa, Đồ Phi còn không ngừng khen Diệp Phàm thật sự lợi hại. Có thể khiến Diêu Hy không những yêu còn sinh hận, Diệp Phàm chỉ vội vàng nài nỉ, đại ca ơi, huynh giải quyết nguy cơ lẹ lẹ đi, có gì lát tâm sự sau này. Kiếp nạn Diêu Hy còn chưa qua thì trưởng lão Giao Quang đã đuổi đến, Diệp Phàm và Đồ Phi nương tựa vào nhau, hai đứa đỡ còng lưng, bất ngờ một giọng nói vang lên. Kẻ nào dám bắt nạt cháu ta, là Đồ Thiên, ông của Đồ Phi, lão xuất ra cục đạo đế binh Thôn Thiên Ma Quán hàng thật giá thật trấn áp tất cả. Các trưởng lão cơ gia vội vàng kết trận nhưng chỉ như tờ giấy mỏng trước sức mạnh của Thôn Thiên Ma Quán kia. Vừa chạm vào nhau, pháp trận đã vỡ, thấy tình thế bất ổn, người của Giao Quang dứt khoát rời đi, Diệp Phàm cũng thoát nạn. Thanh niên tìm một hang động kín đáo, lấy ra tất cả số nguyên mà mình cướp được, chắc cũng đủ cho hắn tiến giai đạo cung. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của thằng nhỏ thôi nha, chứ thực tế thì đẩy mãi, cánh cửa đạo cung vẫn vững như bàn thạch, quả nhiên chẳng hề đơn giản. Hắn đã trải qua 3 lần biến đổi, mất nhiều đá nguyên như vậy vẫn thất bại, hoang cổ thánh thể muốn đột phá, số nguyên cần dùng sợ là không có điểm cuối. Dù vậy Diệp Phàm vẫn không nản chí, rồi hắn sẽ có cách thôi. Lúc này thanh niên nghe bên ngoài có tiếng động, hai tiểu tử của thạch trại đang bị bọn tặc khấu ép giao ra 5 cân nguyên. Nhưng những năm gần đây vì khai thác quá độ mà nguyên gần như đều đã cạn kiệt. Lôi Bột hết lời giải thích, giờ đào đâu ra 5 cân nguyên, ban đầu là mỗi tháng mỗi nộp, rồi nửa tháng, giờ lại bắt nộp trong 3 ngày, khóc tiếng miên luôn mà. Vương Khu bị bắt ép, chỉ đành thử vận may tìm kiếm, tìm tùm lum mà chúng tùm la thiệt nha, Diệp Phàm ở một bên quan sát cho chút kinh ngạc. Đây là thuật tìm nguyên sao? Thanh niên quyết định ra tay cứu Lôi Bột và Vương Khu, chỉ vài đường quyền đã giải quyết bọn cướp. Hai tiểu tử kia không biết Diệp Phàm là ai, trong lúc hắn đánh nhau thì cũng co giò bỏ chạy. Tưởng dễ thoát khỏi bàn tay anh vậy sao? Diệp Phàm quang sát tên cướp đến, Lôi Bột và Vương Khu lập tức chấp tay xin tha. Diệp Phàm giả bộ điểm pháp lực vào người hai bọn họ, nói đó là chú nói thật. Nếu hai người họ còn nói dối thì cơ thể sẽ phát nổ. Cả hai vô cùng sợ hãi, lập tức khai ra chủ nhân của chiếc la bàn tìm nguyên là Ngũ Gia. Diệp Phàm muốn gặp ông ấy nên đã cùng trở về thạch trại. Bước vào chẳng thấy một bóng người cho đến khi Lôi Bột la lớn, bọn cướp đã chết, dân trong trại mới ồ ạt lao ra, mọi người nồng nhiệt đa tạ Diệp Phàm. Ngũ Gia cũng xuất hiện. Diệp Phàm liền hỏi về thuật tìm nguyên, Ngũ Gia cười nói lão chỉ hiểu một chút cách phân biệt đá mà thôi, do tổ tiên truyền lại, thuật tìm nguyên cũng phân cao thấp. Lão chỉ biết quan sát đá tìm vị trí,
chỉ có Nguyên Sư mới có thể định nguyên tỏa thần, truyền thừa thuật nguyên của Trương gia đã thất truyền từ lâu, không giúp được gì cho Diệp Phàm. Diệp Phàm hỏi thêm chút manh mối, biết đâu hắn có thể tìm lại sách cổ. Thấy Diệp Phàm cố chấp như thế, Ngũ gia cũng có chút mủi lòng. Dù biết vị trí sách cổ biến mất vô cùng nguy hiểm, vẫn quyết định chỉ chỗ cho Diệp Phàm, nơi đó gọi là Tử Sơn. Ngũ gia dùng thạch bàn phá núi mở đường, tổ tiên Trương gia được gọi là Nguyên Thiên Sư, có thể dựa vào hình dáng của núi đồi để tìm long mạch, mượn vì sao khóa thần nguyên. Ngày đó, tổ tiên phát hiện ra Tử Sơn này đặc biệt, nghe nói có liên quan đến một vị đại đế trước thời hoang cổ nên đã vào trong thám hiểm, chỉ tiếc một đi không trở lại. Năm xưa vị đại đế đó đã tập hợp hết Tuyết Thế thần nguyên trong 9 dòng long mạch quanh đây vào ngọn Tử Sơn để thúc đẩy đại thế của nơi này. Tử Sơn vô cùng nguy hiểm, Ngũ gia khuyên Diệp Phàm rời đi, nhưng sách cổ của Trương gia là cơ hội hiếm có của hắn, hắn không cam tâm từ bỏ. Ngũ gia đưa hắn đến một thạch môn, con đường phía trước, hắn phải tự mình đi tới. Diệp Phàm nhìn cánh cửa đá to lớn trước mặt, hắn cố gắng dùng sức mở ra, khi tưởng chừng sắp thành công thì lại vì các sợi rễ quấn vào tay đồng thời kéo ngược hắn ra ngoài. Diệp Phàm hét lớn để Ngũ gia chạy đi. Diệp Phàm dù bị quấn lấy vẫn cố gắng bảo vệ lão, khi đưa lão lên cao, Diệp Phàm vô tình kéo được chiếc thạch y trên người lão, không ngờ nó lại khiến những sợi rễ kia không lại gần hắn nữa, còn Ngũ gia thì không may mắn như vậy, lão la hét dần dần, "Cứu mạng a, cứu ta." Diệp Phàm nhanh chóng lao đến lại đụng phải một con rồng, cả hai giằng co hồi lâu Diệp Phàm mới triệt để giải quyết được nó, thanh niên ôm lấy Ngũ gia, còn lão thì vì quá sợ hãi mà ngất xỉu, Diệp Phàm đưa lão về thạch trại, Diệp Phàm còn chưa kịp giải thích, dân tình đã khóc lóc không dứt, nghĩ Ngũ gia đã ra đi. Quá báo rồi, mọi người quay ra chỉ trích Diệp Phàm, vì hắn mà Ngũ gia mới bị như vậy, ai nấy phẫn nộ muốn báo thù cho Ngũ gia. Lôi Bột còn đòi đấm thằng nhỏ nhưng cái kết là chính hắn lại bị đánh cho bầm mắt, lần sau bớt lỗ mãng nghe chưa cưng. Diệp Phàm hỏi thăm Lôi Bột về vị Nguyên Thiên Sư của Trương gia, Lôi Bột lập tức khởi động sự nhiều chuyện, kể cho Diệp Phàm nghe năm ấy vị Thiên Nguyên Sư này còn cược thắng một vị thánh nữ trong giao chỉ thánh địa. Từ xưa đến nay, Bắc vực chỉ từng có 5 vị Nguyên Thiên Sư, hiện tại truyền thừa đều bị đứt ở Tử Sơn, e là sẽ khó có vị thứ 6. Lôi Bột bày ra bản đồ hoàn chỉnh của Tử Sơn cho Diệp Phàm, lối vào của Tử Sơn cũng là được cất giấu ở trên bản đồ này, nhưng Lôi Bột cũng không biết cụ thể là như thế nào. Diệp Phàm không bỏ cuộc kiên nhẫn phân tích, cuối cùng đã tìm được điểm mấu chốt, Ngũ gia cũng không ngờ Diệp Phàm nhanh như vậy đã có thể hiểu được huyền cơ bên trong. Trước đó lão không biết Diệp Phàm là người như thế nào, nên không nói hết những điều lão biết với hắn, người đời chỉ biết Nguyên Thiên Sư thủ đoạn thông thiên, lại không biết, cứ khi đến tuổi già thì đều chết không yên ổn, tổ tiên của lão Trương Lâm vốn muốn dùng Tử Sơn trấn áp lời nguyền tuổi già. Lại không ngờ một đi không trở lại, Trương gia cũng từng có người vào Tử Sơn tìm kiếm thiên thư nhưng kết quả đều bỏ mạng. Dù biết nguy hiểm, nhưng nếu không đi con đường tu hành của Diệp Phàm cũng sẽ chấm dứt, thanh niên vẫn quyết tâm đi một chuyến, Lôi Bột và Vương Khu cũng muốn đi theo. Ngũ gia hết cách chỉ đành đưa vài thứ được tổ tiên chế tạo từ vỏ đá thần nguyên đưa cho Diệp Phàm. Dặn dò hắn phải luôn mặc thạch y trên người, cứ như thế, ba thanh niên chính thức lên đường tiến vào Tử Sơn, phía trước là một động khoáng. Ba người dò xét xung quanh, trên những bức tường đá đều có dấu hiệu bị khai quật. Xem ra thần nguyên trong long mạch đều đã bị đào hết. Long mạch cũng là nguyên mạch, bị đào hết rồi hình thành con đường trước mắt, đi dọc theo con đường kia, chắc hẳn có thể đi vào sâu trong Tử Sơn. Tất cả trèo lên một chiếc xe đẩy, đoạn đầu còn rất yên ổn nhưng đi thêm được một xíu thì rất nhiều rơi ma đột nhiên xuất hiện, nhằm vào chiếc xe đẩy mà lao đến. Diệp Phàm dặn dò Lôi Bột, thời khắc nguy hiểm hãy dùng Dương Linh Hỏa hắn đưa cho để bảo mệnh, còn Diệp Phàm lao ra, dùng tấm đạo kinh chiến đấu với đám rơi. Lôi Bột và Vương Khu không dừng chiếc xe đẩy lại được, liên tục hú hét. May mà cũng còn tỉnh táo dùng Dương Linh Hỏa phun ra nên tiêu diệt được một mớ ma rơi. Khi cả hai còn chưa kịp định thần thì lại sợ hãi phát hiện một con rơi ma khổng lồ, nó cắp lấy chiếc xe đẩy khiến cả hai muốn khóc thét. Diệp đại ca, cứu tụi em với, không biết anh tôi có hối hận khi dắt hai khứa này theo không nữa, chứ tôi thấy hai thằng đệ này quá báo rồi. Diệp Phàm quay lại chiến đấu với con rơi lớn kia, Lôi Bột và Vương Khu vội vàng dừng xe đẩy lại, ai dè có cái phanh xe thôi mà hai thằng cũng làm hư mẹ luôn. Khi hai đứa sắp lao xuống hố thì may mà Diệp Phàm điều khiển con rơi lớn kia bay đến hất cả hai lên. Càng đi vào sâu, nguyên khí càng nồng đậm, nhưng xung quanh sát khí quá nặng, hai lại khí hòa với nhau tạo thành một động âm dương, Diệp Phàm nhớ đến thạch nhận, lưỡi dao từ vỏ đá thần nguyên, thứ này biết đâu lại có thể mở đường, Lôi Bột dùng thạch nhận chém về trước, quả nhiên có thể chống lại luồng nguyên khí. Đi thêm một đoạn, hai luồng khí phân hóa càng rõ rệt, sát khí thuộc âm, nguyên khí thuộc dương, thạch nhận được làm từ vỏ đá thần nguyên nên có thể khắc chết nguyên khí. Động âm dương này chính là tấm màn chắn cuối cùng để tiến vào Tử Sơn. Diệp Phàm bảo Vương Khu quăng thạch nhận cho mình, dị mà thằng nhỏ quăng như bum mê răng, cuối cùng lại trở về tay thằng nhỏ, ôi hai cái tên đần này. Nơi này đúng thật nguy hiểm, nếu không phải là người biết nguyên thuật căn bản sẽ không biết mối quan hệ khắc chế này, may mà Ngũ gia đã đưa cho Diệp Phàm thạch y và thạch nhận có thể khắc chế chúng. Diệp Phàm quan sát đúng thời điểm, vội vàng ra hiệu cho Lôi Bột chém thạch nhận về phía trước, cuối cùng cả ba cũng hạ cánh an toàn, anh có chút hối hận vì đưa hai con báo này theo rồi đó là. Diệp Phàm nhìn xuống hố sâu trước mặt, không ngờ lại là rất nhiều nguyên, còn có tấm bia khắc lại tên người từng đến, Trương Kế Nghiệp,
hậu duệ của Trương Lâm. Diệp Phàm hỏi Trương Lâm năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ngũ gia từng nói Nguyên Thiên Sư biết quá nhiều bí mật về Nguyên, lúc già sẽ gặp chuyện không lành. Vào đêm mà Trương Lâm rời đi, ngoài trại nổi lên cơn lốc đỏ, có sinh vật đáng sợ không biết tên giống lên không ngừng. Sau đó Trương Lâm cũng biến mất. Diệp Phàm mới quay qua quay lại đã thấy hai tiểu đệ thi nhau gom Nguyên. Thanh niên lập tức thấy bất ổn, nơi này từng có nhiều người đến như vậy, nhưng đống Nguyên này không vơi đi, chắc chắn có điều không ổn. Nghĩ cái là tới liền, mặt đất chấn động, từng sợi rễ vươn ra, cuốn lấy cả ba kéo xuống. Diệp Phàm cố gắng đẩy hai thằng đệ lên, còn mình thì không biết té rô cái chỗ nào. Bất ngờ có một âm thanh già nua vang lên, Diệp Phàm lập tức cảnh giác, là ai? Thần Vương Khương Thái Hư, Thần Vương Đồng Hoàng. Lão hỏi cảnh giới của Diệp Phàm, khi biết hắn chỉ là bỉ ngạn thì có chút thất vọng, hơi yếu, Diệp Phàm vội giải thích hắn chỉ mới tu luyện 4 năm. Dùng 4 năm tu luyện đến bỉ ngạn, không nhanh cũng không chậm, lão cho phép Diệp Phàm tiến vào, lão truyền cho Diệp Phàm một thức, xem ngộ tính của hắn như thế nào. Diệp Phàm ngơ ngác nhìn xung quanh, nơi này tại sao lại có nhiều hung thú tới vậy, còn không ngừng lao đến tấn công thằng nhỏ, tuy cơ thể hắn mạnh mẽ nhưng cũng rất khó mà chống đỡ nổi. Lúc này có một nhân ảnh chỉ dẫn Diệp Phàm, là chiêu thức mà Khương Thái Hư nói đến, mới mở đầu thôi mà sức mạnh đã đáng sợ đến như vậy, chỉ hiện hình dáng, chưa dùng tới thần lực, đã mạnh mẽ đến vậy, còn kích hoạt cả bí chữ giai, đây rốt cuộc là bí pháp gì chứ? Giọng của Khương Thái Hư lại vang lên. Đó là bí pháp chữ đấu, lão còn chỉ dạy Diệp Phàm tiếp thu bí pháp này, hắn vô cùng mừng rỡ, bí pháp này chẳng khác nào đấu chiến thánh pháp, sức mạnh sát phạt của hắn được bộc phát. Khương Thái Hư cũng vui vẻ vì ngộ tính của Diệp Phàm không tệ, cơ thể lại cứng rắn, lão dặn dò Diệp Phàm nhất định phải hiểu triệt để thuật này, sau đó đột nhiên im lặng. Diệp Phàm liên tục gọi tiền bối vẫn không nghe thấy đáp trả, mãi một lúc lâu sau giọng nói ấy mới lại vang lên, lão đã là đèn cạn dầu, không thể truyền âm mãi được. Hắn cũng vô cùng thắc mắc tại sao một vị thần vương lại bị giam ở đây, lão bảo Diệp Phàm lại gần nhưng mặt đất lại rung chuyển, vài âm thanh khủng khiếp vọng ra, lúc này Khương Thái Hư mở mắt, phát ra sức chấn áp mới làm âm thanh kia biến mất, sinh vật mạnh mẽ đó là thái cổ vương tộc, một khi thức tỉnh sẽ khiến sinh linh đồ thán. Lão đã dây dưa với chúng 4000 năm, lão bị vây khốn ở đây, đúng là đang chịu khổ thay chúng sinh, Diệp Phàm nói lớn, đợi hắn ra ngoài nhất định sẽ thông báo người của Khương gia đến cứu lão, nhưng chỉ có lão mới biết, lão đã gần đất xa trời, nếu có người đến cũng chỉ là chịu chết. Có thể truyền một trong cửu bí ra ngoài, khiến nó không bị đứt đoạn trong tay lão đã mãn nguyện rồi, lão phát ra một đốm sáng, đưa Diệp Phàm ra ngoài. Diệp Phàm nhìn xung quanh, phát hiện một thi thể nữ, có lẽ chính là của vị thánh nữ giao trì Dương Di từ vạn năm trước, vậy Trương Kế Nghiệp hẳn đã đi qua con đường này. Khương Thái Hư từ biệt Diệp Phàm, lão chỉ đưa hắn được đến đây, nơi này là đạo trường của đại đế, phải xem cơ duyên của hắn như thế nào. Diệp Phàm tiếp tục đi về phía trước, chẳng bao lâu đã thấy một bộ xương, trên tay bộ xương là chiếc la bàn giống ngũ gia đã đưa cho hắn, lẽ nào là Trương Kế Nghiệp tiền bối. Diệp Phàm đi theo hướng ánh mắt của Trương Kế Nghiệp, cẩn thận mở bức tường đá ra, quả nhiên là Nguyên Thiên Thư, cuối cùng anh cũng tìm thấy em rồi. Diệp Phàm vừa lấy quyển Thiên Thư ra, đã bị đám sinh vật sống kia tiếp tục tấn công, khi đang gồng mình chống đỡ thì một tiếng chuông vang lên khiến đám sinh linh kia bỏ chạy. Tiếng chuông sao? Chẳng lẽ nói đây là đạo trường của Vô Thủy Đại Đế? Cổ ngọc trong tay Diệp Phàm cũng phát sáng, nó đang cộng hưởng với nơi này, xung quanh chấn động, từ trụ đá lớn xuất hiện, trên đó là dòng chữ: Cuối đường tiên lộ ai vấn đỉnh, vừa thấy Vô Thủy, đạo thành không. Diệp Phàm còn nhìn thấy Vô Thủy Kinh, hắn nhìn lên dòng chữ ở bia đá gần đó, là bút tích của Khương Thái Hư. Ngay cả lão cũng không mở được quyển Vô Thủy Kinh kia, dù vậy Diệp Phàm vẫn muốn thử mở một lần, con đường tu luyện của hắn, thiếu nhất chính là công pháp mà. Diệp Phàm vận dụng khí lực, toàn sức mở ra nhưng vô ích, Vô Thủy Đại Đế chẳng lẽ đã phong ấn quyển sách đá này rồi. Đột nhiên từng đường vân pháp trận dưới chân Diệp Phàm sáng lên, cổ ngọc trong tay hắn lại tiếp tục có phản ứng, Diệp Phàm đặt nó vào trung tâm pháp trận. Vậy mà lại mở ra thông đạo hư không, thanh niên bị cuốn vào dịch chuyển trở về nơi mỏ khoáng ban đầu, còn có một sinh vật đen kịt, nhưng tốc độ của nó quá nhanh, Diệp Phàm cũng không thể đuổi kịp. Diệp Phàm dùng thần thức tiếp tục tìm kiếm nhưng sinh linh thần bí kia thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy hai con báo lôi bột và vương khu. Dù sao mục đích cũng đã đạt, Diệp Phàm bảo tất cả quay về thạch trại, hai tiểu tử này còn cười nhạo thằng nhỏ, mục đích đạt được. Nguyên Thiên Thư dễ tìm đến như vậy sao? Đại ca cứ bốc phét, mãi đến khi Diệp Phàm cầm Nguyên Thiên Thư trên tay, hai đứa mới nín mặt. Thạch trại biết tin vô cùng vui mừng, lập tức mở tiệc lớn, lôi bột còn được mùa kể chuyện bốc phét lên tới trời. Diệp Phàm đưa quyển Thiên Thư cho Ngũ gia, nhưng lão lại giao lại cho hắn. Lão biết hắn cần quyển sách này, tuy nó là vật của Trương gia nhưng nếu không có hắn, nó đã mãi mãi mất tích rồi. Diệp Phàm ban đầu còn từ chối, hắn chỉ cần xem nội dung bên trong một lát, nhưng Ngũ gia rất quả quyết, chỉ cần sau này hắn gặp người nào của Trương gia phù hợp thì có thể giao lại quyển Thiên Thư này cho người đó. Diệp Phàm lúc này mới không từ chối nữa. Lúc này bên ngoài vô cùng náo loạn, là sinh linh đen kịt mà Diệp Phàm gặp trong Tử Sơn, nó đang chạy lăng xăng ăn hết đồ ăn của dân tỉnh. Diệp Phàm vội dùng chiếc đỉnh bắt lấy nó, nhưng nó lại vượt qua hư không trốn mất. Diệp Phàm cũng không thấy nó làm hại ai, có lẽ không phải hung vật. Hôm sau, Diệp Phàm tìm một nơi yên tĩnh, bắt đầu học tập và nghiên cứu Nguyên Thiên Thư, cuối cùng luyện thành Nguyên Thiên Thần Giác.
đang cảm nhận sự vi diệu của nó thì lại nghe thấy tiếng ồn ào của Hứa Lôi Bột. Diệp đại ca, Vương Khu bị người của Đấu Thạch Phường bắt đi rồi, hắn đấu đá, cược thua cả bản thân mình. Diệp Phàm vội cùng Lôi Bột đến Đấu Thạch Phường, muốn cứu Vương Khu, hắn phải đấu qua từng tầng một, ở đây có 5 tầng, càng lên cao thì đá thô càng đắt, nguyên được cắt ra càng quý giá. Gọi là đấu đá, đầu tiên phải biết chọn đá, sau đó xem đá đã chọn có cắt ra được nguyên hay không, cuối cùng so xem giá trị nguyên của ai cao hơn. Diệp Phàm bắt đầu đấu đá ở tầng 1, thanh niên dùng nguyên thiên thần giác xem qua hết một lượt, chọn ra viên đá phát sáng nhất. Diệp Phàm cầm viên đá đến bàn cắt đá thì bị một màn cười nhạo, vì viên đá hắn đang cầm trên tay là đá quỷ liệt. Mở ra chắc chắn chẳng có gì, nhưng say nha mấy đứa, nhát dao bổ xuống đã thấy một viên nguyên rơi ra, một cân nguyên. Diệp Phàm tiếp tục chọn đá, hắn chọn một lúc 3 viên, sau khi cắt đá gom được 3 cân rưỡi nguyên, từ người hắn bắt đầu tỏa ra hào quang, nhanh chóng có thêm 2 thanh niên đi theo. Hắn tiến lên tầng 2, đầu tiên là chọn đá ở nhất cân đài, với con mắt nguyên thiên thần giác của anh. Mấy cái việc này có khó khăn gì, cắt đá, 12 cân nguyên, thành quả ngày càng nhiều, Lôi Bột ôm một thùng nguyên khệ nệ bước theo. Diệp Phàm đến thấp cân đài, lại tiếp tục chọn đá, lần này cắt ra dị chủng hỏa hồng nguyên, ai cũng nghĩ là thanh niên may mắn, nhưng đó là tài năng của anh nhé, cứ tiếp tục như thế. Cắt đá, 7 cân nguyên, cắt đá, 13 cân nguyên, cắt đá, 24 cân nguyên, cắt đá, 30 cân nguyên, người của Đấu Thạch Phường đã bắt đầu sốt ruột, lập tức đi bấm báo cho trưởng quầy. Diệp Phàm rất nhanh đã lên đến tầng cao nhất, tên trưởng quầy lúc này đang nô đùa với một đám mỹ nữ, hắn tên Lưu Thừa Ân, là người của Thanh Hà Môn. Diệp Phàm chẳng chút khách khí, trực tiếp hỏi Vương Khu đang ở đâu, dám cược dám thua, nếu muốn cứu người thì phải làm theo quy tắc của Thanh Hà Môn. 100 cân, một ván phân thắng thua, Diệp Phàm vừa hay có 100 cân, hắn bắt đầu chọn đá, khi đã xác định được viên đá muốn chọn. Diệp Phàm đang định giơ tay ra chỉ thì nhưng kệ chứa đá kia đột nhiên quay vào trong, thay đổi vị trí, thì ra còn có chiêu này, Diệp Phàm cẩn thận cảm nhận chọn ra một viên đá. Lưu Thừa Ân chỉ tùy tiện chọn một viên, cắt đá chỉ có 20 lạng nguyên, nhưng khi đến lượt Diệp Phàm thì bất ngờ chưa, đá trống, bên trong không có gì cả. Chớp mắt đã thua sạch 100 cân nguyên, Lôi Bột tiếc muốn khóc, Diệp Phàm lúc này mới phát giác hắn không chỉ cháo vị trí mà còn chơi chiêu thay mận đổi đảo. Diệp Phàm muốn cược thêm một ván nữa, nhưng nếu lần này hắn thua thì sẽ phải ở lại đây cùng với Vương Khu và Lôi Bột. Cả hai một lần nữa chọn đá, mấy khứa Thanh Hà Môn này chắc chắn đã mở tất cả những viên đá có chất lượng tốt ra trước, lấy hết nguyên đi, rồi lại dùng nguyên thuật ghép chúng lại. Đá quý mở ra nguyên quý, đá càng đáng tiền, càng làm người ta thua thảm bại. Nếu muốn thắng ván này, hắn chỉ có thể chọn hòn đá chất lượng kém mà tông môn này không thèm giở trò. Lưu Thừa Ân lần này cắt ra một thuần nguyên thượng đẳng, đáng 101 cân, còn Diệp Phàm, hắn chọn đá dưa hấu khiến dân tình sửng sốt. Vì loại đá này chỉ có thể cắt ra lượng nguyên nhỏ như hạt dưa hấu mà thôi, Diệp Phàm vẫn một vẻ bình tĩnh, yêu cầu cắt đá. Đến khi cắt thành từng mảnh vụn vẫn chưa thấy một miếng nguyên nào, Lôi Bột xỉu lên xỉu xuống, Diệp Phàm lúc này vẫn yêu cầu tiếp tục cắt. Một luồng kinh lực phóng ra khiến Lưu Thừa Ân cũng bị hất văng, là cổ trùng nguyên, trị giá 300 cân nguyên, Lưu Thừa Ân đã thua, Diệp Phàm yêu cầu hắn thả người. Nhưng Lưu Thừa Ân lại nói Vương Khu không phải người, mà nói hắn là ma vật, vì trên đầu hắn có một cặp sừng ẩn hiện, Lôi Bột lao lên muốn tấn công Lưu Thừa Ân, nhưng lại bị hắn xé toạc áo, bên trên có từng đường vân màu đen, Lôi Bột cũng không phải người, Lưu Thừa Ân phóng lửa muốn thiêu chết Vương Khu. Diệp Phàm lúc này có hơi sửng sốt, hai thằng đệ này vậy mà lại liên quan đến sinh vật thái cổ, hắn hơi lưỡng lự một chút nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn cứu người. Lưu Thừa Ân lập tức gọi người bao vây Diệp Phàm, nhưng sao có thể là đối thủ của anh, tất cả đều bị đánh bại. Diệp Phàm quay về, hắn hỏi Ngũ Gia về thân thế của Lôi Bột và Vương Khu. Tổ tiên Trương Gia những năm cuối đời đã đem về hai đứa trẻ chán phát sáng có trọng đồng ngân huyết nên đã đích thân phong ấn huyết mạch của bọn chúng, lấy vợ người phàm. Đời đời sinh sôi, hai gia tộc đó tới nay chỉ còn chút ánh bạc trong huyết mạch, nhưng thỉnh thoảng sẽ có một hai đứa trẻ sở hữu năng lực kỳ lạ. Diệp Phàm cho rằng huyết mạch của Vương Khu và Lôi Bột có thể giúp cả hai sau này bảo vệ thạch trại. Có lẽ đây cũng là điều mà tổ tiên của Trương Gia mong muốn, nếu Ngũ Gia đồng ý, hắn có thể hướng dẫn cả hai tu luyện, Ngũ Gia vô cùng biết ơn Diệp Phàm. Thanh niên lập tức triển khai, nào ngờ giảng bài có tâm hết sức mà hai khứa kia ngủ gà ngủ gật, vậy thì phải đổi phương pháp dạy thôi. Diệp Phàm kéo cả hai đến trước một vách núi, thả cả hai rơi tự do cho tự kích phát tiềm năng, cả hai cần tập trung tinh thần, tụ vào chỗ xương trán, cảm nhận thần năng. Vương Khu và Lôi Bột không ngừng la oai oái, ba má ơi, tâm thần tập trung, hu hu, dị mà thành công thiệt nha. Xung quanh cả hai xuất hiện màn quang bảo vệ nhàn nhạt, bước đầu mỹ mãn. Kiên trì qua bước hai thôi, Diệp Phàm quăng một trụ đá lớn đến, Lôi Bột cười hí hửng, nhẹ nhàng vậy thôi sao, hắn nhấc bổng chẳng tốn chút sức, nhưng ai nói là chỉ có thế chứ. Diệp Phàm rót một tia mẫu khí vào, yêu cầu cả hai khiêng trụ đá kia lên đỉnh núi, hắn sẽ ở trên đó đợi, chỉ có rèn luyện, cả hai mới có thể điều khiển thần năng một cách thuần thục. Sức nặng của trụ đá hiện tại không thể xem thường, lập tức đè bẹp Lôi Bột, Diệp Phàm ngồi khoanh chân, lần trước hắn thử mở đạo cung thất bại, lần này đã thu thập được không ít nguyên, hẳn là đủ để xông qua đạo cung, rất nhiều nguyên xoay quanh Diệp Phàm, truyền sức cho hắn mở cánh cửa kia,
Cùng lúc đó, Lôi Bột và Vương Khu vẫn tìm cách đẩy trụ đá lên trên. Diệp Phàm dùng hết tất cả nguyên mình có những cánh cửa kia vẫn không nhúc nhích, rốt cuộc là cần bao nhiêu nguyên cơ chứ, nhưng nếu trở thành Thiên Nguyên Sư, không biết sau này hắn có gặp điểm xấu hay không. Đã 5 năm trôi qua rồi, cha mẹ hắn sẽ dần già yếu, hắn không thể bận tâm nhiều như thế, hắn cần nhiều nguyên hơn, cần đột phá, cần sức mạnh có thể băng qua tinh không, hắn phải trở về nhà. Diệp Phàm tiếp tục nghiên cứu Nguyên Thiên Thư, nửa tháng trôi qua, hai thằng đệ vẫn miệt mài khiêng trụ đá lên đỉnh. Vừa đúng lúc bắt gặp đạo tượng của Diệp Phàm, một khung cảnh lớn lao, ngay cả cây cổ thụ khô héo 800 năm cũng sống lại, Diệp Phàm lúc này sinh mệnh tràn trề. Đây chính là Luân Hải Đại Viên Mãn, hắn mượn sức một lần nữa mở cánh cửa đạo cung, cuối cùng đã đột phá rồi, quá trời trần ai khoai mướp. Lôi Bột và Vương Khu cũng thành công khiêng trụ đá lên đỉnh, cùng lúc đó ở thạch trại, bọn người Thanh Hà Môn đang đến gây chuyện vì Diệp Phàm đã giết người của Đấu Thạch Phường. Người già trẻ nhỏ gì chúng cũng không tha, may mà bọn Diệp Phàm kịp thời quay về, Lôi Bột và Vương Khu lập tức thể hiện thành quả luyện tập bao lâu nay. Diệp Phàm đối với Thanh Hà Môn vốn đã chán ghét, thành niên nảy ra ý định diệt tông môn này, hắn cùng Lôi Bột và Vương Khu đến trước cửa Thanh Hà Môn. Vừa hay hắn đang có ý định lập môn phái, thanh niên hiên ngang bước vào, về nói với trưởng giáo của các ngươi, anh đây muốn khai tông lập phái tại đây. Đệ tử Thanh Hà Môn phẫn nộ xông lên, nhưng đều bị phía Diệp Phàm giải quyết, đám người Thanh Hà Môn sợ hãi, ngươi là ai, ta là trưởng giáo tương lai của các ngươi nhé.